Y đạo quan đồ. Chương 271, đòi lại công đạo. Điện thoại của hắn đổ chuông, bắt điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghẹn ngào của Hải Lan, Trương Dương, Âu Dương như hạ chết rồi. Em ngày mai sẽ tới Đông Giang. Anh đang ở Đông Giang. Phó thị trưởng thường phụ Triệu Quý Đình sắc mặt âm trầm đáng sợ, y nhìn con trai của mình. Triệu Hải Vệ không chút sợ hãi nhìn thẳng vào y. Triệu Quý Đình nói với giọng trầm thấp, mày đã làm gì? Trên mặt Triệu Hải Vệ không hề lộ ra chút sợ hãi nói, cha đã làm gì? Triệu Quý Đình gầm lên, thằng mất dạy, mày quỳ xuống cho tao. Triệu Hải Vệ khinh thường lắc lắc đầu, con không làm sai gì cả, con vì sao phải quỳ? Mày có đi tìm cô ta không? Triệu Hải Vệ gật đầu, có tìm, con bảo con tiện nhân đó rời khỏi bố. Để nó đừng hãm hại cha của con. Triệu Quý Đình giống như một con sư tử lao lên, tát cho con trai mình một phát. Triệu Hải Vệ không né tránh, sau khi chịu cái tát này, đầu càng ngẩng cao hơn, ả tự sát thì có liên quan gì tới con? Loại con gái như ả vốn đáng chết. Sao, cha đau lòng à? Triệu Quý Đình tức đến nỗi cả người run rẩy, xúc sinh. Mày có nhân tính hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Hải Vệ nói, mẹ con bị ung thư phải nằm viện, nếu không phải là cha đối với bà ấy như vậy, bà ấy làm sao lại bị ung thư? Cha biết cái gì gọi là nhân tính không? Mày, trong lòng Triệu Quý Đình như bị người ta quật mạnh một cái, y vô lực ngồi xuống. Triệu Hải Vệ nói, ông không có tư cách dạy dỗ tôi. Nói xong câu này hắn quay người bước ra khỏi cửa. Lời đồn nhanh chóng được truyền bá, có người nói Âu Dương như hạ sinh hốt bừa bãi, có quan hệ không chính đáng với nhiều người đàn ông, bởi vì duyên cố bị cơ quan công an điều tra, Lương Thành Long, Đinh Triệu Dũng, Trần Thiệu Bân, Trương Dương không ai là ngoại lệ đều bị kéo vào trong, nguyên nhân cái chết liên quan tới Âu Dương Như Hạ được bàn tán xôn xao. Cách nói thịnh nhất là cô ta bởi vì bị tình cảm khốn nhiễu, không biết lựa chọn như thế nào, cuối cùng lựa chọn cái chết. Sau khi Âu Dương Như Hạ tự sát, cũng có không ít người nhắc tới Triệu Quý Đình, vị phó tỉnh trưởng thường vụ cũng thủy chung bảo trì trầm mặc. Thông qua chứng cứ mà cơ quan công an điều tra được, Âu Dương Như Hạ quả thật là chết vì tự sát. Còn thành phần tinh dịch còn sót lại trong cơ thể cô ta thì không có gì quan trọng, cho dù là cha ra người sở hữu thì cũng không thể định tội đối phương. Thông qua giám định nhiễm sắc thể, sự hiềm nghi của bốn người bọn Trương Dương bị bài trừ, chuyện này chỉ giới hạn trong nội bộ công an, song lời đồn đãi tử vẫn mọc lên như nấm sau mưa, cả Đông Giang đều dư luận xôn xao. Dư luận và pháp luật là hai việc khác nhau, dư luận xã hội cường đại cũng khiến bọn Trương Dương sứt đầu mẻ trán. Trương Dương ý thức được nếu như chuyện này không tra ra chân tướng rõ ràng, danh dự của họ sẽ vì thế mà bị tổn thương. Hắn tuy không để ý người ta nói gì, nhưng sự tự sát của Âu Dương Như Hạ quả thật là có quan hệ trực tiếp tới Triệu Hải Vệ, đã từng là bạn bè, hắn phải giúp Âu Dương Như Hạ đòi lại công đạo. Lương Thành Long đối với chuyện này vẫn bảo trì thái độ kính nhi viễn chi, Trần Thiệu Bân sau khi bị ông già giáo huấn, thật thà ở trong nhà, người Trương Dương có thể tìm chỉ có Đinh Triệu Dũng. Trong mấy bạn học, Đinh Triệu Dũng và Âu Dương Như Hạ có quan hệ thân thiết nhất. Trương Dương nói, tôi phải lôi tên Triệu Hải Vệ ra. Đinh Triệu Dũng liếm liếm môi, cậu muốn làm gì? Đòi công đạo cho Âu Dương Như Hạ, và sự thanh bạch của chúng ta. Đinh Triệu Dũng trầm mặc một lát rồi gật đầu, được. Triệu Hải Vệ bị Trương Dương và Đinh Triệu Dũng chặn ở trong bãi đỗ xe của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, hắn nhận ra Đinh Triệu Dũng nhưng lại không nhận ra Trương Dương. Trương Dương căn bản không nói năng gì với hắn, bước tới điểm huyệt đạo rồi kéo hắn lên xe jeep của mình như kéo một con gà. Đinh Triệu Dũng thấy Trương Dương thần dũng như vậy, không khỏi há miệng trợn mắt, nhớ tới tình cảnh hắn bởi vì em gái Triệu Tĩnh mà xông vào nhà mình truy sát em trai mình, cùng loại người này làm bạn bè vẫn là tốt nhất. Trương Dương lái xe dẫn Triệu Hải Vệ tới núi Quan Âm, dừng trước bốt điện thoại nơi tối qua họ đã giải cứu Âu Dương Như Hạ. Tuy là buổi sáng, nhưng gần đó cũng không có người. Trương Dương dừng xe, lôi Triệu Hải Vệ từ trên xe xuống, giải khai á huyết, tát cho hắn hai cái, đánh cho má Triệu Hải Vệ sưng phồng, mày làm gì thế? Cẩn thận tao báo cảnh sát bắt mày đấy. Trương Dương cười lạnh, báo cảnh sát, lúc mày làm chuyện xấu sao không báo cảnh sát? Triệu Hải Vệ nhìn Đinh Triệu Dũng, nói, anh Đinh, anh có ý gì vậy? Trương Dương chỉ vào mũi hắn, nói, mày đừng có lắm lời, tối qua mày đã làm gì Âu Dương Như Hạ? Giờ thật thà khai ra cho tao. Tao không biết Âu Dương Như Hạ. Đánh rắm, Trương Dương lại đá một cú. Đinh Triệu Dũng lạnh lùng nói, Triệu Hải Vệ, tối qua tao đã gặp Âu Dương Như Hạ, cô ấy nói là mày bắt cóc cô ấy tới đây,
còn chụp ảnh cô ấy nữa, có phải không? Triệu Hải Vệ vẫn rất cứng miệng, anh nói gì thì là thế thật à? Anh bảo cô ta ra đối chứng với tôi đi. Ninh Triệu Dũng cũng nổi giận rồi, hắn rõ ràng biết Âu Dương Như Hạ đã chết mà còn nói vậy, thằng Ôn này quá đáng ghét. Trương Dương nói, mày rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, mày tốt nhất hãy ngoan ngoãn giao những bức ảnh đó ra, nếu không tao sẽ khiến mày sống không được mà chết cũng không xong. Triệu Hải Vệ tới hiện tại vẫn chưa rõ Trương Dương có thể làm được gì, hắn tức giận nói, mày cho rằng mày là ai, hiện tại là xã hội pháp chế, hành vi của chúng mày đã xúc phạm tới pháp luật quốc gia. Ninh Triệu Dũng, cha anh là bí thư chính pháp ủy, có cần tôi nhắc anh hậu quả của việc này không? Trong lòng Ninh Triệu Dũng thủy chung vẫn có chút do dự, dẫu sao thì gã và Trương Dương đều không phải là cảnh sát, không có quyền chấp pháp, trước mắt mà nói bọn họ hoài nghi Triệu Hải Vệ có liên quan tới cái chết của Âu Dương Như Hạ là bởi vì những lời mà Âu Dương Như Hạ đã nói, không có bất kỳ chứng cứ thiết thực nào cả. Trương Dương thì mặc kệ, hắn trước chuyện đã suy nghĩ tới hậu quả, bất kể là dùng phương pháp nào, cũng phải từ trong miệng Triệu Hải Vệ bước ra chân tướng của việc này, nếu không bọn họ sẽ rơi vào cục diện bị động. Trương Dương cho rằng mấu chốt của sự việc là ở những bức ảnh đó, chỉ cần từ trong tay Triệu Hải Vệ có được chúng, tất cả có thể được giải quyết rõ ràng. Lúc Trương Dương đang chuẩn bị hạ thủ bức cung Triệu Hải Vệ thì đằng sau đột nhiên vang lên tiếng còi của cảnh sát. Hắn và Đinh Triệu Dũng đều giật mình, thực sự là không hiểu sao lại có cảnh sát đi theo. Hai chiếc xe cảnh sát dừng ở trước mặt họ, Phó Cục trưởng Loan Thắng Văn của Phân Cục Công an khu Bạch Sa bước xuống, vẻ mặt y rất nghiêm túc, đi nhanh tới trước mặt họ, các cậu làm gì thế? Trương Dương lại đá cho Triệu Hải Vệ một cái, cú đá này đã giải huyệt cho hắn, Đinh Triệu Dũng tuét miệng cười nói, Cục trưởng Loan, ba người chúng tôi đang đùa với nhau thôi. Triệu Hải Vệ thảm hại bò dậy, hắn chỉ vào Trương Dương, nói, bọn họ bắt cóc tôi, bắt giữ người trái phép, tôi muốn tố cáo họ. Đinh Triệu Dũng cười nói, Triệu Hải Vệ, đừng có nói lung tung, cậu có chứng cứ không? Trương Dương nói, là cậu hẹn chúng tôi tới đây gặp mặt, cậu nói bậy cái gì thế? Có phải muốn hãm hại chúng tôi không? Triệu Hải Vệ lớn tiếng nói, tôi muốn tố cáo các người. Loan Thắng Văn uy nghiêm nói, đừng có làm ồn nữa, tất cả theo tôi về cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Trương Dương và Đinh Triệu bị dẫn vào chiếc xe cảnh sát kia, còn Triệu Hải Vệ thì ngồi cùng xe với Loan Thắng Văn. Tiến vào trong xe, vẻ mặt nghiêm trọng của Loan Thắng Văn hòa hoãn hơn nhiều, y an ủi Triệu Hải Vệ, nói, đừng sợ, về tới cục cảnh sát cứ nói thật ra, chúng tôi nhất định sẽ xử lý công chính. Triệu Hải Vệ gật đầu. Lúc này điện thoại của Loan Thắng Văn đổ chuông, y nhấc máy, nghe rõ bên trong nói gì, mặt lộ ra vẻ vui mừng, thật ư. Đã so sánh rồi à? Đang tiến hành loại bỏ nhiễm sắc thể rồi à? Ừ, tốt, tốt. Triệu Hải Vệ ngồi nghe ở bên cạnh, trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng không biết những lời này của Loan Thắng Văn có liên quan tới vụ án của Âu Dương Như Hạ không? Loan Thắng Văn gác điện thoại, nói với lái xe, mau về phân cục đi. Trong móng tay của Âu Dương Như Hạ phát hiện một ít mảnh da, chắc là lúc rằng co để lại, lưới trời tuy thưa mà khó lọt lắm. Câu này khiến Triệu Hải Vệ tim đập thình thịch, một lúc sau, hắn cuối cùng không nhịn được bèn nói, Cục trưởng Loan, chúng tôi vừa rồi đùa nhau tôi, chuyện này tôi không muốn truy cứu. Loan Thắng Văn cười nhạt, nói, nhưng tôi rõ ràng thấy họ đánh cậu. Triệu Hải Vệ cười nói, tôi và anh Đinh chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, đùa quen rồi, vả lại. Quan hệ giữa hai chúng tôi rất tốt, tôi không muốn bởi vì chuyện mà làm tổn thương tới hòa khí. Lý do này nghe rất đầy đủ, nhưng Loan Thắng Văn mắt cũng nhìn ra sơ hở, Triệu Hải Vệ sợ rồi, mặt Loan Thắng Văn nghiêm lại, nói cậu cho rằng mình là ai. Cảnh sát chúng tôi không có thời gian đùa với các cậu, về ghi khẩu cung cho tôi. Triệu Hải Vệ trong lòng hối hận vô cùng, vừa rồi thật sự không nên truy cứu chuyện này, hiện tại thì phiền phức rồi, mình tự đưa mình vào cục cảnh sát. Mấy người bọn họ bị dẫn tới phân cục khu Bạch Sa, không lâu sau thì nhìn thấy có bác sĩ tới lấy máu, Trương Dương và Đinh Triệu Dũng thì không sao, nhưng Triệu Hải Vệ thì thà chết cũng không để bị lấy máu, hắn chỉ nói mình bị vựng huyết thấy máu là xỉu. Các loại biểu hiện bất thường của Triệu Hải Vệ càng khiến Loan Thắng Văn càng nghi ngờ, sau khi y nghiệm lệnh bắt Triệu Hải Vệ trích máu, liền phân biệt giam ba người nửa tiếng, mục đích là để làm tiêu hao tính nhẫn nại của Triệu Hải Vệ. Lúc Loan Thắng Văn thẩm vấn Triệu Hải Vệ, vẻ mặt của thằng nhóc này cực kỳ bất an, từ lúc bị lấy máu, hắn thấp thỏm không thôi, thấy Loan Thắng Văn, không đợi đối phương hỏi hắn đã đứng dậy, nói Cục trưởng Loan, tôi không phạm tội, ông dựa vào gì mà giam tôi. Trên mặt Loan Thắng Văn không có một chút vẻ tươi cười nào,
y ném hồ sơ trong tay lên bàn, ngồi xuống cho tôi. Triệu Hải Vệ run bắn lên, từ từ ngồi xuống trước ánh mắt nghiêm khắc của Loan Thắng Văn. Loan Thắng Văn nói, cậu thật thà kể lại chuyện tối qua cho tôi. Triệu Hải Vệ nói, tôi tối qua, một mực ở trong nhà. Sao, ông hoài nghi tôi có liên quan tới cái chết của Âu Dương Như Hạ ư? Hắn nói xong câu này liền cảm thấy hối hận, người ta căn bản chưa hỏi chuyện này, mình sao lại chủ động giơ mặt ra trước hỏng súng. Loan Thắng Văn lạnh lùng nói, có phải cậu đã tới núi Quan Âm không? Tôi không. Dầm, Loan Thắng Văn vỗ mạnh lên bàn. Dọa cho Triệu Hải Vệ giật bắn người, chán ngay lập tức túa mồ hôi. Khoa học kỹ thuật hiện đại đã có đột phá rất lớn, một sợi tóc, một mẩu da, một giọt tinh dịch cũng có thể tiến hành phân tích nhiễm sắc thể, muốn chạy cũng chạy không thoát đâu. Mặt Triệu Hải Vệ trắng bệch, mồ hôi men theo má chạy xuống dưới cằm, sau đó tí tách rơi xuống đất. Hắn không có kinh nghiệm ứng đối với thẩm vấn, Loan Thắng Văn từ biểu hiện của hắn đã nhìn ra sắp đến điểm mấu chốt rồi. Tiếp tục nói cậu có phải đã chụp ảnh Âu Dương Như Hạ không? Triệu Hải Vệ cúi đầu xuống, nội tâm hắn đang giao chiến kịch liệt, sau 3 phút trầm mặc, hắn đột nhiên bật khóc tôi. Tôi không giết cô ấy, tôi, thật sự không giết cô ấy, tôi không muốn cô ấy chết. Giọng nói của Loan Thắng Văn càng nghiêm lệ hơn, các cậu đã xâm phạm cô ấy. Tôi không, Triệu Hải Vệ ngẩng đầu lên, trong mắt đầy là nước mắt sợ hãi, là bọn họ. Bọn họ làm, tôi không. Loan Thắng Văn cảm thấy đau lòng, y rút thuốc ra, chậm rãi châm lửa rồi nói khẽ, nói ra đi. Triệu Quý Đình hồn phi phách lạc bỏ điện thoại xuống, trong nháy mắt như già đi cả 10 tuổi, cửa phòng vang tiếng gõ, chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Hạ Bá Đạt bước vào, tỉnh trưởng Triệu, bí thư Cố bảo anh tới chỗ ông ấy một chuyến. Triệu Quý Đình gật đầu, y đứng đờ ra đó, nhưng lại không cất biết, suy nghĩ một lúc rồi mới run rẩy nhấc chân trái lên, cho tới tận khi bước vào văn phòng của Cố Doãn Chi. Tinh thần của y vẫn còn hoảng hốt. Cố Doãn Chi vẻ mặt phức tạp nhìn Triệu Quý Đình, người này là trợ thủ đắc lực mà một tay ông ta đưa lên, ông ta muốn bồi dưỡng Triệu Quý Đình thành người thế chỗ cho mình, nhưng không ngờ y lại luân lạc tới mức này. Vấn đề tác phong sinh hoạt của Triệu Quý Đình ông ta đã nghe nói từ lâu, vì chuyện này ông ta từng đặc biệt nhắc nhở Triệu Quý Đình, nhưng Triệu Quý Đình luôn xử lý rất tốt. Trên thực tế trừ phương diện này ra, những phương diện khác của Triệu Quý Đình không có bất kỳ vấn đề gì. Lời bình của Cố Doãn Chi đối với y là tì vết không che được ánh ngọc, nhưng cái nên xảy ra cuối cùng cũng xảy ra rồi. Triệu Quý Đình đứng ở trước mặt Cố Doãn Chi, Cố Doãn Chi cũng không có ý bảo y ngồi xuống, cứ vậy nhìn chằm chằm vào y. Trong đầu Triệu Quý Đình chỉ nghĩ đến con trai, y thấp giọng nói, xin lỗi. Cố Doãn Chi có thể hiểu được tâm tình của Triệu Quý Đình lúc này, lúc trước khi con trai ông ta xảy ra chuyện, ông ta tuy ngoài mặt thì trấn định hơn Triệu Quý Đình. Nhưng sự lo lắng trong lòng thì cũng là một loại dày vò khó có thể hình dung được. Cố Doãn Chi thở dài, nói, anh khiến tôi rất đau lòng. Triệu Quý Đình nói, xin tổ chức xử lý tôi đi. Cố Doãn Chi lắc đầu, chuyện này của Triệu Quý Đình không tính là nghiêm trọng, nhưng trên sinh nhai chính trị mà nói, y đã xong rồi, trừ khi là kỳ tích xuất hiện, nếu không sinh nhai sĩ đồ tiếp theo của y sẽ dậm chân tại chỗ. Trong lòng Cố Doãn Chi nảy sinh sự cảm khái. Kế hoạch đối với cục diện chính trị tương lai của Bình Hải trước khi ông ta về hưu đã sụp đổ, một nửa lại bởi vì tạo hóa trêu người, một nửa là bởi vì những cán bộ lãnh đạo này ước thúc bản thân và người nhà không nghiêm, cho nên mới tạo thành cục diện như ngày hôm nay. Cố Doãn Chi nói, có thời gian thì tới bệnh viện chăm sóc Lý Bình đi. Triệu Quý Đình dạ một tiếng, lúc rời khỏi văn phòng bí thư tỉnh ủy, mắt không biết vì sao lại đỏ lên. Triệu Hải Vệ không chịu nổi đòn tấn công tâm lý của Loan Thắng Văn, kể lại chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối, hắn bỏ tiền thuê một đám người bắt cóc Âu Dương Như Hạ, và chụp rất nhiều ảnh bất nhã của cô ta, nhưng sự phát triển của sự việc lại không nằm dưới sự khống chế của hắn, đám người đó thèm thuồng sắc đẹp của Âu Dương Như Hạ, đã hãm hiếp cô ta, điều này mới dẫn tới tinh thần của Âu Dương Như Hạ sụp đổ, cuối cùng dẫn tới việc tự sát. Loan Thắng Văn biết án tình nghiêm trọng, chuyện này phải hồi báo với công an tỉnh. Tỉnh thính lại thông báo cho bí thư chính pháp ủy Đinh Nguy Phong, sau khi Đinh Nguy Phong biết chuyện này, chỉ nói 4 chữ thiên lý khó dung. Sự phẫn nộ của Đinh Nguy Phong không chỉ là bởi vì rất nhiều người cho rằng cái chết của Âu Dương Như Hạ có liên quan tới con trai y, mà còn thống hận hành vi ác động của Triệu Hải Vệ. Vụ án của Triệu Hải Vệ làm chấn động cả tỉnh Bình Hải, một người là phát thanh viên chính của tỉnh, một người là con trai của phó tỉnh trưởng thường vụ, ân oán giữa bọn họ muốn không hấp dẫn sự chú ý của người khác cũng khó. 4 tên tòng phạm của Triệu Hải Vệ đều bị sa lưới,
Kỳ thực vụ án này vốn có thể vĩnh viễn chôn vùi theo sự tự sát của Âu Dương Như Hạ, cú điện thoại mà Loan Thắng Văn nghe ở trước mặt Triệu Hải Vệ là thật, nhưng nội dung của điện thoại là giả, trong cái móng tay của Âu Dương Như Hạ không phát hiện ra được tổ chức ra gì cả, tinh dịch còn sót lại trong cơ thể cô ta cũng bởi vì tẩy rửa quá kỹ cho nên không thể hoàn thành phân tích toàn diện. Loan Thắng Văn lợi dụng cú điện thoại này để từng bước khiến tâm lý của Triệu Hải Vệ trở nên hốt hoảng hơn. Sau cùng dẫn tới phòng tuyến tinh thần của Triệu Hải Vệ hoàn toàn sụp đổ, chủ động khai ra tất cả những gì đã phát sinh. Trên bức ảnh mà Triệu Hải Vệ cung cấp đã ghi rõ hành vi phạm tội của mấy người, những bức ảnh này hắn vốn muốn dùng để uy hiếp Âu Dương Như Hạ, sau cùng lại thành chứng cứ phạm tội của chúng. Hắn tuy không tham dự hãm hiếp Âu Dương Như Hạ, nhưng hắn là kẻ khởi xướng đầu tiêu chuyện này. Tất nhiên phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Trương Dương, Lương Thành Long, Đinh Triệu Dũng, Trần Thiệu Bân đều mặc áo gió màu đen, đeo kính râm, bọn họ cầm một vòng hoa ra từ trăm đóa bách hợp bện thành lặng lẽ đi tới linh đường của Âu Dương Như Hạ, tâm tình của mỗi người đều nặng nề như bước chân của họ. Trên câu đối phúng điếu viết, sống như hoa mùa hè, mất như tuyết mùa đông. Nhìn di ảnh tươi cười của Âu Dương Như Hạ, Lương Thành Long và Trần Thiệu Bân mắt đỏ bừng. Trong lòng bọn họ tràn đầy sự áy náy, sau khi Âu Dương Như Hạ chết, bọn họ chẳng làm được chuyện gì, là Trương Dương và Đinh Triệu Dũng bắt tay tra ra chuyện này, rửa oan cho Âu Dương Như Hạ. Phía sau vang lên tiếng giày cao gót có tiết tấu, Trương Dương quay đầu lại nhìn, Hai Lam ôm một bó cúc trắng, nuốt lệ bước vào linh đường, cô ta và Âu Dương Như Hạ rất hợp nhau, trong thời gian Âu Dương Như Hạ học tập và tham quan Hương Cảng, hai người họ đã trở thành bạn bè thân thiết. Cô ta còn hẹn qua mấy ngày nữa tới nội địa sẽ gặp Âu Dương Như Hạ, không ngờ nháy mắt đã người quỷ xa cách nhau. Lúc Hải Lan ôm di ảnh của Âu Dương Như Hạ đã khóc không thành tiếng, Âu Dương Như Hạ có kinh lịch tương tự như cô ta, nhưng Âu Dương Như Hạ rõ ràng là không được may mắn như vậy. Cô ta gặp được Trương Dương, chỉ là Trương Dương dựa vào dũng khí không biết sợ hãi và lòng can đảm hơn người cứu cô ta từ trong vực sâu ra, còn Âu Dương Như Hạ thì lại bị mệnh vận vô tình nuốt gọn. Kiều Mộng Viện và Thời Duy cũng tới đưa chia buồn, hôm đó người tới viếng rất nhiều, Bạch Yến và Lê San San cũng tới, cái chết của Âu Dương Như Hạ khiến rất nhiều người cảm thấy thương tiếc và thương tâm, một nữ phát thanh viên xinh đẹp đang vào độ thanh xuân, trong lúc sự nghiệp đang lên lại đột nhiên rời bỏ trần thế, đây là một chuyện đáng tiếc như thế nào. Hải Lan kéo cửa phòng, nhìn thấy Trương Dương đứng ở ngoài cửa, cô ta lao vào lòng Trương Dương rồi bật khóc, Trương Dương đóng cửa phòng lại, ôm chặt lấy cô ta. Hôn lên tóc lên trán cô ta rồi nói nhỏ cô nén bi thương đi em. Hải Lan thút thít nói, em nhìn thấy di ảnh của Như Hạ là luôn cảm giác bức ảnh đó là em. Sao lại vậy được, cô bé ngốc, Trương Dương nhấc cầm cô ta lên, hôn lên môi cô ta một cái, thưởng thức vị nước mắt mằn mằn. Hải Lan dùng sức ôm lấy Trương Dương, cô ta cảm thấy một loại bi thương và bất lực không nói thành lời, loại cảm giác này khiến cô ta sợ hãi, cô ta run giọng nói, yêu em đi. Yêu em đi. Cảnh đêm yên tĩnh, bầu trời đêm ngoài cửa sổ giống như thiên nga đen, bên trên không có một ngôi sao nào. Thân hình trắng nõn của Hải Lan kề sát trên người Trương Dương, loại cảm giác da thịt chạm nhau này khiến cô ta cảm thấy ấm áp và vững tâm, cô ta nhẹ nhàng vỗ lên ngực Trương Dương, ôn nhu nói, cảm ơn. Trương Dương vỗ lên cái mông đầy đàn hồi của cô ta một cái, nói, vì sao lại cảm ơn. Người Hải Lan run lên một cái, thủ thì nói, nếu không có anh. Có lẽ mệnh vận của em cũng sẽ giống như cô ấy. Trương Dương lắc đầu, dùng ngữ khí cực kỳ khẳng định, nói, sẽ không đâu. Em biết, anh sẽ bảo vệ em. Nằm trong lòng Trương Dương, Hải Lan giống như nằm trong bến cảng không có gió bão. Tuy Trương Dương tuổi còn nhỏ hơn cô ta nhiều, nhưng cảm giác ỷ lại của Hải Lan đối với hắn vẫn nảy sinh. Người thật sự bức tử Âu Dương Như Hạ là Triệu Quý Đình. Hải Lan cứ nghĩ tới chuyện này là phẫn nộ không thôi. Trương Dương nói khẽ y đã bị báo ứng rồi. Triệu Quý Đình ngồi một mình trong thư phòng, đối diện với ngọn đèn ở trên bàn, hai tay đan vào nhau, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào bức ảnh ở phía trước, đó là bức ảnh mà y và Âu Dương Như Hạ chụp cùng nhau. Âu Dương Như Hạ ở trong ảnh còn phơi phới như vậy, nụ cười xá lạn như thế, nhưng y đã không còn được nhìn thấy cô ta nữa rồi. Trên mặt Triệu Quý Đình chảy xuống một giọt lệ, vội vã dùng tay lau đi, rất nhanh y lại ý thức được xung quanh không có ai. Triệu Quý Đình cầm bức ảnh lên rồi chậm rãi xé bộ phận thuộc về Âu Dương Như Hạ. Giọng nói trầm thấp và tràn ngập yêu thương, tạm biệt. Trương Dương vốn chuẩn bị ngày hôm sau thì rời khỏi Đông Giang, nhưng một cú điện thoại của Cố Doãn Chi khiến hắn không thể không ở lại. Cố Doãn Chi hy vọng hắn có thể giúp đỡ khám bệnh cho Lý Bình. Lý Bình là vợ của Triệu Quý Đình, mẹ của Triệu Hải Vệ,
bình tâm mà luận, Trương Dương không muốn phát sinh quan hệ gì với Triệu gia cả, nhưng Cố Doãn Chi đã đề xuất yêu cầu, hắn cũng không thể cự tuyệt. Để tránh quá đường đột, Cố Doãn Chi bảo chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Hạ Bá Đạt đi cùng Trương Dương, Hạ Bá Đạt đảm nhiệm thị trưởng thành phố Nam Tích đã là chắc chắn, cũng thuận lợi thông qua khảo sát của bộ tổ chức, hiện tại y vui mừng hớn hở, Trương Dương cũng nghe nói tới tin tức này, ở ngay trước mặt chúc mừng Hạ Bá Đạt chủ nhiệm Hạ, sau này phải đổi sang gọi thành thị trưởng Hạ rồi. Hạ Bá Đạt cười cười, nhờ có lãnh đạo coi trọng thôi. Tôi hiện tại vẫn nơm nớp lo sợ, sợ mình lại phụ trọng trách mà tổ chức giao cho. Trương Dương nói, chủ nhiệm Hạ ở trong thể chế tu luyện nhiều năm như vậy rồi, đời trẻ tuổi chúng tôi đều coi ngài là tấm gương để học tập, ngài đừng khiêm tốn nữa. Hạ Bá Đạt bật cười ha hả, y biết rõ quan hệ giữa Trương Dương và Cố Doãn Chi, đối với người trẻ tuổi này hắn cũng kính úy và hân thưởng, một thanh niên mới hơn 20 tuổi đầu mà có quan hệ với tỉnh trưởng, bí thư thị ủy, cái này không thể chỉ dựa vào vận khí để giải thích. Lần này chuyện của Triệu Hải Vệ cũng là một tay hắn lật ra, lời bình của Hạ Bá Đạt đối với Trương Dương từ hậu sinh khảo ý biến thành sâu không thể lường. Hạ Bá Đạt mời Trương Dương ngồi vào xe Hồng Kỳ, Trương Dương từ biển số nhận ra đây là xe riêng của Cố Doãn Chi, xem ra Cố Doãn Chi rất coi trọng chuyện lần này. Trương Dương có chút kỳ quái, Triệu Quý Đình rốt cuộc đã làm gì mà có thể khiến Cố Doãn Chi quan tâm đến y như vậy? Hạ Bá Đạt giỏi nhất là nghe tiếng đoán sắc mặt. Từ vẻ hoang mang của Trương Dương lập tức đoán được hắn đang nghĩ gì. Y mỉm cười, nói, sau khi vợ của bí thư Cố qua đời, Minh Kiên và Dưỡng Dưỡng còn nhỏ, may mà có Lý Bình chiếu cố họ, trong lòng Dưỡng Dưỡng và Minh Kiên, Lý Bình giống như là mẹ của họ vậy. Trương Dương lúc này mới hiểu vì sao Cố Doãn Chi lại làm vậy, hắn nói khẽ phó tỉnh trưởng Triệu gần đây chẳng không được dễ chịu lắm. Hạ Bá Đạt biết Trương Dương muốn thám tính tin tức nội mạc, kỳ thực những chuyện này cũng không cần phải giấu hắn. Y thở dài, nói, kỳ thực phó thị trưởng Triệu vốn rất có hy vọng bước lên cao, đáng tiếc chuyện lần này. Nói tới đây y lại thở dài một tiếng, Hạ Bá Đạt nói chuyện rất có chừng mực, tới hiện tại y vẫn chưa nói rõ ràng ra cái gì, nhưng lại có thể biểu đạt ý tứ một cách hoàn chỉnh. Trương Dương nghe hiểu, Triệu Quý Đình tất nhiên chịu ảnh hưởng của việc Âu Dương Như Hạ tự sát, xem ra sĩ đồ của y đã đi đến chung kết rồi. Loại chung kết này không có nghĩa là y phải thụt lùi mà là không thể tiếp tục lên cao. Có vết như này, e rằng y muốn trở mình cũng khó. Hạ Bá Đạt nói, bí thư Cố trên cuộc họp thường ủy đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đội ngũ cán bộ phải tự hạn chế mình, trong tỉnh sẽ đối diện với một cuộc vận động chỉnh đốn tác phong. Trương Dương cười cười, Cố Doãn Chi đề xuất chuyện này là rất bình thường, chuyện của Triệu Quý Đình khiến vấn đề gia đình của cán bộ lãnh đạo một lần nữa lại được đưa lên mặt bàn, bất kể xuất phát điểm của Triệu Hải Vệ là gì, hành vi ác độc của hắn đều không thể tha thứ. Ở trước mặt pháp luật thì không thể nói tới nhân tình, cái chết của Âu Dương Như Hạ lại kích phát lòng cùng căm thù kẻ địch của giới tin tức, gần đây áp lực của dư luận rất lớn. Bí thư Cố chỉnh đốn tác phong vào lúc này không chỉ là hiện thực cần thiết mà là cũng để dẹp yên lòng phẫn uất của người dân. Chuyện của Triệu Quý Đình cũng đã kích Cố Doãn Chi rất lớn, ông ta trước đây một mực coi Triệu Quý Đình là người thay thế cho mình để bồi dưỡng, cuối cùng Triệu Quý Đình lại mang tới cho ông ta sự thất vọng. Cố Doãn Chi trước đây có một kế hoạch hoàn chỉnh cho tương lai của Bình Hải, ông ta không hề lưu luyến quyền lực mà là cho rằng mình thân là người đứng đầu Bình Hải, nên lưu lại một đoàn đội lãnh đạo làm việc có hiệu quả nhất cho Bình Hải. Triệu Quý Đình là một mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch của ông ta, hiện tại Triệu Quý Đình xảy ra vấn đề lớn, Cố Doãn Chi rất thất vọng. Ông ta ý thức được rằng chuyện này không những hủy đi tương lai của Triệu Quý Đình mà còn rất có khả năng trở thành bước ngoặt của chính cục Bình Hải trong tương lai. Cứ thế này, Tống Hoài Minh trên chính đàn Bình Hải sẽ chiếm được địa vị càng lúc càng quan trọng. Lý Bình là bị mắc bệnh ung thư tuyến giáp trạng, loại ung thư này dự đoán bệnh tình bình thường là rất tốt, bà ta đã được thông qua phẫu thuật cắt bỏ tổ chức bị ung thư, có điều sức khỏe của bà ta rất kém, lại thêm chuyện của con trai khiến bà ta bị đả kích, tình trạng sức khỏe hai ngày nay đi xuống rất nhanh. Phía bệnh viện đã báo tin về tình hình bệnh tình nguy kịch của bà ta. Lúc Hạ Bá Đạt và Trương Dương đi tới phòng bệnh, chỉ có chị gái của Lý Bình đang ở cùng bà ta, từ lúc nghe nói vụ án Âu Dương Như Hạ tự sát có liên quan tới con trai mình, Lý Bình hiện tại còn chưa biết tin con trai mình vào tù, đang nằm trên giường bệnh ngủ thiêm thiếp. Hạ Bá Đạt bước vào trong phòng bệnh, Lý Bình nhận ra y, ngọ nguậy định ngồi dậy. Hạ Bá Đạt vội vàng ngăn lại, đừng ngồi dậy, thân thể của chị không khỏe, cần phải nghỉ ngơi. Lý Bình vô lực nói, chủ nhiệm Hạ, anh tới rồi đấy à? Hạ Bá Đạt đặt thực phẩm dinh dưỡng ở cái tủ trên đầu giường, bí thư Cố vốn muốn tự mình tới thăm chị, nhưng hai ngày nay công việc bận bịu,
ông ấy thực sự là không đi được nên ủy thác tôi tới thăm chị thay cho ông ấy. Ông ấy bảo chị hãy dưỡng bệnh cho tốt, năm nay Dợi dưỡng dưỡng về sẽ tới nhà chị chúc Tết. Lý Bình nói, hy vọng tôi có thể chống đỡ được cho tới khi dưỡng dưỡng về. Hạ Bá Đạt nói, sao lại nói vậy, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, phẫu thuật rất thành công, chỉ là thể chất của chị hư nhược. Lý Bình, không phải là tôi nói chị đâu, nhưng làm người nhất định phải lạc quan, chuyện gì cũng để trong lòng thì rất dễ mắc bệnh. Lý Bình gật đầu. Hạ Bá Đạt giới thiệu Trương Dương với Lý Bình, có điều cũng không nói thân phận thực sự của Trương Dương, y mỉm cười, nói, vị này là Trương Tiên Sinh, chuyên gia dinh dưỡng từ Bắc Kinh tới, anh ấy trước đây từng phụ trách chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo Trung ương, bí thư Cố nhờ anh ta tới đây giúp chị. Lý Bình rất cảm động, trong miệng không ngừng nói cảm ơn. Trương Dương để phù hợp với hình tượng của mình hơn, đặc biệt mặc áo bông cân vạt, đi giày vải, có điều hắn vẫn hơi trẻ tuổi một chút, Lý Bình vẫn bán tính bán nghi năng lực của hắn. Điều này cũng khó trách, tâm lý của người bình thường, trung y nổi danh đều là loại hạc phát hồng nhan, tiên phong đạo cốt. Trương Dương chẩn mạch cho Lý Bình quả thật là thể chất hư nhược, Trương Dương căn cứ theo tình hình sức khỏe của bà ta mà kê một đơn bổ khí ích huyết, cố bản bồi nguyên. Lúc Trương Dương và Hạ Bá Đạt rời khỏi phòng bệnh, Hạ Bá Đạt hỏi khẽ tình trạng của chị ấy thế nào. Trương Dương nói, không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là thể chất quá yếu, chỉ cần chú ý điều dưỡng một chút là được. Hạ Bá Đạt thở dài, nói chị ấy còn chưa biết việc của Triệu Hải Vệ, nếu như để chị ấy biết, chỉ sợ sẽ lại chịu đả kích. Lúc nói chuyện, nhìn thấy xe của Phó Tỉnh trưởng Triệu Quý Đình dừng ở bãi đỗ xe, Triệu Quý Đình nhìn thấy Hạ Bá Đạt và Trương Dương thì không khỏi ngây ra. Y đã biết lần này con trai mình bị bắt, Trương Dương có ảnh hưởng rất lớn, Triệu Quý Đình chậm rãi bước về phía họ, gật đầu với Hạ Bá Đạt, Hạ chủ nhiệm tới rồi à. Hạ Bá Đạt nói, bí thư Cố ủy thác cho tôi tới thăm Lý Bình. Triệu Quý Đình nói khẽ, giúp tôi cảm ơn bí thư Cố. Ánh mắt của Y lướt một vòng trên mặt Trương Dương, không nói gì, nhấc chân bước về phía tầng phòng bệnh. Trương Dương đợi Y đi xa thì không khỏi cười khổ, nói, xem ra. Y tính món nợ của con trai mình lên đầu tôi rồi. Chương 272, ở trong rừng hoa mà không dính lá. Hạ Bá Đạt không nói gì, chỉ cười cười, tuy Triệu Hải Vệ bị trừng phạt đúng tội, nhưng dẫu sao Trương Dương và Đỗ Thiên Giã cũng là những người cố bới móc chuyện này, có thể nói là hai người bọn họ hợp lực tống Triệu Hải Vệ vào ngục. Bề ngoài thì chuyện này rất tầm thường, nhưng trong mắt đám làm chính trị già đời như họ thì chuyện này lại không hề tầm thường, có thể nói thái độ của bí thư chính pháp ủy rất rõ ràng. Căn bản là không hề cố kỵ tới thân phận và nể mặt Triệu Quý Đình, trong quan trường Bình Hải có ai không biết Triệu Quý Đình là tay phải tay trái của bí thư tỉnh ủy Cố. Doãn Chi, giữa hai người có quan hệ vừa là thầy vừa là bạn, thái độ của Đinh Nguy Phong đã chứng tỏ, quyền uy của Cố Doãn Chi đã bắt đầu nhận sự khiêu chiến của các phương diện, loại khiêu chiến này thậm chí tới từ nội bộ. Hạ Bá Đạt theo bên cạnh Cố Doãn Chi nhiều năm, hiểu rất rõ tính cách tính khí của mỗi một vị thường ủy của tỉnh ủy. Đinh Nguy Phong ngoài mặt trừ ghét ác như thù, nhưng y lại khá linh hoạt trong chính trị, lần này lôi lệ phong hành như vậy, thậm chí trước khi hạ thủ với Triệu Hải Vệ còn chẳng buồn hỏi ý Cố Doãn Chi, nguyên nhân chỉ có một, y muốn thông qua chuyện này để xây dựng hình tượng của mình, trong mắt Hạ Bá Đạt, Đinh Nguy Phong đang biến tướng tỏ thái độ với tỉnh trưởng Tống Hoài Minh. Hạ Bá Đạt cảm thấy một loại yêu thương không tên, thời gian cứ từng ngày qua đi, Cố Doãn Chi cách điểm cuối càng lúc càng gần. Một khi ông ta lui khỏi vị trí bí thư tỉnh ủy, vậy thì cục diện chính trị của tỉnh Bình Hải sẽ hoàn toàn thay đổi. Trước mắt xem ra Tống Hoài Minh là một người có khả năng tiếp nhận vị trí của ông ta nhất. Quan vận của Tống Hoài Minh khiến tất cả mọi người đều hâm mộ không thôi. Hạ Bá Đạt bắt đầu tính toán tương lai cho mình, đã đến lúc chuẩn bị cho tương lai rồi. Trương Dương đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Tu vị chính trị của hắn hiện tại hầu hết là giới hạn ở nhận thức đối với hiện tượng bên ngoài. Còn những thứ ở sau lưng thì hắn không thể nghĩ sâu nghĩ xa như vậy được. Chuyện của Âu Dương Như Hạ khiến Trương Dương không thể không tiếp tục ở lại Đông Giang. Hải Lan sau khi tham gia tang lễ của Âu Dương Như Hạ, vội vã trở về Hương Cảng, cô ta tuần sau còn phải tới Giang Thành làm một tiết mục phong tục tập quán dân tộc. Trương Dương kiến nghị cô ta gặp mặt với Hồ Nhân Như, bàn một chút về hướng phát triển tương lai. Hồ Nhân Như lúc trước có ý đăng ký một công ty xây dựng ở Hương Cảng. Hải Lan không ngờ gì nữa chính là nhân tuyển tốt nhất để phụ trách chuyện này. Gió ở bờ sông buổi tối rất to, Trương Dương, Lương Thành Long, Đinh Triệu Dũng và Trần Thiệu Bân bốn người hẹn nhau tới bờ sông, bọn họ châm một ngọn đèn khổng minh, nhìn ngọn đèn khổng minh cháy rực bay lên, ký thác niềm thương nhớ của họ đối với Âu Dương Như Hạ.
Thông qua chuyện này quan hệ giữa Trương Dương và Đinh Triệu Dũng được kéo gần lại hơn rất nhiều, hắn phát hiện Đinh Triệu Dũng là một người rất có trách nhiệm, nếu như em trai Đinh Bân của gã cũng có thể giống như gã, Trương Dương cũng không phải đối nó lai vãng với Triệu Tĩnh. Đinh Triệu Dũng mở một bình chi hoa sĩ, giải rượu xuống đất, đổ xong liền vung tay, bình rượu ở trong tay vạch ra một đường cong, sau đó rơi xuống mặt sông đen kịt. Trương Dương nói, hy vọng cô ấy có thể nhắm mắt. Đinh Triệu Dũng gật đầu, nhất định. Gã dừng lại một chút rồi lại nói, kỳ thực người hại chết cô ấy là Triệu Quý Đình. Trương Dương nói, y đã bị trừng phạt rồi. Trần Thiệu Bân nói, chúng ta trong mắt người khác trở thành mãnh thú, đều là tại bọn chó đó. Lương Thành Long không nói gì, rút một điếu thuốc châm lửa rồi rít mạnh hai hơi, Trần Thiệu Bân cũng xin một điếu. Đinh Triệu Dũng nói, Triệu Hải Vệ cũng là người bị hại. Trương Dương nói, mấy cậu cũng kiềm chế một chút đi, sau này làm gì cũng phải nghĩ tới lương tâm của mình, ngàn vạn lần đừng gây hại cho xã hội. Mấy người đồng thời trầm mặc, mỗi người đều đang nhớ lại hành vi trong quá khứ của mình. Lương Thành Long phá vỡ không khí trầm mặc trước đây, tôi định tin Phật. Trần Thiệu Bân nói, sau này tôi cũng sẽ không ăn hoa hồng nữa. Đinh Triệu Dũng nói, tôi định làm từ thiện. Trương Dương nói, người mất như gió, chúng ta cũng đừng thương tâm quá, tin rằng Âu Dương Như Hạ ở trên thiên đường cũng không muốn nhìn thấy chúng ta như vậy đâu. Lương Thành Long đề nghị, đi uống rượu đi, tôi mời. Mấy người đồng thanh nói, cậu không mời thì ai mời. Ăn hôi là truyền thống tốt đẹp của người Trung Quốc, Lương Thành Long thân là người có tiền nhất trong số họ. Đương nhiên trở thành đối tượng bị ăn hôi, hơn nữa ai ai cũng đều ăn một cách yên tâm thoải mái, lúc tâm tình không tốt rất nhiều người thích tiêu phí, đặc biệt là khi tiêu xài tiền của người khác, càng có thể phát huy loại cảm giác này tới lâm ly tận trí. Trần Thiệu Bân búng tay, 4 bình Louis 13. Lương Thành Long kinh ngạc thốt lên, thằng Ôn cậu uống được hết không? Uống không hết cũng phải uống, có Trương Dương mà. Lương Thành Long nói, tôi không thích uống rượu Tây. Không thích uống cũng phải uống. Vì sao? Trương Dương cười xấu xa, bởi vì anh mời khách. Lương Thành Long hiểu rồi, mất tên này là giáp tâm tiêu tiền của gã. Gã gật đầu, nói, được, chỉ cần mấy đại gia các cậu có thể vui vẻ cao hứng, uống bao nhiêu cũng được. Bọn họ đang ở Bách Nhạc Môn mới khai nghiệp, trước đây nơi này từng là sản nghiệp của Chu Văn Phàm, Hồ Nhân Như phụ trách quản lý nơi này, về sau Chu Văn Phàm bị bắt vì buôn lậu, nơi này bị niêm phong, về sau được bán đấu giá, chủ hiện giờ tên là Lương Tư. Là em vợ của Cục trưởng Cục Điện lực tỉnh Lưu Hiểu Trung, cô ta kỳ thực chỉ là chủ trên danh nghĩa, chủ thực sự chính là Lương Hồng, chị gá của cô ta. Lương Thành Long từ lúc nơi này khai nghiệp đã tới ủng hộ, gã rất quen với Lương Tư. Lương Tư mơ mỉm cười đi tới, em trai tới rồi đó à? Bởi vì đều họ Lương, cho nên bọn họ gọi chị xưng em rất thân thiết. Lương Thành Long cười nói, tôi dẫn ba người bạn tới, có tiết mục gì không? Lương Tư cười thần bí. Cô ta không quen với mấy người bọn Trương Dương, cũng không biết thân phận của họ, trên thực tế tới những nơi như thế này để tiêu tiền, cũng không cần phải biết thân phận của người ta. Cô ta ghé vào tai Lương Thành Long nói nhỏ mấy câu, Lương Thành Long cười cười gật đầu. Một lát sau từ ngoài cửa có bốn cô em người Nga tóc vàng mắt xanh đi vào, bọn họ đều mặc sườn sấm, thân thể yểu điệu, ngực tấn công mông phòng thủ, mắt của Trần Thiệu Bân lập tức sáng lên. Trương Dương nói nhỏ với Lương Thành Long, tôi ích. Anh không ngờ lại hủ hóa chúng tôi. Lương Thành Long cười nói, đã mời anh em chơi vậy thì phải để các cậu tận hứng chứ. Bốn cô em người Nga phân biệt ngồi xuống cạnh họ, cô ngồi cạnh Trương Dương có thân hình cao nhất, Trương Đại Quân nhan dí sát lại nhìn, gái Nga thật sự không nên nhìn gần, nhìn xa thì tóc vàng mắt xanh rất là xinh đẹp, nhưng nhìn gần thì lông lá cứ như là da lợn. Cô em đó cười quyến rũ với Trương Dương, nếp nhăn trên mặt cũng hiện ra, Trương Dương thầm nghĩ thôi bỏ mẹ rồi. Nữ nhân này ít nhất cũng phải 30 tuổi, kỳ thực hắn nghĩ sai rồi, gái Nga người ta phát dục sớm, mới chỉ có 24-25, có điều ra cũng nhão rồi. Mấy cô gái Nga tiếng Trung thì nói chẳng ra làm sao, chỉ biết mời rượu, kỳ thực Lương Tư mời họ tới là để tạo sự mới mẻ, còn nhắc tới quyến rũ phong tình thì họ còn kém lắm. Trương Dương dẫu sao cũng vẫn bận tâm tới hình tượng, nếu như tình cảnh này bị một số kẻ hữu tâm nhìn thấy, e rằng sẽ mang tới ảnh hưởng không tốt. Hắn phát hiện mình đã biến thành càng lúc càng cẩn thận rồi, chẳng lẽ người ta lăn lộn lâu trên quan trường, gan cũng sẽ biến thành nhỏ đi ư. Trương Dương bị mùi nước hoa trên người mấy cô em người Nga hun cho thực sự là không chịu nổi, hắn mượn cớ đi toilet để hít thở. Lúc đi qua đại sảnh, có người gọi tên hắn, Trương Dương ngây ra,
độ nổi tiếng của mình cao vậy ư, ở Đông Giang cũng gặp được người quen. Quay người lại nhìn, là một cô gái trang điểm xinh đẹp, hắn thấy nhìn đường nét của đối phương có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra được đã gặp được ở đâu. Cô gái đó cười nói, không nhận ra à, tôi tên là Chu Á Na, cùng lớp với Hâm Nhan đây. Trương Dương lúc này mới nhớ tới ngày xưa lúc tới Học viện Nghệ thuật Đông Giang tìm Hà Hâm Nhan có gặp Chu Á Na này, bọn họ còn từng ăn cơm với nhau. Trương Dương cười nói, cô trang điểm đậm như vậy, tôi suýt nữa thì không nhận ra. Sao, cô diễn xuất ở đây à? Chu Á Na gật đầu, nói, hiện tại tìm việc khó khăn lắm. Đến lượt tôi lên sân khấu rồi, lát nữa nói chuyện với anh sau nhé. Trương Dương cười cười, lúc này cô gái ngà đó đuổi theo, thấy Trương Dương thì bước tới ôm lấy tay hắn, dính chặt như đường ra châu vậy. Chu Á Na không nhịn được nhìn Trương Dương thêm một cái, sau đó cười 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 bước lên sân khấu. Trương Dương có chút lo lắng, Chu Á Nam sẽ không nói chuyện này cho Hà Hâm Nhan chứ. Chuyện trên thế giới này thường là càng lo lắng gì đó thì nó càng dễ xảy ra, quả nhiên là vậy, 10 phút sau, Trương Dương nhận được điện thoại của Hà Hâm Nhan. Giọng nói của Hà Hâm Nhan không có gì dị thường, Trương Dương, anh đang ở đâu đấy? Trương Dương nghĩ một chút, Hà Hâm Nhan chẳng thể nào vô duyên vô cớ lại gọi tới, 89 phần 10 là Chu Á Na đó đã nói gì rồi, chơi cho tình cảm cũng cần phải đấu trí đấu dũng, những lúc như thế này thường thường là nên khai thật, càng chối thì càng lộ. Trương Dương thật thà trả lời, Bách Nhan Môn, uống rượu với bọn Lương Thành Long. Có gọi gái tiếp rượu không? Trương Dương cười nói, cũng muốn đấy, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không có ai bằng em cả. Dẹp đê, cô gái người Nga đó có xinh đẹp không? Từ câu nói này có thể xác định Chu Á Na đã mách lẻo rồi, Trương Dương cười nói, anh là hạng người gì? Đảng viên đó cưng, hạng hương phấn dung tục căn bản không đả động được anh đâu. Em đang ở đâu? Đã lâu rồi không gặp em, nhớ em lắm. Hà Hâm Nhan nói, sắp tới Đông Giang rồi. Trương Dương ngây ra, thật ư, em không phải là buổi sáng vẫn còn ở Lam Sơn ư. Hà Hâm Nhan nói, hoạt động thay mặt của phi tiệp bởi vì trời mưa nên bị hủy bỏ rồi, cho nên em ngay đêm lái xe tới Đông Giang, hy vọng tạo cho anh một sự bất ngờ. Trương Dương nói, mua xe rồi à? Đâu có, mượn của Tưởng Kỳ Vĩ đấy. Anh đi đón em. Không cần. Em sắp tới Bách Nhạc Môn rồi, anh không phải là muốn em tiếp rượu ư, em đến đây. Trương Dương cười ha ha, gác điện thoại, cả đám người đều nhìn hắn, Đinh Triệu Dũng hỏi, sao? Có người kiểm tra à? Trương Dương lắc đầu, nói, vodka Nga tôi chịu không nổi, tôi tự mang theo một bình nữ nhi hồng. Hà Hâm Nhan chính là nữ nhi hồng mà Trương Dương nói, khi Hà Hâm Nhan mặc quần áo ra bước vào trong phòng của họ, lập tức có một loại cảm giác diễm áp tứ phương. Mấy cô gái Nga so với cô ta thì lộ ra vẻ thô ráp. Trương Dương đã bảo cô gái Nga tiếp hắn đi rồi, Hà Hâm Nhan ngồi xuống bên cạnh hắn, bàn tay trắng nõn sờ sờ sa lông, nói khẽ, vẫn còn nóng. Câu nói này khiến mấy người đều bật cười, Trần Thiệu Bân nói, Hà tiểu thư, tôi thường ở trên TV theo dõi quảng cáo của cô. Hà Hâm Nhan cười nói, có thấy Trương Dương không, bóng lưng đều là của anh ấy đấy. Lương Thành Long cười ha ha, nói thân hình không tồi. Chỉ là không nhìn thấy mặt. Trần Thiệu Bân thừa cơ nói, không sao cả, dẫu sao thì cậu ấy cũng không cần thứ đó mà. Cả đám người cười ầm lên, Trương Dương biết tất cả mọi người đều nhắm vào mình, hắn nâng chén rượu trong tay lên, nói, Hà Dĩ Giải Huy, Duy Hữu Đỗ Khang, tôi uống cạn trước. Đinh Triệu Dũng nói, đây là Louis 13 mà. Trương Dương uống xong chén rượu, sau đó nói, không có văn hóa gì cả, Louis 13 là tên tiếng Anh của rượu Đỗ Khang. Hà Hâm Nhan không nhịn được lại bật cười. Lương Thành Long mày mày khoa trương nói, Louis 13 là của nước Anh à. Trương Dương đứng dậy cầm một bình Louis 13 chưa mở, nói các cậu, tôi đi trước một bước, ở lại đây các cậu chơi không vui, tôi cũng câu thúc. Hắn kéo tay Hà Hâm Nhan bước ra ngoài. Phía sau vang lên tiếng giễu cợt của đám bạn. Lương Thành Long ôm một cô gái Nga, cầm chén rượu lên, nói, Hà Dĩ Giải Yêu, Duy Có Đỗ Khang. Trần Thiệu Bân nhìn bóng lưng của Trương Dương và Hà Hâm Nhan, nói với vẻ hâm mộ, tôi phục rồi, thủ đoạn cưu gái của hắn so với tôi thì hơn 10 vạn 8 ngàn dặm. Đinh Triệu Dũng một mực không nói gì cũng phun ra một cậu, trong vườn hoa mà không dính lá, Trương Dương người ta mới gọi là cảnh giới. Trương Dương và Hà Hâm Nhan lại tới chợ đêm mà họ thường đi, gọi đậu hủ thúi, lạc, móng giò, mở bình Louis 13 đó ra, Hà Hâm Nhan hai tay chống cằm nhìn hắn tới xuất thần. Trương Dương cười nói, nhìn cái gì?
có phải anh lại biến thành đẹp trai hơn không? Hà Hâm Nhan nói khẽ, xem anh có phải là bị đại thẩm Nga đó khiến cho mê muội không? Anh bị em làm cho mê muội thì có. Hà Hâm Nhan bĩu môi nói, em không tin, gái Nga gợi cảm lắm, ngực to, mông to, nam nhân các anh chẳng phải là thích thế nhất ư. Ngụm rượu vừa uống vào miệng của Trương Dương suýt nữa thì bị phun ra, hắn ho khan hai tiếng rồi mới nói, anh bảo này cô bé, của em cũng chẳng nhỏ đâu. Hà Hâm Nhan đỏ mặt, gắt, còn dám nói linh tinh nữa, cẩn thận em cầm chai bia đập anh đấy. Trương Dương nói, em không nỡ đâu. Em nỡ đó. Trương Dương thò tay ra nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hà Hâm Nhan, nhìn cô ta với ánh mắt đầy thâm tình. Hà Hâm Nhan thốt ra một câu, anh rửa tay chưa? Em không muốn cái tay từng sờ đại thẩm Nga đó của anh chạm vào em. Trương đại quan nhân suýt nữa thì ngất đi, cười khổ, nói, em hoài nghi định lực của anh như vậy à? Anh nếu có định lực, lợn nái cũng biết trèo cây. Em biết leo cây à? Cút, Hà Hâm Nhan đương nhiên nghe ra hắn đang vòng vo chửi mình, có điều trong lòng vẫn rất ngọt ngào. Thật sự không biết trên người Trương Dương có ma lực gì, vừa rồi lúc nghe Chu Á Na nói bọn họ đang phong lưu khoái hoạt, Hà Hâm Nhan tức đến nỗi muốn quay đầu trở lại Lam Sơn, nhưng vừa nhìn thấy Trương Dương, tức giận gì cũng bay lên 9 tầng mây. Theo anh về Giang Thành không? Hà Hâm Nhan lắc đầu, nói, ngày mai em còn phải tới Lam Sơn làm hoạt động, vốn cho rằng tiền làm đại diện cầm rất dễ dàng, hiện tại xem ra lại rất khổ cực, gần đây em chạy đi chạy lại mấy nhà bọn họ, Tết âm lịch còn phải theo nhà máy đồ dùng thường ngày Giang Thành tới Bắc Kinh làm tuyên truyền, em vốn cũng muốn tới Giang Thành với anh. Trương Dương nhìn Hà Hâm Nhan đầy yêu thương, nói khẽ, không nên quá khổ cực, nếu như cảm thấy quá mệt thì đừng nhận nhiều công tác. Hà Hâm Nhan cười nói, không sao đây, sức khỏe của em rất tốt. Định nhân lúc còn trẻ kiếm ít tiền, đợi khi em có tiền rồi sẽ mở một nhà hàng âm nhạc, làm bà chủ. Vậy anh sẽ là ông chủ. Hà Hâm Nhan ôn nhu liếc hắn một cái, trừ anh ra, không ai có tư cách cả. Trương Dương ở lại Đông Giang nhiều hơn 3 ngày so với dự kiến. Phó thị trưởng Viên Thành Tích đã quay về Giang Thành từ lâu rồi, chuyện của Âu Dương Như Hạ cũng chuyển tới Giang Thành, đương nhiên chẳng có phiên bản nào trung thành với sự thật, mà là nói cái chết của cô ta có liên quan tới Trương Dương. Lúc Trương Dương hồi báo lại tình hình chuyến đi tới Đông Giang cho bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã, Đỗ Thiên Giã cũng đặc biệt hỏi thăm chuyện này, Trương Dương liền đem tiền nhân hậu quả kể lại rõ ràng một lượt. Đỗ Thiên Giã thở phào, nói, không có liên quan tới cậu là tốt rồi, hai ngày nay kiểu nói gì cũng có, miệng nhiều người sói chảy vàng, lời đồn so với cái gì cũng đáng sợ hơn. Trương Dương thờ ơ nói, dẫu sao thì tôi cũng không thẹn với lòng, bọn họ muốn nói gì thì cứ để bọn họ nói đi. Đỗ Thiên Giã cũng hiểu rất rõ tính tình của Trương Dương, gã cũng không định tiếp tục chuyện này, đề tài quay sang chuyện Tống Hoài Minh tới Cát Băng Khánh Thành, tỉnh trưởng Tống chỉ ở một ngày thôi à. Trương Dương gật đầu, nói, sắp Tết rồi, ông ấy rất bận rộn, một ngày này còn là cố gắng rút ra trong trăm công ngàn việc đó, tỉnh trưởng Tống nói rồi, ông ấy không thích phô trương lãng phí, nghi thức Cát Băng Khánh Thành lần này cố gắng làm đơn giản thôi. Đỗ Thiên Giã lúc trước cũng đã nghe Phó thị trưởng Viên Thành Tích báo cáo lại chuyện này rồi. Gã vốn không cũng định không để chuyện này mang tới nhiều rắc rối, mỉm cười nói, trong cuộc họp thường ủy chúng tôi đã thảo luận vấn đề này rồi, đã muốn tiết kiệm còn muốn náo nhiệt, nói chung chuyện này nhất định phải khiến tỉnh lý hài lòng, để người dân hài lòng. Trương Dương có chút cảm khái nói, những năm này vỗ mông ngựa cũng không dễ dàng, không cẩn thận là thành vỗ móng ngựa ngay. Đỗ Thiên Giã nghe hắn nói vậy, cảm thấy rất có đạo lý, không khỏi bật cười. Tập đoàn Hải Đức của nước Đức đã xác định vào ngày 30 Tết sẽ tới Giang Thành, Trương Dương sau khi biết nhật trình cuối cùng của họ, tức đến nỗi há miệng chửi to, đám quỷ Đức này đúng là biết chọn lúc mà, Tết âm lịch của người Trung Quốc là ngày lễ long trọng nhất trong năm, mọi người đều muốn đoàn tụ với gia đình, bọn họ lúc này tới khảo sát, không biết sẽ khiến bao nhiêu người không được đón Tết đây. Thường Lăng Phong nhìn thấy phản ứng của Trương Dương thì không khỏi bật cười, kỳ thực tôi cũng thầm nhắc nhở họ rồi, nhưng giám đốc của họ, Simenai tiên sinh kiên chỉ đòi tới vào ngày 30, một là để khảo sát, hai là thuận tiện cảm thụ một chút không khí Tết của Trung Quốc, cảm thụ văn hóa dân tộc phương Đông. Trương Dương nói, y sướng nhưng mọi người thì đều không được thoải mái, ai sẽ phải bỏ đón Tết để đi theo đám quỷ nước ngoài đó đây. Thường Lăng Phong nói, chuyện tiếp đãi do tôi phụ trách, người Đức chú trọng hiệu quả thực tế, bọn họ đối với chi tiết vụn vặt như tiếp đãi căn bản sẽ không quá để ý, nói chung mọi người nên làm gì thì cứ làm nấy. Không ai cần phải quá để ý tới họ cả.
Hai người đang nói chuyện thì Trương Duệ Dung dẫn quán đốc kiêm bí thư nhà máy máy móc công trình Giang Thành Tào Chính Dương bước vào, Tào Chính Dương mặt mày đầy vẻ oán giận, vừa tiến vào cửa đã hét ầm lên, chủ nhiệm Trương, cứ thế này thì tôi chỉ có nước từ chức thôi. Trương Dương mỉm cười nhìn y, nói quản đốc Trương, đang yên đang lành lại làm sao thế? Tào Chính Dương hầm hầm tức giận, nói tôi thật sự không hiểu. Chúng tôi khó khăn lắm mới mời được tập đoàn An Đại của Hàn Quốc tới bàn bạc hợp tác, sắp ký hợp đồng đến nơi rồi thì thị lý lại bảo tôi kéo dài, nói cái gì là tập đoàn Hải Đức của nước Đức sắp tới khảo sát, tuần sau tổng giám đốc tập đoàn An Đại Lưu Dân Chí muốn tự mình tới, người ta là tới để ký hợp đồng, tôi làm sao mà kéo dài được nữa đây? Cứ kéo dãi mãi thì kiểu gì việc hợp tác cũng sẽ trở thành thất bại mất. Trương Dương cười nói, tập đoàn Hải Đức so với An Đại thì còn mạnh hơn nhiều. Tào Chính Dương nói, tôi cũng rất muốn hợp tác với người ta, nhưng không biết người ta có hài lòng với chúng ta không. Tới sau cùng, tập đoàn Hải Đức không bằng lòng hợp tác, tập đoàn An Đại lại bị chúng ta đắc tội, há chẳng phải là lấy giỏ trúc ra múc nước à, tôi và hơn 5.000 người trong nhà máy biết tìm ai mà khóc đây. Trương Dương nghe thấy những lời này thì không lọt tai, hắn lạnh lùng nói, cải cách mở cửa không phải chỉ dựa vào ngoại lực, chân chính mang tới tác dụng chủ đạo chính là bản thân chúng ta, trong nội bộ xí nghiệp. Cho dù không có những hợp tác tới từ bên ngoài, quản đốc Tào cũng nên có đủ lòng tin dẫn dắt công nhân viên chức của nhà máy cải cách tiến thủ, tình tự bi quan không có bất kỳ tác dụng nào đối với công tác cả. Tào Chính Dương nói, đạo lý mà anh nói tôi cũng biết, nhưng hiện tại chúng ta không có vốn cũng chẳng có kỹ thuật, không tìm đối tác ở bên ngoài thì nhà máy lớn như vậy của chúng ta sẽ xong đời. Chủ nhiệm Trương, tôi và tập đoàn An Đại hợp tác là kết quả sau khi trải qua khảo sát tổng hợp và nhiều lần luận chứng. Tuyệt không phải là quyết định nhất thời, hiện tại mắt thấy sắp ký được hợp đồng rồi thì thị lý lại hạ mệnh lệnh này với chúng tôi. Trương Dương cười nói, trong lòng ông không thoải mái, nhưng nhà máy máy móc công trình Giang Thành không phải là của một mình ông. Nó là của quốc gia, chúng ta phải suy nghĩ tổng hợp, lựa chọn con đường phát triển thích hợp nhất đối với xí nghiệp. Tào Chính Dương nói, chủ nhiệm Trương, tuần sau Lưu Dân Chí tới, tôi không có biện pháp kéo dài nữa, không ký hợp đồng với người ta có nghĩa là chúng ta không có thành ý. Chuyện này có 89 phần 10 là sẽ thất bại, trách nhiệm này tôi không gánh được đâu đấy. Trương Dương cười cười, tiếng cười mang theo một tia hàn ý, hắn nghe ra Tào Chính Dương hôm nay ít nhiều mang theo ý tứ bức cung, y nhất định đã nghe nói gì đó cho nên mới tìm tới mình. Trương Dương hỏi lại ý của quản đốc Tào là trách nhiệm này nên do tôi gánh. Tào Chính Dương không nói gì, ý tứ rất rõ ràng. Trương Dương nói, được, ông đã sợ gánh trách nhiệm thì để tôi gánh vậy. Có công nguy hiểm càng lớn thì lợi càng nhiều, vì năm hơn 5.000 công nhân viên chức của nhà máy máy móc công trình Giang Thành, tôi sẽ đứng ra gánh trách nhiệm này, ông còn việc gì không? Trương Dương hạ lệnh đuổi khách. Sắc mặt của Tào Chính Dương có chút khó coi, nói tới cấp bậc thì y hơn Trương Dương nửa cấp, luận về tuổi tác thì hơn Trương Dương gấp đôi. Nhưng Trương Dương căn bản là không nể mặt y, nếu hai người nói chuyện riêng với nhau thì Tào Chính Dương còn có thể nhẫn nhịn được, nhưng trong phòng còn có Thường Lăng Phong. Tào Chính Dương tại nhà máy máy móc công trình là nhân vật thủ đoạn mạnh mẽ, nói một là một, nói hai là hai, nhà máy máy móc công trình Giang Thành luôn là một trong những sản nghiệp trụ cốt của Giang Thành, đến lãnh đạo thành phố cũng còn phải nể mặt y, điều khiến Tào Chính Dương không vui nhất là y biết Trương Dương và bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã có quan hệ rất tốt. Nhưng loại quan hệ này khiến Tào Chính Dương định nghĩa Trương Dương là một cán bộ chỉ biết dựa vào bản lĩnh vỗ mông ngựa để trèo lên, Tào Chính Dương lạnh lùng nói, hơn 5.000 người. Trách nhiệm này chủ nhiệm Trương cũng không gánh được đâu. Trương Dương nói, quản đốc Tào đừng quên, tôi quản lý toàn bộ công tác cải cách xí nghiệp, quy mô của nhà máy máy móc công trình Hán Thành dù có lớn hơn nữa thì cũng là một xí nghiệp của Giang Thành, ông không phải là nghi ngờ năng lực của tôi chứ? Không dám, những gì nên nói thì tôi cũng đã nói rồi, nếu thật sự xảy ra chuyện thì bộ môn thượng cấp các anh cứ xem thế nào mà làm. Tào Chính Dương ném lại một câu rồi quay người bỏ đi. Trương Dương đợi y đi khỏi. Không khỏi lắc đầu cười nói, không ngờ lại chạy tới đây chơi trò uy phong. Thường Lăng Phong nói, hạng mục hợp tác của tập đoàn An Đại là một tay y xúc thành, mắt thấy sắp ký được hợp đồng lại bị chúng ta chặn lại, trong lòng khẳng định là không được vui. Trương Dương nói, nhà máy máy móc công trình không phải là của y không vui cái gì. Chúng ta giúp đỡ liên hệ với tập đoàn Hải Đức, chẳng phải là vì tương lai của xí nghiệp ư, tôi ghét nhất là loại cán bộ này, cho rằng làm bí thư quản đốc. Là tưởng rằng nhà máy của là y, đại quyền độc lãm, gia trưởng. Thường Lăng Phong cười ha ha, nói, anh thử xem có tức không? Giả như chúng ta làm chiêu thương, người ta tới phòng chiêu thương chặn ngang một cái gậy, trong lòng anh có thoải mái không?
Trương Dương nói, tôi là lãnh đạo thượng cấp của y, tôi muốn chặn ngang gậy thì y cũng phải chịu. Thường Lăng Phong nói, vẫn là nên tìm cơ hội câu thông, nếu như có mâu thuẫn thì sẽ bất lợi với tình hình cải cách sau này. Trương Dương khinh thường, nói, y dám ư, chỉ cần dám giở trò với tôi sẽ cách chức quản đốc của y. Thường Lăng Phong ho khan một tiếng, nói, khiêm tốn thôi, khiêm tốn thôi. Trương Dương không khỏi bật cười. Lúc này Trương Duệ Dung lại dẫn người vào, lần này là hai cảnh sát, Trương Duệ Dung nói, chủ nhiệm Trương, có cảnh sát tìm anh. Trương Dương thầm nghĩ lắm lời, bản thân tôi không nhìn ra được chắc. Một cảnh sát mặt đen trong đó nói, xin hỏi chủ xe biển A12345 là của anh à? Trương Dương hơi ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ khinh thường vào cao ngạo, nói, là tôi. Cảnh sát mặt đen nói, tôi là phó đồn trưởng Địch Ba Nguyên của đồn công an Trấn Dương Cố Thành thị xã Phong Trạch, đây là cảnh sát Lý Lương của đồn chúng tôi lần này tới đây là để điều tra một vụ cướp. Trương Dương nghĩ một chút, thật sự không nghĩ ra được mình liên quan tới vụ cướp nào, hắn cũng không mời hai cảnh sát này ngồi xuống, dẫu sao thì vẫn còn chưa rõ mục đích của mình. Địch Ba Nguyên thấy người ta không mời mình ngồi, rõ ràng là không hoan nghênh họ, hắn tự ngồi xuống đối diện Trương Dương, nói thứ năm tuần trước, khoảng 7 giờ tối, anh có phải là lái xe qua đường tỉnh, đi qua Phong Trạch không? Trương Dương gật đầu, không sai, có chuyện gì vậy? Khi lốp xe của anh bị đâm, có phải là có người vá giúp anh không? Đúng vậy. Sau khi họ vá cho anh, bởi vì không thống nhất giá cả, anh đánh họ, hơn nữa còn cướp tiền và chứng minh thư của họ, có phải vậy không? Trương Dương gật đầu, đúng vậy, anh không nói thì tôi cũng quên mất, tôi đang chuẩn bị tìm mấy tên hỗn đản đó tính sổ đây. Địch Ba Nguyên tới, anh đã thừa nhận rồi vậy thì tôi cũng nói rõ với anh, hiện tại người ta tố cáo anh cướp của. Trương Dương còn cho rằng là mình nghe lầm, AHH nói gì cơ? Địch Ba Nguyên nói, anh bị hiềm nghi cướp của, chúng tôi tới dẫn anh đi. Trương Dương ngây ra, Thường Lăng Phong cũng ngây ra, một lúc sau Trương Dương mới cười ha hả, nói, anh muốn dẫn tôi đi. Tôi nói này cảnh sát Địch, anh có tìm hiểu rõ nơi này là đâu và tôi là ai chưa? Hôm nay anh tìm tới là để bắt tôi ư? Địch Ba Nguyên rất thật thà gật đầu, mặc kệ anh là ai. Mặc kệ chức vụ anh to cỡ nào, anh phạm pháp thì tôi bắt anh. Cảnh sát Lý Lương đi tới cạnh Trương Dương, uy nghiêm nói, phiền anh theo chúng tôi một chuyến. Trương Dương gật đầu, nói, được, tôi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh sát lợi hại như các anh đấy, Trấn Dương Cố, thị xã Phong Trạch. Khệnh, không ngờ lại tới phòng làm việc của tôi để bắt tôi, tốt. Tôi gọi điện thoại cái. Địch Ba Nguyên không ngăn cản. Trương Dương nói với Trương Duệ Dung đang đứng cười trộm ở cửa, tiểu Trương, rót nước cho hai đồng chí cảnh sát, đừng có đứng được ra đó nữa. Địch Ba Nguyên rút một bao thạch lâm ra, thầm nghĩ biết rót trà ư, sợ rồi à. Trương đại quan nhân sao có thể sợ 2000 cảnh sát của đồn Côn An Hương Trấn cho được, hắn chỉ cảm thấy việc này quá buồn cười, mình còn chưa kịp tìm cái đám đinh tặc xui xẻo đó, không ngờ chúng lại dám tố cáo mình cướp của, đúng là nực cười tới cực điểm. Trương Dương gọi điện thoại cho Cục trưởng Vinh Bằng Phi, muốn trấn nhiếp đám cảnh sát Hương Trấn này, phải xuất động đại ca của Cục Cảnh sát Giang Thành, tôi muốn đám nhà quê các anh xem. Tôi đây ở Giang Thành có năng lực gì, các anh không ngờ lại dám tới bắt tôi. Vinh Bằng Phi vừa hay ở gần đó, nghe thấy chuyện này y vừa tức giận lại vừa buồn cười, nói Trương Dương đi cướp của thì có đánh chết y cũng không tin, nhưng hành vi của Trương Dương quả thật là có hiểm nghi cướp của. Loại chuyện nhỏ này Vinh Bằng Phi vốn không cần phải tự mình đi xử lý, nhưng mục đích Trương Dương gọi y là muốn lợi dụng y để trấn nhiếp hai cảnh sát Hương Trấn này. Vinh Bằng Phi nghĩ một lát, thôi thì đành ra mặt vậy. Y không phải là lo lắng Trương Dương sẽ xảy ra chuyện, mà là y hiểu rõ tính tình của Trương Dương, nếu như Trương Dương thật sự tức giận, phát sinh xung đột với hai cảnh sát đó, vậy chuyện này sẽ khó giải quyết, tới sau cùng nói không chừng hệ thống công an lại còn bị xấu mặt, y không muốn để tới mức đó. Địch Ba Nguyên và Lý Lương không ai ngờ được Cục trưởng Cục Công an Vinh Bằng Phi lại đích thân đi tới, hai người sợ quính lên, vội vàng đứng bật dậy. Vinh Bằng Phi đương nhiên không nhận ra hai cảnh sát nho nhỏ này. Nhưng Địch Ba Nguyên và Lý Lương đều nhận ra Vinh Bằng Phi, Địch Ba Nguyên run giọng nói, chào Cục trưởng Vinh, tôi là Phó đồn trưởng đồn công an Trấn Dương Cố thị xã Phong Trạch. Vinh Bằng Phi ngắt lời gã, anh không làm việc ở đồn công an, chạy tới đây làm cái gì? Địch Ba Nguyên lúc này mới kể lại mục đích tới đây. Vinh Bằng Phi nói, Trương Dương nếu thật sự phạm tội, các anh không biết liên hệ với công an Giang Thành à? Việc gì phải tự mình chạy tới đây? Cảnh sát Giang Thành không biết bắt người ư?
Địch Ba Nguyên bị hỏi cho cứng họng. Vinh Bằng Phi nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Trương Dương nói, ông đừng hỏi anh ta, họ cũng không nói rõ được đâu, chuyện này là thế này. Hắn kể lại một lượt từ đầu đến cuối, kỳ thực đám lưu manh đó cũng bị hiểm nghi lừa gạt, có điều Trương Dương muốn đòi lại tiền của mình bị lừa thì không sao, kết quả hắn lại lấy sạch tiền trong túi người ta, hành vi này đã trái với pháp luật, bất kể xuất phát điểm của hắn là gì, đích xác có thể được tính là cướp của. Vinh Bằng Phi nói, hiện tại chúng ta đang giữ gìn an toàn đường xá, không ngờ lại có hiện tượng giải đinh này. Tính chất của chuyện này là cực kỳ ác liệt, phải xử lý nghiêm túc, cậu lập tức bắt những tên có liên quan tới việc dọa nạt, làm nguy hiểm an toàn giao thông tối hôm đó lại cho tôi. Địch Ba Nguyên tuy là cảnh sát Hương Chấn, nhưng gã cũng hiểu quy tắc pháp luật, Vinh Bằng Phi nói vậy chẳng khác nào cho thấy rõ rằng đứng ở phía Trương Dương. Cục trưởng đại nhân đã lên tiếng, một cảnh sát nho nhỏ như gã không dám có bất kỳ ý kiến gì, gật đầu, tỏ ý lập tức đi làm chuyện này. Trương Dương tìm chứng minh thư của mấy người đó và giấy lái xe giao cho Địch Ba Nguyên, chính là bọn họ đó, bắt hết đám người này đi, không thể để mặc cho chúng làm nguy hại tới an toàn giao thông được. Trương Dương cũng không đụng đến tiền của những kẻ đó, chút tiền này hắn căn bản chẳng thèm để ý, chỉ là lúc đó giáp tâm muốn trừng phạt đám người này, cho nên mới lột sạch tiền trên người họ. Hắn hiện tại biết rõ chỗ tiền này chỉ tổ mang lại phiền phứ cho mình, cho nên giao hết cho Địch Ba Nguyên. Sau khi đuổi Địch Ba Nguyên và Lý Lương đi, Vinh Bằng Phi lại gọi điện thoại cho Triệu Quốc Đống, cục trưởng cục công an thị xã Phong Trạch, trong điện thoại giáo huấn cho gã một trận, yêu cầu gã trong khoảng thời gian ngắn phải chỉnh đốn lại tình hình trị an trên đường lên tỉnh, có bất kỳ vấn đề gì cũng sẽ lôi gã ra để hỏi. Gác điện thoại, Vinh Bằng Phi bỏ mũ xuống, ngồi xuống salon, Trương Dương cười tủm tỉm, nói Tiểu Trương, mang thết quan âm ngon nhất của tôi ra đây để cục trưởng Vinh thưởng thức. Trương Duệ Dung gật đầu. Gần đây cô bé này đã ngoan hơn một chút, đã tiếp nhận hiện thực là đang phải làm việc ở phòng chiêu thương. Cô ta pha trà xong, lui ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Vinh Bằng Phi nhìn Trương Dương đang tươi cười, không nhịn được bèn nói, cậu đó, làm cái gì vậy? Loại chuyện này chỉ dùng đầu nghĩ một chút là biết rồi, bọn họ vi phạm pháp luật, nhưng cậu không thể nào lấy bảo trị bạo được, cậu lấy tiền từ trong ví của họ chính là cướp của. Trương Dương nói, tại tôi giận quá, ông nghĩ xem. Đám người đó vì lợi ích mấy trăm đồng mà lại đi giải đinh trên đường, may mà tôi lúc đó đi không nhanh, nếu như đi nhanh, phát sinh nổ lốp, vậy thì kết quả ra sao? Đám người đó căn bản chính là mưu sát. Vinh Bằng Phi thở dài, nói, loại người này không phải là hiếm thấy, vì một chút lợi nhỏ, chuyện gì cũng dám làm, chủ yếu vẫn là ý thức pháp luật của người dân mờ nhạt, sau này phải tăng cường giáo dục phổ biến pháp luật. Y trừng mắt lườm Trương Dương nói, cậu thân là cán bộ quốc gia. Cũng không có được bao nhiêu tri thức pháp luật cả, gặp phải loại chuyện này, cậu không biết báo cảnh sát à? Không ngờ lại tự mình xử lý, thật là hồ đồ. Trương Dương cười nói, ngã một lần thì biết đau, sau này tôi sẽ nhớ kỹ. Vinh Bằng Phi nói, tôi sao không biết cậu từng chịu thiệt nhỉ? Trương Dương nói, tôi hiện tại đã đề cao tố dưỡng chính trị rồi, tiến bộ rồi, chuyện tranh cường đấu ngoan đã không làm nữa rồi. Trong lòng nhớ kỹ chịu thiệt chính là chiếm tiện nghi. Hy vọng cậu thật sự có thể làm được. Trương Dương nói, tuần sau tỉnh trưởng Tống tới rồi, nếu chuyện này mà xảy ra trên người ông ta, ông cảm thấy ông ấy sẽ nghĩ gì? Vinh Bằng Phi nói, chuyện gì cũng phải đi từng bước, trị an của Giang Thành gần đây quả thật đã có chuyển biến tốt, đương nhiên dẫu sao vẫn còn có những góc tối mà ánh mặt trời không chiếu tới được. Nhắc tới Tống Hoài Minh, Vinh Bằng Phi không khỏi nhớ tới chuyện lần này Trương Dương tới Đông Giang, thân ở trong hệ thống công an, những gì y biết thì rõ hơn người khác một chút. Vinh Bằng Phi nói, bí thư Đinh lần này xuất thủ rất quyết đoán. Trương Dương nói, chỉ trách tên mất dạy Triệu Hải vệ đó quá mất nhân tính, người cho ai cũng căm phẫn. Vinh Bằng Phi cười cười, y nhìn sâu hơn một chút, tính tình của bí thư chính pháp ủy Đinh Nguy Phong y hiểu rất rõ, Đinh Nguy Phong và phó tỉnh trưởng Triệu Quý Đình quá khứ không những không có khúc mắc gì, hơn nữa quan hệ giữa hai người còn rất tốt, lần này ra tay không chút lưu tình, chứng tỏ Đinh Nguy Phong đã bắt đầu lựa chọn trận doanh mới rồi. Vinh Bằng Phi nói khẽ, hình như nhiệm kỳ của bí thư Cố chỉ còn lại một năm cuối cùng thôi. Trương Dương gật đầu, nói theo ông, sau khi bí thư Cố lui xuống, tỉnh trưởng Tống có lên thay được không? Vinh Bằng Phi nói, loại biến động cao tầng này chúng ta căn bản không đoán được đâu, có điều tình thế trước mắt cho thấy, chắc là rất có khả năng. Vinh Bằng Phi ở lại phòng chiêu thương thêm một tiếng thì đi, y vừa mới bước ra ngoài thì Đê đã lẻn vào. Trương Dương nhìn ra cô ta có việc. Nói, tôi bảo này Tiểu Trương,
cô không phải là có gì muốn nói với tôi chứ? Trương Duệ Dung đóng cửa, Trương Dương nói, đừng động chút là đóng cửa, để người ta thấy sẽ có ảnh hưởng không tốt đâu. Trương Duệ Dung vẫn đóng cửa lại, đi tới trước mặt Trương Dương, nói, tôi vừa nhận được tin tức, tuần sau Thôi Chí Hoán sẽ cùng với Chủ tịch Lưu Dân Trí của họ tới đây, bên trên muốn chúng ta theo dõi Thôi Chí Hoán. Trương Dương nói, cô đi theo dõi gã đi, tôi phái cô đi làm phiên dịch, theo sát cả quá trình luôn. Trương Duệ Dung nói, không biết Văn Linh lần này có tới không nhỉ? Trương Dương không nhịn được liền trừng mắt lườm cô ta, nói cô học bát quái từ bao giờ thế? Trương Duệ Dung nói, điểm nghi vấn trên người Thôi Chí Hoán rất nhiều, chúng ta không thể buông bỏ cảnh giác. Trương Dương cũng chỉ mong thằng Ôn đó làm gián điệp, chỉ cần để hắn nắm được cơ hội thì nhất định cho Thôi Chí Hoán một bài học. Lúc tan làm, Thời Duy gọi điện thoại tới, mời Trương Dương tới Tân Đế Hảo ăn cơm, bữa cơm này đã hẹn từ trước khi hắn tới Đông Giang, cô ta muốn cảm ơn ơn cứu mạng của Trương Dương. Trương Dương sảng khoái đáng ứng lời mời của cô ta. Tết âm lịch đang tới gần, tụ hội của các đơn vị nhiều lên, sinh ý của các nhà hàng tại Giang Thành cơ hồ là có thể dùng từ bùng nổ để hình dung, sinh ý của Tân Đế Hào càng tốt bất ngờ, Trương Dương tới Tân Đế Hòa, tìm mất nửa ngày mới thấy được một chỗ để xe. Kiều Mộng Viện an bài một căn phòng nhỏ dành cho 6 người ngồi, chỉ có hắn và Thời Duy có mặt. Trương Dương lúc bước vào phòng bất giác có chút hiếu kỳ, sao? Lại là 2-1 à? Hứa tổng sao không đến? Kiều Mộng Viện mỉm cười, nói, vẫn ở Bắc Kinh, trước Tết sẽ không về. Trương Dương há miệng cười nói, vậy há chẳng phải có nghĩa là tôi lại có cơ hội rồi ư? Kiều Mộng Viện đã quen với vẻ cợt nhả của thằng Ôn này rồi, biết rằng ngoài miệng hắn thì nói vậy nhưng trong lòng chắc gì đã nghĩ vậy. Bèn hờ hững nói, chủ nhiệm Trương, hôm nay là Thời Duy mời ăn, anh đừng có nhắm chuẩn mục tiêu lên người tôi có được không? Thời Duy trừng mắt lườm Trương Dương nói, này, anh không trêu người ta thì không sống được à? Trương Dương mỉm cười, nói, đó là đối với người khác, còn đối với cô, tôi căn bản không có hứng quấy rầy. Thời Duy nói, vậy thì phải cảm tạ anh rồi. Đừng khách khí. Kiều Mộng Viện nói, Trương Dương, hôm nay anh nói chuyện cho tử tế đi, em gái tôi thật lòng mời anh ăn cơm, cảm tạ ơn cứu mạng của anh, cứ như vậy tôi sẽ tức giận đó. Trương Dương cười cười, nói chuyện với Kiều Mộng Viện thì phải giữ chừng mực. Nếu như đùa quá đáng, nói không chừng cô ta sẽ thật sự trở mặt với mình, Thời Duy thì không sao, cô ta tuy cãi cọ với mình suốt, nhưng nói đùa một chút thì lại không có vấn đề gì. Kiều Mộng Viện bảo nhân viên phục vụ mở một bình Mao Đài 30 năm, Thời Duy dứt khoát rót đầy 2 chén lớn cho Trương Dương, cầm một chén lên, vô cùng khoa trương nói, ân nhân à. Ơn cứu mạng của ngài tiểu nữ không biết lấy gì báo đáp, thôi thì bày tỏ tất cả ở trong rượu vậy. Trương đại quan nhân nhận lấy chén rượu mà cô ta đưa ra, cười ha ha, nói, đừng bận tâm, kỳ thực tôi thích loại phương pháp khác hơn. Thời Duy nhướn mày, nói, lấy thân báo đáp ư. Anh nằm mơ đi nhé. Trương Dương nhìn Kiều Mộng Viện, nói, đây không phải là tôi nói đâu nhé, cô nói xem sao trong đầu em gái cô toàn là những thứ xấu xa đó vậy. Thời Duy tức đến nỗi suýt nữa thì hất chén rượu trong tay vào mặt Trương Dương, cô ta trong lòng tuy tức giận, nhưng ngoài miệng thì lại nói, biết rằng anh muốn chọc cho tôi tức giận mà. Càng như vậy, tôi càng không thèm tức. Lúc nói chuyện đã tức hầm hầm rồi. Kiều Mộng Viện nhìn bộ dạng của em gái mình thì suýt nữa bật cười thành tiếng, Thời Duy thẳng tính, so sánh với tên giảo hoạt như Trương Dương thì đạo hạnh còn kém 108.000 dặm. Có điều Kiều Mộng Viện ở sâu trong lòng lại có chút lo lắng, từ sau khi Trương Dương cứu Thời Duy, cảm thấy cảm giác của nha đầu này đối với Trương Dương có vẻ không đúng. Kiều Mộng Viện nói, đừng đấu võ miệng nữa, chắc rằng đây là lần uống rượu cuối cùng của chúng ta trước năm mới. Qua 2 ngày nữa tôi và Thời Duy phải tới Bắc Kinh rồi, mọi người sẽ không được gặp nhau trong một khoảng thời gian. Trương Dương nói, Kiều Tổng tới Bắc Kinh đón năm mới à? Kiều Mộng Viện gật đầu, nói, ông nội tôi thích nào nhiệt, Tết âm lịch mọi năm đều muốn đại gia đình ở bên cạnh ông ấy. Trương Dương liền bảo cho tôi gửi lời hỏi thăm tới Kiều Lão nhé, nói xong lại cảm giác mình hơi buồn cười, Kiều Lão là nhân vật gì, người ta sao để ý tới một con tôm con tép như mình? Kiều Mộng Viện lại mỉm cười, bảo, được, tôi nhất định sẽ truyền đạt. Cô ta đặt chén rượu xuống, nói, nghe nói tỉnh trưởng Tống sẽ tới Cát Băng Khánh Thành thông xe cho đường vòng tròn 3 à. Không sai, thị lý đang chuẩn bị rồi, sau khi đường vòng tròn 3 thông xe, hoàn cảnh đầu tư của Giang Thành sẽ bước lên một bậc thang mới. Kiều Mộng Viện nói, tôi tin hoàn cảnh đầu tư của Giang Thành sẽ càng ngày càng tốt, Kim Tiên Sinh của tập đoàn Lam Tinh hôm nay gọi điện thoại tới.
năm nay ông ấy sẽ xây dựng cơ sở sản xuất màn hình ở khu phát triển, sau này sẽ từng bước chuyển rời trọng tâm sản xuất. Trương Dương nói, ông ấy là nhìn chúng hoàn cảnh đầu tư của Giang Thành chúng ta, nhìn chung tiện nghi nhân công. Kiều Mộng Viện nói, Kim Tiên Sinh là một người rất thực tế, kỳ thực trước khi ông ấy trước khi tới Giang Thành đã tiến hành điều tra tường tận rồi. Trương Dương sớm đã biết Trương Dương rất giàu hoạt. Kiều Mộng Viện lại nói, ông ấy rất tôn sùng Thường Lăng Phong của phòng chiêu thương các anh, có cơ hội giúp tôi dẫn kiến nhé. Trương Dương gật đầu. Thời Duy lại cầm một chén rượu trắng khác lên, nào, cảm tạ anh lần thứ hai. Trương Dương cười nói, tôi nhìn ra rồi, hôm nay cô không chuốc say thôi thì thề không thôi. Thời Duy nói, anh nên cao hứng mới đúng, đời này trừ ông ngoại tôi và cha tôi ra, tôi chưa rót rượu cho ai bao giờ đâu. Trương Dương có chút được yêu quá mà sợ, cảm ơn, cô lần này rót rượu cho tôi là đưa tôi lên một cấp cao hơn rồi, à mà cô đối tốt với tôi như vậy là vì cái gì? Thời Duy nói, anh đã cứu mạng tôi. Hai chén rượu có thể báo đáp ơn cứu mạng ư? Thời Duy trợn tròn mắt lên, cái tính của anh có chết cũng không đổi, đừng có mà có ý đồ với tôi. Trương Dương nói ra một câu khiến hai chị em họ há miệng trợn mắt, lúc về Bắc Kinh đón Tết, giúp tôi nói với Kiều Lão một tiếng, bảo ông ấy giúp tôi lên chức chính ban đi. Cho tới khi tiệc tối kết thúc, khi hai chị em tiễn Trương Dương ra ngoài cửa, Thời Duy lại nhắc tới chuyện này, anh nói thật ư? Trương Dương gật đầu, sau đó cười cười bước về xe Jeep của mình. Thời Duy nhìn bóng lưng của Trương Dương, nói chị họ, hắn đúng là một kẻ mê quan chức. Kiều Mộng Viện mỉm cười, nói anh ta muốn lên chức chính ban căn bản không cần chúng ta giúp đỡ, em còn cho là thật à? Thời Duy nói, nhưng bộ dạng của hắn rất nghiêm túc. Em thật đúng là, Trương Dương nói chuyện có mấy phần là thật, có mấy phần là giả, hắn tuy không có ý xấu gì. Nhưng lời nói của hắn không thể nào coi là thật được, Thời Duy, em ngàn vạn lần đừng bị hắn lừa. Thời Duy đỏ mặt, nói em dễ bị lừa vậy ư. Hắn chính là một tên lưu manh trà trộn vào đội ngũ của đảng, em sao có thể nhìn chúng hắn được. Ngày đường vòn tròn 3 của Giang Thành chính thức thông xe cuối cùng cũng tới rồi, 10 giờ sáng ngày hôm đó, Đại tỉnh trưởng Bình Hải Tống Hoài Minh từ Đông Giang tới, cùng đi với y còn có mấy lãnh đạo của chính phủ tỉnh. Phía Giang Thành cũng án chiếu theo chỉ thị của Tống Hoài Minh, không bỏ quá nhiều kinh phí vào buổi lễ, có điều hiện trường vẫn có rất nhiều người, trong tiếng hoan hô và hò hét của mọi người, Đại tỉnh trưởng Tống Hoài Minh và Bí thư Thị ủy Giang Thành Đỗ Thiên Dã cùng nhau cắt vải đó. Đỗ Thiên Dã vốn không muốn cùng sánh vai cắt vải đỏ với Tống Hoài Minh, nhưng tỉnh trưởng Tống chủ động mời, gã thực sự là không từ chối được, vừa rồi cùng tỉnh trưởng Bình Hải đứng trên tiêu điểm của sân khấu. Sau khi cắt băng khánh thành, các lãnh đạo chủ yếu cùng nhau lên chiếc xe Mercedes lớn, chiếc xe này bắt đầu từ điểm cắt băng Khánh Thành dọc theo đường vòng tròn 3 chậm rãi đi, phải đi một vòng của đường vòng tròn 3. Phía sau có không ít xe đi theo, xe Jeep mà Trương Dương lái cũng nằm trong đội hình, tận mắt chứng kiến lịch sử thành phố Giang Thành lại bước sang một trang mới. Xe lớn lái rất chậm, Tống Hoài Minh và Đỗ Thiên Dã ngồi cạnh nhau, Đỗ Thiên Dã cũng giới thiệu những nơi mà dọc đường họ đi qua. Tống Hoài Minh tỏ ý rất hài lòng với tình trạng xây dựng của đường vòng tròn 3, khi đi qua cây cầu Sắc Phi, Đỗ Thiên Dã cũng dừng lại không nói gì, dẫu sao không lâu trước sự kiện cầu Sắc Phi đổ đã tạo thành ảnh hưởng không tốt. Đỗ Thiên Dã muốn bỏ qua chi tiết này, nhưng lập tức phát hiện ra tỉnh trưởng Tống không phải dễ lừa như vậy, gã không nói nhưng biển chỉ đường lại ghi rất rõ. Lúc Tống Hoài Minh nhìn thấy bảng chỉ đường của cây cầu Sắc Phi, liền nhìn kỹ cây cầu, sau đó quay người lại. Tìm đại thị trưởng thành phố Giang Thành Tả Viên Chiêu. Tả Viên Chiêu nhìn thấy ánh mắt của tỉnh trưởng Tống chiếu vào mình, vội vàng đứng dậy, rất cung kính thỏ đầu ra. Tống Hoài Minh nói, đây chính là cầu Sắc Phi không lâu trước bị sập có phải không? Tả Viên Chiêu mày mặt xấu hổ gật gật đầu, nói, sập một bộ phận, trải qua tu sửa lại, hiện tại cầu Sắc Phi đã không còn bất kỳ vấn đề gì nữa rồi. Tống Hoài Minh nói, mất bò mới lo làm chuồng, tuy sửa có hơi chậm, nhưng dẫu sao cũng kịp thời sửa đổi sai lầm, không tạo thành tổn thất lớn hơn cho tài sản của quốc gia và nhân dân. Phó thị trưởng thường vụ Lý Trường Vũ ngồi cạnh Tả Viên Chiêu lưng cũng ướt đẫm mồ hôi, tổng chỉ huy công trình đường vòng tròn 3 là y, nếu Tống Hoài Minh muốn trách tội, mình khẳng định là không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. Có điều may mà Tống Hoài Minh không có ý tiếp tục dây dưa ở vấn đề này. Tống Hoài Minh nói, giải đường tốt đấy, xanh hóa xung quanh cũng rất tốt. Trong tỉnh Bình Hải cũng tình là trình độ nhất lưu. Tả Viên Chiêu cười nói, cảm ơn sự khẳng định của tỉnh trưởng Tống. Tống Hoài Minh nói, trước đây khi tôi công tác ở Tĩnh An, huyện Viễn Nam xây đường cái cấp 1 của huyện,
con đường đó nhìn thì thấy rất tốt, nhưng thông xe mới gần nửa năm đường đã biến thành lồi lõm. Nguyên nhân là gì? Là bởi vì phí thi công ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Lúc đó tôi đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Tĩnh An, tôi rất tức giận, ra lệnh tra rõ chuyện xây đường, bởi vì chuyện lần đó, cán bộ lớn nhỏ bị xử lý có 23 người. Tống Hoài Minh chậm rãi nói ra chuyện này, vẻ mặt của y rất hờ hững, nhưng lời nói lại khiến mỗi một lãnh đạo Giang Thành ngồi ở đây đều cảm thấy kinh hãi. Công trình đường vòng tròn 3 so với đường cái cấp 1 của huyện Viễn Nam thì quy mô lớn hơn nhiều, nếu như xảy ra vấn đề, e rằng cán bộ bị liên lụy sẽ nhiều hơn huyện Viễn Nam nhiều. Phó thị trưởng Thường vụ Lý Trường Vũ một mực không nói gì liền tỏ thái độ, tỉnh trưởng Tống yên tâm, công trình đường vòng tròn 3 của Giang Thành sẽ không xảy ra vấn đề lớn, chất lượng thi công cùng với quá trình nghiệm thu đều đạt tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất, chuyện của huyện Viễn Nam tuyệt sẽ không xuất hiện ở Giang Thành. Tống Hoài Minh cười ha ha, nói, được, tôi muốn nghe thấy chính là câu này, tôi càng hy vọng toàn bộ những gì mà anh nói đều có thể làm được. Đỗ Thiên Dã nói, tôi ở trước mặt tỉnh trưởng Tống tỏ lòng quyết tâm. Tất cả lãnh đạo thị ủy Giang Thành chúng tôi có lòng tin sẽ dẫn dắt Giang Thành không ngừng cải cách tiến bộ, trong vòng mấy năm sẽ đạt được thu hoạch lớn về cả kiến thiết kinh tế và văn minh tinh thần. Trương Dương lái xe Jeep của hắn chậm rãi tiến vào đội xe, Thường Lăng Phong đang liên hệ gì đó, gã đang nói tiếng Đức, líu la líu lo Trương Dương nghe chả hiểu gì. Thường Lăng Phong sau khi gác điện thoại liền nói với Trương Dương, hành trình của phía nước Đức đã xác định rồi. Sáng ngày 30 sẽ tới Đông Giang, sau đó sẽ trực tiếp tới Giang Thành, ở lại Giang Thành 3 ngày. Trương Dương nói, đúng là biết chọn ngày. Đêm 30 là ngày bao nhiêu? Mùng 9 tháng 2, chủ nhiệm Trương, tôi định tới Đông Giang đón họ, công tác tiếp dãi vẫn phải mời phía nhà máy máy móc công trình làm cùng. Trương Dương cứ nghĩ tới Tào Chính Dương là lại bực, nhíu mày nói, anh cứ xem thế nào mà làm. Thường Lăng Phong nói, anh yên tâm đi, anh cứ đón năm mới thoải mái. Công tác tiếp đãi tôi phụ trách toàn bộ, người Đức làm việc chú trọng thực tế, phía chính phủ thành phố cũng không phải chào hỏi gì cả. Trương Dương nói, được, chuyện này anh cứ tự xử lý, phương diện phí dụng chiêu đãi thì không có bất kỳ vấn đề gì, nếu không được, phòng chiêu thương chúng ta tự chi, thành công rồi thì sẽ tìm nhà máy máy móc công trình đòi tiền. Thường Lăng Phong không khỏi bật cười. Lúc đội xe lái vào gần khu phát triển liền thay đổi phương hướng, lái vào trong khu phát triển Giang Thành. Xem ra Tống Hoài Minh muốn tới khu phát triển khảo sát rồi, trong kế hoạch định trước của Tống Hoài Minh không có mục khảo sát khu phát triển, xem ra tỉnh trưởng Tống tự dưng nổi hứng. Lãnh đạo thành phố Giang Thành đã chuẩn bị đầy đủ tất cả, khu phát triển nằm ở bên cạnh đường vòng tròn 3, lúc tỉnh trưởng Tống đi qua đây, rất có khả năng sẽ vào xem. Người làm lãnh đạo phải có dự kiến nhất định, phương diện này Tả Viên Chiêu suy nghĩ còn chu đáo hơn Đỗ Thiên Dã nhiều. Hôm nay chủ nhiệm quản ủy hội khu phát triển Tiếu Minh đặc biệt ở lại tòa nhà làm việc của khu phát triển để tiến hành chuẩn bị. Tống Hoài Minh cũng biết kiểu viếng thăm trong khoảng thời gian ngắn này rất khó nhìn thấy vấn đề trên thực chất, có điều quy mô và kết cấu của khu phát triển Giang Thành lưu lại cho y ấn tượng rất tốt, ánh mắt của y nhìn lên tranh chữ treo bên đường, bên trên viết hoan nghênh lãnh đạo chính phủ tỉnh tới chỉ đạo. Khóe miệng của y không khỏi phát lên một nụ cười, đám cán bộ lãnh đạo Giang Thành chuẩn bị đầy đủ thật. Tả Viên Chiêu nhìn thấy bức tranh chữ kia, trong lòng mắng thầm Tiếu Minh vẽ rắn thêm chân, tỉnh trưởng Tống đã nói là phải khiêm tốn, Minh đã dặn đi dặn lại, bảo mọi người phải tự nhiên, ngàn vạn lần đừng để tỉnh trưởng Tống nhìn thấy họ đặc biệt chuẩn bị, không ngờ vẫn làm thành như thế này. Đỗ Thiên Dã nói với Tống Hoài Minh, tỉnh trưởng Tống, phía trước là tòa nhà văn phòng của khu phát triển, tới đó nghỉ ngơi đi. Tống Hoài Minh gật đầu, nói, được. Tả Viên Chiêu bảo, đứng ở trên tòa nhà của khu phát triển có thể nhìn thấy toàn cảnh của khu phát triển Giang Thành, còn có thể nhìn thấy cảnh đẹp của Hồ Tiểu Nam. Tống Hoài Minh mỉm cười, nói, đồng chí Viên Chiêu tương lai sau khi về hưu có thể đổi sang làm hướng dẫn viên du lịch đó. Đám người đều cười ồ lên. Tống Hoài Minh dưới sự vây quanh của mọi người, đi về phía tòa nhà văn phòng của khu phát triển. Nhận được tin tức. Chủ nhiệm quản ủy hội khu phát triển Thiếu Minh xuất lĩnh đám cán bộ lãnh đạo chủ chốt của khu phát triển tới nghênh đón. Tống Hoài Minh vừa đi, Thiếu Minh vừa giới thiệu tình hình phát triển hiện tại của khu phát triển, Tống Hoài Minh nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại hỏi mấy vấn đề của y đều rất chuyên nghiệp, lúc Thiếu Minh trả lời rất cẩn thận. Tống Hoài Minh trước tiên tới phòng kế hoạch nhìn bản đồ quy hoạch tương lai của khu phát triển, lại tới sân ngắm cảnh của tòa nhà phát triển quan sát toàn cảnh khu phát triển. Và mở một cuộc nói chuyện ngẫu hứng tại đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 273, kéo cầu dao. Bởi vì ở phía ngoài phòng có rất nhiều người,
cho nên Thiếu Minh đặc biệt sai người chuẩn bị microphone. Tống Hoài Minh đứng trước microphone, mỉm cười, nói, chào mọi người, hôm nay là lần đầu tiên tôi tới khu phát triển Giang Thành. Phải nói một câu thật lòng, khu phát triển Giang Thành so với sự tưởng tượng của tôi được xây dựng rất tốt. Tôi đã xem qua bản quy hoạch của khu phát triển, cũng đã nhìn thấy tiến độ xây dựng hiện tại của khu phát triển, rất tốt, các bạn muốn dựng cái sân khấu này cho thật lớn. Nhưng sân khấu dựng xong rồi thì phải có nhân khí, phải có diễn viên tốt mới được. Hối Thông, Lam Tinh, các xí nghiệp nổi doanh trong nước, ngoài nước đều đã nhìn chúng mảnh đất này. Tôi tin là với sự có mặt của họ tại Giang Thành, sẽ có thêm nhiều ánh mắt hướng về nơi này, không lâu sau, khu phát triển sẽ trở nên sáng chói, biến thành một viên minh châu kinh tế chân chính của tỉnh Bình Hải. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tống Hoài Minh sau khi đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, tiếp tục nói, quốc gia chúng ta đang ở vào thời đại cải cách thâm hóa. Mỗi một vị cán bộ lãnh đạo chúng ta đều gánh trách nhiệm lịch sử nặng nề, làm quan không phải là để quang tông diệu tổ, không phải là để diễu võ dương oai, làm quan là để mưu cầu phúc lợi cho người dân, làm quan là phải cúc cung tận tụy cho quốc gia của chúng ta. Tôi tin rằng, mỗi một đồng chí có mặt ở đây trong lòng đều có. Hiện trường đột nhiên mất điện, giọng nói của tỉnh trưởng Tống biến thành nhỏ xíu, y không thể không dừng phát biểu. Đỗ Thiên Dã và Tả Viên Chiêu hai người sắc mặt đều trở nên khó coi, vào lúc như thế này không ngờ lại mất điện. Ánh mắt của họ đều hướng về phía Thiếu Minh, bên trong đầy vẻ không vui. Thiếu Minh chán lập tức túa mồ hôi, y gượng cười, nói, có thể là vấn đề đường bộ, tôi lập tức đi xem thử. Y rời khỏi phòng, nhân viên công tác ở bên rước chạy lên, nói nhỏ cục điện lực lại kéo cầu giao rồi. Trong lòng Thiếu Minh bừng bừng lửa giận, cái đám người của cục điện lực này thật quá ngông cuồng rồi. Hôm nay tỉnh trưởng đại nhân tới thị sát khu phát triển, bọn họ còn dám làm vậy, khiến cho lãnh đạo thành phố Giang Thành phải mất mặt. Cục tức này có thế nào cũng không thể nuốt trôi được, Thiếu Minh cầm điện thoại lên trực tiếp gọi điện thoại cho cục trưởng cục điện lực Tiền Đông Sơn, không ngờ di động của đối phương Thủy Chung vẫn không có người nhấc máy. Trương Dương đi tới hỏi, sao thế? Lại kéo cầu giao à? Thiếu Minh nghiến răng nghiến lợi, nói, đám hỗn đản của cục điện lực, làm cái quái gì vậy? Khi nói xong câu này thì lại có điện. Microphone phát ra tiếng rít sắc nhọn, nhân viên công tác vội vàng bước lên điều chỉnh lại, trên mặt tỉnh trưởng Tống Thủy Chung vẫn bảo trì nụ cười khiêm hòa, y nhàn nhã nói, xem ra tôi và cái microphone cũng phải làm quen với nhau hơn. Tất cả mọi người đều bật cười. Tống Hoài Minh tiếp tục những lời vừa rồi, tôi tin rằng, mỗi một đồng chí có mặt ở đây trong lòng đều có phần trách nhiệm này. Tin rằng mọi người nhất định sẽ phụng hiến sức lực lớn nhất của mình cho kinh tế và xây dựng Giang Thành. Mọi người yên tâm, tỉnh lý chúng tôi nhất định sẽ tận hết khả năng giúp đỡ cho các bạn, ủng hộ cho các bạn, các bạn. Lại mất điện. Tống Hoài Minh vừa rồi có một loại dự cảm bất tường, cho nên y tận hết khả năng rút ngắn nội dung, chuẩn bị trong vòng 2-3 câu nữa sẽ kết thúc, nhưng tốc độ phát biểu cuối cùng vẫn không theo kịp tốc độ kéo cầu giao. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Ai cũng có thể nhìn ra là tỉnh trưởng Tống rất không cao hứng. Tống Hoài Minh rời khỏi đài quan sát. Đỗ Thiên Dã đã đi tới bên cạnh Thiếu Minh, nói nhỏ, làm cái gì vậy? Đại thị trưởng Tả Viên Chiêu theo sau bồi thêm một câu, anh làm ăn như thế à? Thiếu Minh đúng là khóc không ra nước mắt, cục điện lực kéo cầu giao là tại tôi ư. Vấn đề mất điện của khu phát triển đã xuất hiện một đoạn thời gian rồi, y đã tiến hành câu thông với cục điện lực, có điều trước mắt hiệu quả không rõ ràng lắm. Trước khi Tống Hoài Minh lên xe, quay đầu lại tìm kiếm trong đoàn người, tìm thấy Trương Dương ở bên trong. Trương Dương từ ánh mắt của ông ta hiểu ra gì đó, bước tới trước mặt Tống Hoài Minh gọi một tiếng tỉnh trưởng Tống. Tống Hoài Minh nói, vấn đề điện lực mà không giải quyết thì khu phát triển rất nhanh sẽ biến thành trời giận người oán, ai còn vui vẻ tới giây đầu tư nữa. Nói xong y leo lên xe, những lời này không phải là nói với riêng Trương Dương, mà là nói với mỗi một người có mặt tại đây. Đỗ Thiên Dã cũng bị chuyện ngày hôm nay khiến cho bừng bừng tức giận, gã nói với Thiếu Minh và Trương Dương, chuyện này giao cho hai anh phụ trách, nếu như còn phát sinh chuyện tương tự nữa thì các anh tự đi tới phòng làm việc của tôi đưa đơn xin từ chức. Thiếu Minh và Trương Dương đều biết đây là những lời nói trong lúc tức giận của Đỗ Thiên Dã, nhưng trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, đợi các lãnh đạo đi rồi, Trương Dương thở dài, nói, liên quan chó gì tới tôi, chủ nhiệm Thiếu, tôi sao lại phải đứng chung một chỗ với anh nhỉ? Thiếu Minh nói, chẳng lẽ lại để tôi một mình chịu xui xẻo à? Trương lão đệ, cậu chắc không phải là hạng người không có nghĩa khí như vậy chứ? Trương Dương cười cười, hắn cũng không coi việc mất điện hôm nay là chuyện xấu, Tống Hoài Minh lần này chắc có ấn tượng sâu sắc rồi,
sau khi về Đông Giang, kiểu gì cũng tìm tới cục điện lực. Nói không chừng chuyện này lại có thể thành tái ông thất mã, có thể giải quyết triệt để vấn đề điện đóm của khu phát triển. Tiếu Minh lại hầm hầm nổi giận, y phẫn hận mắng, Tiền Đông Sơn chó chết, tôi mời hắn ăn cơm nhiều như vậy, không ngờ hắn lại ăn cháo đá bát. Trương Dương nói, đi tìm hắn. Tiếu Minh bị Trương Dương giật dây, gật đầu nói, đi. Hai người chúng ta đi tìm hắn, tôi sẽ nói lý với hắn. Trương Dương vốn không muốn đi, nhưng Tiếu Minh hôm nay không tha cho hắn, kéo tay hắn lên xe ô tô. Cục trưởng Cục Điện lực Giang Thành Tiểu Đông Sơn không có mặt ở đơn vị công tác, mẹ hắn bị bệnh, lúc này đang ở bệnh viện chăm sóc. Tiếu Minh đang tức, hôm nay không tìm thấy Tiền Đông Sơn hỏi cho rõ ràng thì thề không bỏ qua, lại kéo theo Trương Dương, mua một ít đồ dinh dưỡng đến thăm lão nương của Tiểu Đông Sơn, thầm nghĩa lão tử hôm nay con như là nhân chí nghĩa tận rồi. Tiền Đông Sơn ngươi nếu còn không nể mặt, ta sẽ đuổi cục điện lực của các ngươi ra khỏi khu phát triển. Tiểu Đông Sơn không ngờ Tiếu Minh và Trương Dương lại tới, hắn và Tiếu Minh quen nhau từ trước, nhưng lại chưa từng tiếp xúc với Trương Dương. Sau khi Tiếu Minh giới thiệu Trương Dương với hắn, Tiền Đông Sơn vẫn biểu hiện rất khách khí, bắt tay với Trương Dương, nói, sớm đã nghe nói tới đại danh của chủ nhiệm Trương, hôm nay mới được gặp, thật là vinh hạnh, vinh hạnh. Trương Dương mỉm cười nói, cục trưởng Tiền nghe nói gì về tôi? Tôi ở bên ngoài đều mang ác danh, ai cũng nói tôi khinh nam bá nữ, không chuyện xấu nào là không dám làm. Tiền Đông Sơn nghe ra hàm nghĩa uy hiếp trong lời nói của hắn, trong lòng có chút không vui, thầm nghĩ, người dẫu sao cũng là một cán bộ quốc gia, ta không tin người dám ra tay với ta. Tiếu Minh đặt đồ dinh dưỡng xuống đất, y có chút oán giận nói, lão Tiền, anh hôm nay khiến tôi phải khổ sở lắm đó, tỉnh trưởng Tống tới khu phát triển thị sát, phát biểu chưa được 3 phút mà cục điện lực các anh kép cầu giao 2 lần. Anh đúng là biết chọn lúc đấy. Tiền Đông Sơn bảo họ nhỏ giọng một chút, chỉ ra sân ở bên ngoài, hắn quả là một hiếu tử, sợ tiếng nói của hai người làm mẹ hắn tỉnh dậy. Ba người đi tới ban công, Tiền Đông Sơn trước tiên lấy ra một hộp thuốc, đưa cho Tiếu Minh một điếu, Trương Dương không hút thuốc, hắn từ chối điếu thuốc được đưa tới. Tiền Đông Sơn châm thuốc, rít một hơi, nói, lão Tiếu, tài nguyên điện lực của Giang Thành eo hẹp thế nào thì anh không phải là không biết. Thân là cục trưởng cục điện lực, tôi phải đảm bảo lượng điện cho cả Giang Thành, chú trọng tới những xí nghiệp nhà nước cỡ lớn. Tiếu Minh nói, anh có ý gì? Khu phát triển của tôi không phải là quan trọng ư, anh 3 ngày thì 2 lần kéo cầu giao ngắt điện. Hiện tại khu phát triển đang ở vào giai đoạn phát triển cao độ, anh làm vậy thì ai còn muốn tới khu phát triển của chúng tôi mà đầu tư nữa? Tiền Đông Sơn nói, lúc trước đã nói rồi, khu phát triển khởi công nhiều xí nghiệp như vậy, cung ứng điện lực cũng gia tăng gấp bội. Tỉnh Lý không chỉ một lần đề nghị các anh xây dựng nhà máy điện, nhưng các anh căn bản chỉ coi kiến nghị của hệ thống điện lực chúng tôi như gió thoảng bên tai, hiện tại xuất hiện vấn đề thì anh lại tìm chúng tôi. Tiếu Minh cũng tức giận, nhà máy điện cỡ lớn của Giang Thành có tới 3 cái, anh mở to mắt ra mà nhìn xem, cả cái tỉnh Bình Hải này, ai có khả năng sản xuất điện lớn hơn chúng ta. Tiền Đông Sơn nói, anh phải có đại cục quan chứ, không nhất định nhà máy điện xây tại Giang Thành thì phải tăng cường cung ứng cho Giang Thành trước. Trương Dương ở bên cạnh cũng không nhịn được, hắn cười lạnh, vậy ý của cục trưởng Tiền là, chúng ta bán muối nên ăn canh nhạt ư. Tiền Đông Sơn nói, vấn đề điện lực là tỉnh Lý thống nhất điều phối, tôi cũng không thể làm chủ được. Tiếu Minh tức giận, nói tỉnh Lý thống nhất điều phối, nhưng người kéo cầu giao lại là các anh nói vậy là vô trách nhiệm. Tiền Đông Sơn nói, lão Tiếu, trong lòng anh có gì bất mãn thì có thể phản ánh lên trên. Tiếu Minh nói, lão Tiền à lão Tiền. Anh không phải là người Giang Thành ư. Anh không muốn chúng ta đẩy nhanh kiến thiết kinh tế Giang Thành à. Kỳ thực khu phát triển nên xây một nhà máy điện, sau khi lên lưới điện thì vấn đề sẽ được giải quyết. Trương Dương nói, xây dựng một nhà máy điện không phải là việc ngày một ngày hai. Tài chính của thành phố Giang Thành đang rất eo hẹp, lấy đâu ra tiền mà xây nhà máy. Anh cho rằng tất cả các đơn vị đều giàu có như hệ thống điện lực của các anh à. Tiền Đông Sơn nhíu mày. Nói, chủ nhiệm Trương có ý gì vậy? Trương Dương nói, không có ý gì cả, chỉ cảm thấy các anh làm việc vô trách nhiệm mà thôi, Giang Thành có 3 nhà máy điện, vậy mà bản thân Giang Thành lại phải thường hay mất điện, cục điện lực các anh chỉ là một đơn vị quản lý, quyền là ai cấp cho các anh? Cho rằng mình nắm quyền cấp điện thì có thể muốn làm gì thì làm à? Hệ thống điện lực đúng là một đơn vị đặc thù, nhưng các anh đừng quên các anh đang ở trên địa bàn của ai? Tiền Đông Sơn cười nói, chủ nhiệm Trương nói chuyện rất cường thế, người trẻ tuổi hỏa khí thường vượng như vậy.
Tiếu Minh chỉ sợ thiên hạ không loạn, chêm thêm một cậu, chủ nhiệm Trương hiện tại tính tình tốt hơn nhiều rồi đó, nếu là trước kia, anh ta sớm đã đánh người rồi. Tiền Đông Sơn đang muốn phản bác thì nghe thấy tiếng ho ở bên trong, vội vàng chạy vào, đỡ mẹ hắn ngồi dậy nhổ đờm. Trương Dương và Tiếu Minh cũng vào theo, lão thái đó thở hổn hển, ánh mắt nhìn lên mặt Trương Dương và Tiếu Minh. Khi nhìn thấy Trương Dương, vẻ mặt đột nhiên biến thành kích động, bà ta ngọ nguậy muốn xuống giường. Tiền Đông Sơn vội vàng đỡ lấy mẹ, nói, mẹ, mẹ làm gì vậy, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tiếu Minh cũng nói, đại nương, bà đừng khách khí, chúng tôi chỉ tới thăm bà, đi bây giờ đây. Lão thái thái kéo tay Tiền Đông Sơn, cậu ấy. Cậy ấy, chỉ vào Trương Dương, bởi vì kích động mà nhất thời không nói lên lời. Trương Dương cũng bực mình, lão thái thái này rốt cuộc bị sao vậy? Trong ấn tượng của mình hình như chưa từng đắc tội với bà ta. Tiền Đông Sơn và Tiếu Minh đều hồ đồ rồi. Lão thái thái một lát sau thì khống chế được tình tự của mình, Đông Sơn, chính chàng trai này đã cứu mẹ. Trương Dương nghe thấy vậy, đột nhiên nhớ tới ngày trước trên đường từ Bắc Kinh về Giang Thành gặp mưa tuyết, phát sinh sự kiện tông vào đuôi xe, lúc đó hắn từ trên một chiếc xe khách cứu ra một lão thái thái, chính là người ở trước mặt, hắn căn bản không ngờ lão thái thái này lại là mẹ của Tiền Đông Sơn. Trương Dương bước tới, lão thái thái kích động nắm tay hắn. Nói cảm ơn cậu, tôi một mực đều đang tìm cậu để cảm ơn. Tiền Đông Sơn biết Trương Dương chính là ân nhân cứu mạng mẹ mình, cũng vô cùng khách khí. Lão thái thái kéo tay con trai mình, Đông Sơn, con nhất định phải báo đáp người ta thật tốt. Trương Dương rất không có hậu đạo thốt lên một câu, đừng khách khí, sau này bớt kéo cầu dao đi là được rồi. Tiếu Minh phì một tiếng bật cười, Tiền Đông Sơn thì mặt mày xấu hổ cười cười. Trưa ngày hôm đó, Tiền Đông Sơn mời hai người họ ăn cơm ở chân vị cư đối diện bệnh viện, bởi vì Trương Dương là ân nhân cứu mạng mẹ hắn, cho nên thái độ của Tiền Đông Sơn đối với Trương Dương tất nhiên là đã thay đổi. Trước tiên kính Trương Dương hai chén, hắn cảm thán, nói tôi biết khu phát triển có ý kiến đối với cục điện lực của chúng tôi, nhưng áp lực mà bên trên cấp cho chúng tôi cũng không ít, bọn họ muốn Giang Thành xây thêm nhà máy điện, chuyện này tôi một mực chống đỡ. Tiếu Minh và Trương Dương đều bán tín bán nghi về lời nói của hắn. Trương Dương là người thích thực tế, hắn lại nhắc tới vấn đề cấp điện sau này của khu phát triển. Tiền Đông Sơn lập tức tỏ thái độ, sau này tôi đảm bảo sẽ không để xuất hiện hiện tượng tương tự nữa, cho dù là kéo cầu dao hạn chế điện thì tôi nhất định sẽ thông chi trước cho phía khu phát triển, các anh thấy thế đã được chưa? Tiếu Minh cười rạng rỡ, không ngờ vấn đề làm đau đầu y nhiều ngày nay lại được giải quyết đơn giản như vậy, xem ra nhân tình vẫn có hiệu quả hơn. Trương Dương là ân nhân cứu mạng của mẹ Tiền Đông Sơn. Tiền Đông Sơn lại là một đại hiếu tử, phần nhân tình này không nhẹ, Tiếu Minh tin rằng sau này cục điện lực tuyệt đối sẽ không chơi xấu khu phát triển nữa. Y cầm chén rượu lên, nói, lão Tiền, vinh diệu của khu phát triển chính là vinh diệu của Giang Thành, vinh diệu của Giang Thành là vinh diệu của mỗi cá nhân chúng ta, sự kiến thiết của chúng tôi nhất thiết phải dựa vào sự ủng hộ tận hết sức lực của các anh. Tiền Đông Sơn nói, tuy biết các anh không thích nghe, nhưng tôi vẫn phải nhắc, Giang Thành tuy có 3 nhà máy điện, nhưng thiết bị nhà máy cũ lắm rồi, lượng phát điện đã không thể thích ứng kịp với yêu cầu của thời đại phát triển cao tốc, cần phải xây nhà máy điện mới. Tiếu Minh nói, thị lý cũng muốn xây nhà máy mới, nhưng vấn đề đầu tiên là tiền đâu. Cục điện lực các anh chỉ muốn thị lý bỏ tiền xây nhà máy, sau đó là lưới điện, đây không phải là mua bán không bỏ tiền ư, ai mà vui cho nổi. Tài chính của Giang Thành chúng ta lại đang túng thiếu như vậy, bỏ tiền vào nhà máy điện, những kiến thiết khác sẽ ra sao đây? Tiền Đông Sơn nói, dẫu sao thì vấn đề điện lực sớm muộn gì cũng phải giải quyết, nếu không mâu thuẫn vẫn sẽ xuất hiện. Bữa cơm trưa nay bọn họ đã nói rõ mọi việc, với Tiếu Minh mà nói thì đây là thu hoạch không nhỏ. Sau khi chia tay Tiền Đông Sơn, Tiếu Minh lập tức báo cáo lại kết quả cho thị trưởng Tả Viên Chiêu. Tả Viên Chiêu nghe nói vấn đề cấp điện cho khu phát triển Giang Thành có thể được giải quyết thuận lợi thì cũng tỏ ý cao hứng. Hai lần mất điện vào buổi sáng không ảnh hưởng tới ấn tượng của tỉnh trưởng Tống về khu phát triển Giang Thành, cảm giác tổng thể của y đối với Giang Thành vẫn rất tốt, trước khi đi còn không quên cổ vũ lãnh đạo thành phố Giang Thành một phen. Tả Viên Chiêu quay về văn phòng chính phủ không lâu thì quản đốc kiêm bí thư nhà máy máy móc công trình Giang Thành kiêm Tào Chính Dương tới bái phỏng, Tào Chính Dương là tới kêu khổ. Tả Viên Chiêu và Tào Chính Dương trước giờ có quan hệ không tồi, ông ta rất thân thiết mời Tào Chính Dương ngồi xuống. Tào Chính Dương sau khi ngồi xuống lập tức kêu khổ, thị trưởng Tả, nhà máy, máy móc công trình tôi không làm nữa đâu, ngài hay là chọn người khác đi. Tả Viên Chiêu mỉm cười, lão Tào, làm gì vậy?
Ai đắc tội với anh rồi? Không ngờ lại muốn bỏ gánh nặng như vậy. Tào Chính Dương nói, còn ai nữa? Chính là Phòng Chiêu Thương. Y biết quan hệ giữa Tả Viên Chiêu và Trương Dương cũng không tồi, cho nên không trực tiếp nói ra tên của Trương Dương. Tả Viên Chiêu nói ra đi, trong lòng có gì không thống khoái thì cứ nói ra hết đi. Tào Chính Dương nói, nhà máy chúng tôi và tập đoàn An Đại Hàn Quốc vì lần hợp tác này đã không ngừng đàm phán hơn một năm, hiện tại điều kiện của các phương diện đều đã bàn gần xong rồi, Phòng Chiêu Thương lại nhắc tới chuyện của tập đoàn Hải Đức. Tả Viên Chiêu nói, theo tôi biết thì tập đoàn Hải Đức bất kể là thực lực hay là ảnh hưởng đều mạnh hơn tập đoàn An Đại nhiều. Tào Chính Dương nói, tôi vẫn nói câu đó, chúng ta coi trọng người ta, nhưng người ta chắc gì đã coi trọng chúng ta. Cho dù tập đoàn Hải Đức có thể hợp tác với chúng ta, nhưng từ khảo sát tới sau cùng ký hợp đồng còn phải trải qua một đoạn thời gian khá dài, đợi đến khi ký được hợp đồng thì nhà máy, máy móc công trình đã bị chậm trễ việc sản xuất rất lâu rồi. Tả Viên Chiêu nói, lão Tào à, tập đoàn Hải Đức Tết âm lịch là tới Giang Thành khảo sát rồi. Tào Chính Dương nói, tôi cũng không phản đối bọn họ khảo sát, nhưng tuần sau tổng tài của tập đoàn An Đại Lưu Dân Trí sẽ tới, người ta lần này là muốn ký hợp đồng với chúng ta, tôi không biết nên từ chối như thế nào. Tả Viên Chiêu nói, hợp tác là thể hiện song phương đều đạt tới bình hành lợi ích, bất kỳ phái nào cũng không thể chỉ chiếu cố lợi ích của bản thân, tôi nghe nói điều kiện của An Đại có chút hà khắc, rất không công bằng với phía chúng ta. Tào Chính Dương nói, tôi làm ở nhà máy, máy móc công trình Giang Thành nhiều năm, tôi nắm rất rõ tình hình của nhà máy, tôi có quyền phát ngôn hơn bất kỳ ai khác. Từ trong lời nói của Tào Chính Dương, Tả Viên Chiêu nghe ra sự bất mãn và đối lập với Phòng Chiêu Thương, Tả Viên Chiêu cười cười an ủi y, lão Tào, anh kiên nhẫn một chút đi, sau khi tập đoàn Hải Đức khảo sát, chúng ta sẽ có so sánh, nói không chừng sẽ có kinh hỉ bất ngờ đó. Tào Chính Dương biết Tả Viên Chiêu quyết tâm ủng hộ Phòng Chiêu Thương tới cùng. Chỉ đành than thầm một tiếng, bỏ ý định tiếp tục thuyết phục Tả Viên Chiêu. Y buồn bã nói, nếu tập đoàn An Đại Hàn Quốc vì việc này mà từ chối ký hợp đồng với chúng ta, tôi sẽ không gánh trách nhiệm này nữa. Tả Viên Chiêu nói, lão Tào à, đều là vì công việc, ngàn vạn lần đừng ưu tư. Cái gì nên tới thì Thủy Chung cũng sẽ tới, tập đoàn An Đại Hàn Quốc tới đúng như đã hẹn, Trương Dương không có bất kỳ hứng thú gì đối với tập đoàn này. Điều kiện thiếu thành ý của tập đoàn An Đại tất nhiên là một nguyên nhân trong số đó, còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa đó là quan hệ của Thôi Chí Hoán và Văn Linh. Cho nên tiệc chiêu đãi hoàn nghênh tập đoàn An Đại hắn cũng không tham gia, phía Phòng Chiêu Thương hắn bảo phó chủ nhiệm Tiếu Quế Đường đi thay, còn đặc biệt phái Trương Duệ Dung đi cùng, danh thì là phiên dịch nhưng trên thực tế lại là nội ứng, phụ trách quan sát nhất cử nhất động của Trương Dương. Ngày tập đoàn An Đại tới Giang Thành, Hải Lan cũng từ Hương Cảng tới Giang Thành. Lần này cô ta sẽ ở lại Bình Hải một đoạn thời gian, quay chuyên đề phong tục tập quán Tết âm lịch của quốc nội, tổ quay phim không tới cùng cô ta. Trương Dương vốn muốn tự mình đi đón Hải Lan, nhưng Đỗ Thiên Dã lâm thời gọi hắn, cho nên hắn đành gọi điện thoại cho Hồ Nhân Như, bảo Hồ Nhân Như thay hắn đi tới sân bay đón Hải Lan về. Đỗ Thiên Dã lâm thời gọi Trương Dương tới, nguyên nhân căn bản của gã vẫn là có liên quan tới tập đoàn An Đại, theo lý mà nói thì một bí thư thị ủy đối với loại chuyện này cũng không cần quan tâm. Nhưng bởi vì quan hệ của Thôi Chí Hoán, Đỗ Thiên Dã có chút tâm thần không yên, đã thế loại chuyện này gã lại không tiện nói với người khác, cứ nén ở trong lòng nên rất khó chịu, cũng chỉ có thể tìm tới Trương Dương. Trương Dương có thể hiểu được sự phiền muộn của Đỗ Thiên Dã, khi tới phòng làm việc của Đỗ Thiên Dã, cách thời gian tan làm chỉ còn lại 5 phút, Đỗ Thiên Dã cất công văn trên bàn đi, đứng dậy nói, đi thôi. Tôi mời cậu ăn cơm, ngày kia là cha mẹ tôi tới rồi, tôi cũng không có thời gian uống rượu với cậu nữa. Trương Dương cười nói, chuyện vui, bác Đỗ tới, tôi sẽ uống mấy chén với bác ấy. Đỗ Thiên Dã nói, cha tôi lớn tuổi rồi, tửu lượng kém, gần đây huyết áp lại rất cao, tôi không dám để cho ông ấy uống rượu, đúng rồi, đợi ông ấy tới, cậu điều trị cho ông ấy nhé. Trương Dương ừ một tiếng, theo Đỗ Thiên Dã cùng ra khỏi văn phòng. Khi hai người vừa rồi khỏi tòa nhà văn phòng thì có không ít người nhìn thấy Trương Dương. Trương Dương cũng ý thức được vẻ hâm mộ và khinh thường trong mắt người khác, hắn than, bí thư Đỗ, hiện tại người ta ai cũng cho rằng tôi cả ngày vỗ mông ngựa của anh. Sau này hai chúng ta bảo trì cự ly đi. Đỗ Thiên Dã bật cười, cậu không phải là trước giờ không thèm để ý xem người khác nghĩ gì ư. Trương Dương nói, bản thân thôi thì không sao, nhưng tôi lại sợ ảnh hưởng tới hình tượng quanh vinh vĩ đại, công chính vô tư của anh thôi. Đỗ Thiên Dã cười nói, cậu đây không phải là vỗ mông ngựa à. Trương Dương nói, bí thư Đỗ nhìn rõ mọi việc, bội phục, bội phục.
Đỗ Thiên Dã lên xe Jeep của Trương Dương, gã giật lấy chìa khóa, chủ động gánh trách nhiệm lái xe, bình thường ngồi sau quen rồi, ra vào đều có lái xe, Đỗ Thiên Dã bắt đầu hoài niệm cảm giác lái xe. Đi đâu bây giờ? Đỗ Thiên Dã nói, đi xa một chút, để tránh bị người ta nhìn thấy. Trương Dương thở dài, nói, làm một bí thư thị ủy như anh cũng không dễ dàng gì, ngay cả ăn cơm cũng khó khăn như vậy. Đỗ Thiên Dã nói, còn không tự tại bằng lúc ở Trung kỳ ủy. Đó là đương nhiên rồi, Bắc Kinh là nơi nào chứ? Đại quan ở đó đâu đâu cũng có, bằng cấp như anh ở Bắc Kinh tóm cái ra cả lố, nhưng ở Giang Thành thì khác, anh là một đại ca danh phù kỳ thực, là đại lão bản của Giang Thành. Đỗ Thiên Dã không nhịn được cười, nói linh tinh gì đó, nghe cứ như là xã hội đen vậy. Trương Dương nói, anh rốt cuộc là đi đâu vậy? Đỗ Thiên Dã cũng rất thần bí cười cười với hắn, chở hắn tới ngõ dài ở phía tây thành phố, đỗ xe ở đường cái ngoài ngõ. Đỗ Thiên Dã từ sau xe lấy ra hai bình Phi Thiên Mao Đài, còn không quên khen một câu, ái trà, chôn 30 năm, cậu đúng là cất giữ không ít hàng lậu đó. Trương Dương nói, lấy của bí thư Cố đấy. Á, tôi bảo nay, không phải hôm nay anh mời tôi uống rượu ư? Sao lại đi lấy rượu của tôi? Cho cậu cơ hội nịnh bợ tôi. Đỗ Thiên Dã cảm thấy hai bình không đủ, lại lấy thêm một bình nữa. Trương Dương theo Đỗ Thiên Dã đi vào trong ngõ. Đi được hơn 100 mét thì nhìn thấy một quán ăn nhỏ treo biển gỗ, bên trên viết thành Tây Gà Mái Ninh. Thời gian Trương Dương tới Giang Thành cũng không phải là ngắn, nhưng hắn cũng không biết tới nơi này, không ngờ Đỗ Thiên Dã lại biết rõ nơi này như vậy. Đỗ Thiên Dã hôm nay còn đặc biệt đeo kính vuông, có điều cũng không ai nghĩ rằng bí thư thị ủy có thể đến một địa phương nhỏ như vậy để uống rượu, cho nên xác suất gã bị nhận ra là rất thấp. Hai người tìm một cái góc khuất rồi ngồi xuống. Đỗ Thiên Dã bảo ông chủ cho một phần gà mái ninh, một phần gà tam bảo, bốn món rau trộn, hai người cầm hai cái chén, mỗi người tự mở một bình, tử lượng của họ uống chừng này rượu thì không có vấn đề gì. Một chén rượu vừa xuống bụng, Trương Dương mới nói, có phải là trong lòng không sảng khoái, muốn tôi ra tay chơi cây gậy đó không? Đỗ Thiên Dã trừng mắt lườm hắn, nói cậu coi tôi là hạng người gì vậy? Trương Dương cười thầm trong lòng, Đỗ Thiên Dã trong lòng khẳng định là không vui. Nếu không thì sao lại chủ động hẹn mình ra uống rượu? Trương Dương nói, chúng ta tối nay chỉ uống rượu, không nói chuyện không vui. Đỗ Thiên Dã cũng gật đầu, lúc này ông chủ bưng một cái nồi đất lớn tới, bên trong chính là gá mái ninh thương hiệu của quán ăn, mở nắp nồi ra, mùi thơm dụ người lan tỏa, Trương Dương múc một bát canh gà mái vừa thơm lại vừa đậm, uống một ngụm, lớn tiếng khen, canh ngon. Đỗ Thiên Dã cũng cười nói, nơi tôi giới thiệu có bao giờ kém đâu. Trương Dương nói, nơi này hẻo lánh như vậy, anh làm sao mà tìm thấy thế? Đỗ Thiên Dã đang định nói thì nghe thấy một giọng nói kinh hỉ vang lên, bí thư Đỗ. Hai người theo tiếng nhìn sang, lại thấy Tô Viện Viện cầm nồi sắt xuất hiện ở bên cạnh. Trương Dương lập tức ý thức Tô Viện Viện xuất hiện ở nơi này không phải là ngẫu nhiên, hắn cười nói, đúng là trùng hợp ghê, Tô Viện Viện, cô cũng tới à? Tô Viện Viện trước giờ không bao giờ tươi cười với Trương Dương. Có điều so với trước đây thì có tiến bộ hơn một chút, ít nhất thì cũng còn để ý tới hắn, nói khẽ, nhà tôi ở trong cái ngõ này, có gì mà trùng hợp. Trương Dương mỉm cười nhìn Đỗ Thiên Dã, nói tôi đang nghĩ anh làm sao có thể tìm thấy nơi này, thì ra là có người dẫn đường. Đỗ Thiên Dã cũng cười cười xuất hổ, nói trước đây cùng Tiểu Tô tới đây một lần, cho nên nhớ mãi không quên gà mái ninh ở nơi này. Tuy Tô Viện Viện đối với Trương Dương thì chẳng ra làm sao. Nhưng Trương Dương cũng không tính toán với cô ta, hắn cười cười mời, Tô Viện Viện, cùng ăn đi. Tô Viện Viện nói, tôi đi mua canh gà mái cho mẹ tôi, các anh cứ ăn trước đi. Đỗ Thiên Dã gật đầu, cùng Trương Dương tiếp tục ẩm tử. Tô Viện Viện sau khi mua canh cho mẹ, không lâu sau liền quay lại, từ sau khi Đỗ Thiên Dã chuyển đi, cô ta cũng đã nhiều ngày rồi chưa gặp Đỗ Thiên Dã, nhìn thấy Đỗ Thiên Dã tới cửa nhà mình ăn cơm, trong lòng rất vui mừng. Trương Dương không ngại Tô Viện Viện gia nhập, dẫu sao thì tối nay uống rượu với Đỗ Thiên Dã cũng chính là giúp gã giải sầu, phát tiết bực dọc một chút, Trương Dương lo lắng một chuyện, không biết lần này liệu Văn Linh có tới không. Nếu như Văn Linh lại tới Giang Thành gặp Thôi Chí Hoán, đối với Đỗ Thiên Dã mà nói thì không chỉ là lại một lần đả kích mạnh nữa. Nghĩ tới phương pháp tốt nhất để Đỗ Thiên Dã không bị cảm tình khốn nhiễu chính là khiến gã chuyển rời tình cảm. Tô Viện Viện ở trước mặt cũng không tồi, hơn nữa Trương Dương đã điều tra. Tô Viện Viện cũng tốt nghiệp đại học, học quản lý khách sạn, trên học lực cô ta cũng xứng với Đỗ Thiên Dã, nếu như thật sự có điểm yếu kém thì trình là xuất thân gia đình.
Đỗ Thiên Dã nói, sức khỏe của bác gái sao rồi? Tô Viện Viện nói, không tốt lắm, sau khi anh trai tôi vào tù, bà ấy đã bệnh rồi. Lúc nói tới đây không khỏi trừng mắt lườm Trương Dương, cô ta đổ lỗi chuyện này lên người Trương Dương, tuy trong lòng cũng hiểu anh trai bị bắt là gieo gió gặt bão, nhưng vẫn vì thế mà ghét Trương Dương. Trương Dương chỉ coi như không thấy, một mình uống rượu. Đỗ Thiên Dã nói, xin lỗi, chuyện này tôi không thể giúp được. Tô Viện Viện lắc đầu, nói, bí thư Đỗ đừng nói vậy, chuyện của anh tôi là anh ấy gieo gió gặt bão, không có liên quan gì tới người khác cả. Trương Dương cười bảo, nói rất đúng. Đỗ Thiên Dã nói, ngã một lần thì sẽ khôn hơn, hy vọng anh ấy sau này có thể rút ra được bài học, thật thà làm ăn. Bởi vì sự xuất hiện của Tô Viện Viện, Đỗ Thiên Dã cũng không tiện thoải mái chè chén, nói chuyện với cô ta mấy câu, đang chuẩn bị đứng dậy đi thì Trương Dương lại cầm bình rượu còn lại lên. Lúc Đỗ Thiên Dã thanh toán, mới biết Tô Viện Viện đã thanh toán rồi, lý do là họ tới cửa nhà cô ta, tất nhiên là do cô ta mời khách. Sau khi Đỗ Thiên Dã lên xe, quay người lại thì thấy Tô Viện Viện vẫn đứng ở cửa ngõ, liềm mỉm cười vẫy tay. Trương Dương cố ý than, đúng là tình ý sâu đậm. Đỗ Thiên Dã đấm một cái lên vai hắn, thằng ôn cậu bớt nói linh tinh đi. Trương Dương nói, thằng mù cũng nhìn ra là Tô Viện Viện người ta có ý tứ với anh, bí thư Đỗ. Tôi cũng có chút tinh thần thương hương tiếc ngọc, biểu hiện của anh giống như là của một tên đầu gỗ vậy, quá vô nhân đạo. Đỗ Thiên Dã cười quầy, cậu thôi vòng vo tam quốc với tôi đi, tôi cũng chả giấu cậu, tôi không có cảm giác gì với Tô Viện Viện cả, tôi sắp 40 rồi, cô ta là một cô gái nhỏ, tôi và cô ta không hợp nhau. Tôi cũng là một thằng nhóc, anh và tôi có không hợp nhau không? Đỗ Thiên Dã cười nói thật lòng, tôi luôn coi cậu là vãn bối. Cút! Đỗ Thiên Dã trừng mắt lên, ái chà, phản rồi. Cậu có muốn làm nữa không? Trương Dương cười hi hi, nói, xin lỗi, một chút không cẩn thận nên lỡ thốt ra những lời nói ở trong lòng. Cái đó, bí thư Đỗ đâu phải là người lấy việc công báo thù riêng nhỉ, và lại giữa hai chúng ta cũng đâu có cửu hận gì đâu. Đỗ Thiên Dã cũng cố ý nghiêm mặt, nói, cho cậu một tháng khảo sát, còn khiến tôi không vui nữa thì cậu cút đi cho tôi. Trương Dương đương nhiên biết Đỗ Thiên Dã nói đùa mà tôi, đưa Đỗ Thiên Dã về, nhìn đồng hồ thì đã 9 rưỡi rồi, thế là gọi điện thoại cho Hồ Nhân Như, không ngờ máy bay lại hạ cánh muộn, tới giờ Hải Lam mới chỉ vừa xuống máy bay. Hồ Nhân Như bảo Trương Dương tới nhà gỗ ở Tiểu Nam Hồ trước, cô ta đón Hải Lan xong sẽ lập tức quay về. Chương 274, Kinh Biến. Trương Dương cười cười giúp Hải Lan cởi áo khoác, sau đó lại giúp Hồ Nhân Như cởi áo gió, treo lên trên giá. Hồ Nhân Như cười nói, thật không ngờ anh lại có phong độ thân sĩ như vậy. Trương Đại Quan Nhân cười nói, anh vốn chính là thân sĩ, có thể giúp hai vị mỹ nữ cởi quần áo chính là vinh hạnh của anh. Câu nói này khiến cho cả Hải Lan và Hồ Nhân Như đều đỏ mặt. Trương Dương mỉm cười nhìn Hải Lan, nói khẽ em gầy đi rồi. Hải Lan gắt, mới có một tuần không gặp, làm sao mà gầy đi được. Hồ Nhân Như nói, không làm phiền hai người liếc mắt đưa tình nữa. Tôi đi chuẩn bị bữa khuya. Hải Lan nói, tôi đi với. Trương Dương nói, để Nhân Như đi đi. Hải Lan nghe hắn nói vậy chỉ đành dừng bước. Sau khi Hồ Nhân Như đi, Trương Dương nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hải Lan rồi kéo vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy cô ta, hôn lên môi cô ta. Hải Lan đỏ mặt, Nhân Như. Trương Dương cười bảo, không sao đâu. Hải Lan đánh vào ngực hắn một cái. Sau đó ôm lấy cổ hắn rồi tặng cho hắn một nụ hôn rồi ngay lập tức rời khỏi lòng hắn. Cô ta bảo Trương Dương dẫn cô ta đi tham quan nhà gỗ. Hải Lan rất thích thú với đồ trang trí ở nơi này. Cô ta hỏi khẽ còn tưởng rằng anh sẽ an bài cho em ở khách sạn cơ. Trương Dương đẩy cánh cửa phòng ngủ chính có thể nhìn thấy cảnh hồ ra, chỉ vào bên trong, nói tối nay em ngủ ở đây. Còn anh? Trương Dương cười bảo, đương nhiên là ngủ cùng em rồi. Không được. Trương Dương từ vẻ mặt xấu hổ của Hải Lan đã đoán được nhất là bởi vì Hồ Nhân Như, xem ra nguyện vọng ngủ chung của mình muốn thực hiện được thì còn phải nỗ lực nhiều. Hồ Nhân Như chuẩn bị một nồi lẩu, gọi bọn họ xuống ăn, Trương Dương lấy một bình Mao Đài và một bình Chi Hoa Sĩ ra, rượu nước ngoài là chuẩn bị cho Hải Lan, dưới sự ân cần mời rượu của hắn, một lúc sau Hải Lan và Hồ Nhân Như đều bị hắn chuốc say. Lúc Hải Lan tỉnh dậy vẫn còn là nửa đêm, dưới ánh đèn mông lung. Phát hiện mình đang trần truồng nằm trong lòng Trương Dương, Hồ Nhân Như cũng vậy, thân hình trơn nhẵn tựa sát vào lưng Trương Dương. Động tác nhẹ nhàng của Hải Lan đã làm cô ta tỉnh lại. Hồ Nhân Như mở bừng mắt, bắt gặp ánh mắt của Hải Lan,
khuôn mặt của hai cô gái đều đồng thời đỏ rực lên, bọn họ đều uống không ít rượu, lúc này mới ý thức được sự đáng ghét của Trương Dương, song trong lòng họ lại không có một chút ý tứ oán trách nào, hai người nhìn Đồng Phương, cắn chặt môi, đồng thời nở nụ cười xấu hổ. Hồ Nhân như đã có kinh lịch ở cùng một phòng với Cố Giai Đồng, nhưng loại tràng diện như ngày hôm nay thì lần đầu tiên trải qua. Từ lúc Trương Dương bắt đầu chuốc say họ, cô ta đã ý thức được mục đích của Trương Dương, nhưng Hồ Nhân như là một cô gái cực kỳ thông minh, cô ta thích Trương Dương, cũng biết tình cảm của Trương Dương đối với mỗi người đều khó mà dứt bỏ cho được, trừ phi là hắn từ bỏ, nếu không thì phải tìm một phương pháp giải quyết, thậm chí ngay cả bản thân Hồ Nhân như cũng không thể nào tin được vào sự thay đổi của mình. Cô ta không ngờ lại cùng những cô gái khác chung một người đàn ông, hơn nữa còn ở dưới tình huống này. Trương Dương một tay nắm lấy tay Hồ Nhân Như, tay kia thì nắm tay Hải Lan, đặt tay họ lên nhau, dựa gần vào một chút, tối nay lạnh quá. Hải Lan xấu hổ nói, em sang phòng bên cạnh ngủ. Hay là để em, Hồ Nhân Như nói. Trương Dương lắc đầu, thế chả phải càng lạnh hơn à. Hai cô gái vừa xấu hổ vừa oán trách nhìn hắn. Trương Dương cười sán lạn, nói, hay là, chúng ta vận động một chút đi. Đừng. Trong phòng rất nhanh liền vang lên tiếng thở hồn hền. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên chiếc giường rộng, mặt Hải Lan kiều diễm như hoa hải đường, Hồ Nhân Như cũng mặt như hoa đào. Trương Dương mượn hơi men, trong đêm công phá phòng tuyến tâm lý của họ, mà thể chất cường hãn của thằng ôn này cũng khiến thân thể của họ thần phục. Hải Lan ở thấy tiếng động cơ ô tô ở dưới nhà. Không nhịn được liền thốt lên, thật sự hoài nghi anh ấy có phải là sắt tạo thành không nữa. Hồ Nhân Như đỏ mặt, nói, đồ hoang đường vô sỉ. Hai người trong lòng xấu hổ, nhưng lại biết rõ mình không thể nào từ bỏ Trương Dương được, có một loại cảm giác đồng bệnh tương lân. Hồ Nhân Như đề nghị, nhân lúc anh ấy đi làm, chúng ta nghỉ ngơi một ngày. Hải Lan gật đầu, ánh mắt của hai người lại chạm nhau, không biết vì sao lại đồng thời mỉm cười. Trương Dương rất đắc ý. Tuy thủ đoạn có chút không được quang minh lắm, nhưng hắn cuối cùng đã thành công lừa hai vị hồng nhan chi kỷ lên giường, từ biểu hiện của Hải Lan và Hồ Nhân Như tối qua có thể thấy bọn họ đã chấp nhận chuyện này. Sự chinh phục sẽ mang theo cảm giác thỏa mãn, Trương đại quan nhân hiện tại bất kể là trên sinh lý hay là trên tâm lý đều được thỏa mãn, cho nên tâm trạng của hắn rất tốt. Người ta vui thì tinh thần sảng khoái, ngay cả nhân viên công tác của phòng chiêu thương cũng nhìn ra tâm tình của chủ nhiệm Trương hôm nay rất tốt. Ngay cả loại người mà Trương Dương không muốn nhìn thấy như Tiếu Quế Đường, chủ nhiệm Trương cũng chủ động chào hỏi. Tiếu Quế Đường chủ động chạy tới, nói chủ nhiệm Trương, tôi muốn hồi báo với anh chuyện của tập đoàn An Đại Hàn Quốc. Có thuận lợi không? Tiếu Quế Đường cười khổ, nói, làm sao có thể thuận lợi được? Tổng tài của tập đoàn An Đại Lưu Dân Trí lần này tới là để ký hợp đồng, chúng ta hiện tại kéo dài chuyện này, người ta lại không phải là không nhìn ra. Gặp phải chuyện như thế này, ai mà cao hứng được chứ? Trương Dương nói, y nói thế nào? Phía nhà máy máy móc công trình lại đề xuất mấy điều khiển, Lưu Dân Trí thoáng cái là nhìn ra chúng ta đang cố ý kéo dài, hôm qua thì đề xuất nếu như phía Giang Thành thiếu thành ý, y có thể bỏ việc ký hợp đồng, người ta chuẩn bị chỉ ở lại Giang Thành thêm 3 ngày. Trương Dương khinh thường nói, tối hậu thư đấy à? Tiếu Quế Đường nói chung là tôi chịu rồi. Điện thoại của Trương Dương đổ chuông. Trương Dương cầm điện thoại lên, Tiếu Quế Đường trầm mặc không nói gì, gã vẫn chưa nói xong nên đợi Trương Dương gọi điện thoại xong thì nói tiếp. Điện thoại là mẹ nuôi của Trương Dương, La Tiểu Ninh gọi tới, không đợi La Tuệ Ninh lên tiếng, Trương Dương đã ý thức được chuyện này có 89 phần 10 là liên quan tới Văn Linh. La Tuệ Ninh nói, Trương Dương, Văn Linh lại tới Giang Thành rồi. Trương Dương nhíu mày, đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó. Hắn thực sự là không nhìn ra Thôi Chí Hoán có cái gì tốt. Sao mỗi lần gã xuất hiện ở Trung Quốc là Văn Linh lại lóc cóc chạy theo, kỳ thực Văn Linh thích ai cũng chẳng liên quan gì tới hắn, nhưng chuyện này lại dính dáng tới Đỗ Thiên Giã, hắn không thể không hỏi được. La Tuệ Ninh lo lắng hỏi, nó và Thôi Chí Hoán đó rốt cuộc là có yêu nhau hay không? Nếu như là thật, Văn gia chúng ta làm sao mà đối diện được với Đỗ gia? Trương Dương an ủi bà ta, mẹ nuôi, mẹ yên tâm đi. Đỗ Thiên Giã đã biết chuyện này rồi. Phản ứng của anh ấy cũng không quá kịch liệt, còn nghĩ anh ấy đã nghĩ thông rồi. La Tuệ Ninh nói, cho dù là vậy, mẹ cũng không thích người Hàn Quốc. Trương Dương nói, mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ giúp mẹ trông chừng chị ấy. La Tuệ Ninh thở dài, nói, con bé này càng lúc càng không khiến người ta yên tâm. Trương Dương báo rằng năm nay có lẽ phải sau Tết mới có thể đến nhà họ chúc Tết. La Tuệ Ninh nói, công việc của con bận rộn,
không có thời gian thì không phải tới đâu. Lo lắng của La Tuệ Ninh không phải là thừa, hành vi của con gái càng lúc càng khiến bà ta khó mà lý giải được, ngày Văn Linh tới Giang Thành, xuất hiện một việc bất ngờ. Thôi Chí Hoán đặc biệt tới trạm xe lửa đón cô ta, Văn Linh vừa xuống xe lửa đã nhìn thấy Thôi Chí Hoán ôm một bó hoa hồng đứng ở đó, trên mặt không khỏi nở nụ cười hiểu ý. Thôi Chí Hoán bước về phía Văn Linh, tặng đóa hoa hồng ở trong tay cho cô ta, sau đó dướn lên hôn nhẹ lên mặt Văn Linh một cái hôn này của gã rất đột ngột, Văn Linh cũng không ngờ tới, cái hôn này của Thôi Chí Hoán giống như chuồn chuồn đạp nước, rất thân sĩ cũng rất lễ mạo, nếu như ở phương Tây thì không tính là đột ngột. Nhưng ở Trung Quốc, tại Giang Thành thì lại khiến người ta chú ý. Thôi Chí Hoán nhìn ra phản ứng của Văn Linh có chút không tự nhiên, án náy nói, xin lỗi, em quá xinh, anh không nén nổi cảm xúc. Văn Linh ngửi hoa hồng trong tay, hoa rất thơm. Đằng sau vang lên giọng nói phẫn nộ, Văn Linh. Giọng nói này đối với Văn Linh thì có chút quen thuộc, cô ta quay người lại, nhìn thấy vợ chồng Đỗ Sơn Khôi đứng cách đó không xa, hai người cũng từ Bắc Kinh tới thăm con trai, vừa hay ngồi cùng một chuyến tàu với Văn Linh. Tình cảnh Thôi Chí Hoán hôn Văn Linh bị hai vợ chồng này nhìn thấy rõ ràng. Hai vợ chồng trước giờ đều coi Văn Linh như con dâu, tuy biết rằng quan hệ của con trai và Văn Linh gần đây có chút lãnh đạm, nhưng họ vẫn tin rằng tình cảm mười mấy năm khó mà thay đổi được. Con trai nhiều năm khổ sở đợi chờ Văn Linh như vậy, không ngờ sau cùng lại có kết cục như thế này. Hai vợ chồng làm sao mà không tức giận cho được, Đỗ Sơn Khôi tức đến nỗi cả người run rẩy bước tới trước mặt Văn Linh, chỉ vào mũi cô ta, nói, Văn Linh à Văn Linh. Thiên giã nhà ta, đợi cháu nhiều năm như vậy, cháu không ngờ lại ở sau lưng nó. Làm ra loại chuyện như vậy, cháu. Phùng Ngọc Mai ở bên cạnh khuyên lão đầu tử đừng tức giận, nhưng bản thân cũng tức đến nỗi vành mắt đỏ bừng lên, bà ta run giọng nói Tiểu Linh. Thiên giã nhà ta không có chỗ nào không phải với cháu. Cháu. Vẻ mặt của Văn Linh vẫn thản nhiên như không, hờ hững nói, bác Đỗ, dì Phùng, cháu và Đỗ Thiên giã không có bất kỳ quan hệ gì cả. Đỗ Sơn Khôi tức đến nỗi cả người run rẩy, cô. Cô là đồ không có lương tâm, thiên giã. Nhà chúng tôi đợi cô 10 năm. 10 năm đó. Cháu không bảo gã đợi cháu. Văn Linh nói xong câu này liền quay người bỏ đi. Đi được hai bước lại nghe thấy phía sau truyền tới giọng nói kinh hoàng thất thố của Phùng Ngọc Mai. Lão đầu tử, ông sao vậy? Lão đầu tử. Thôi Chí Hoán quay người lại nhìn thì thấy Đỗ Sơn Khôi đã ngã ra đất. Gã lo lắng nói, lão nhân gia ngất rồi. Văn Linh nhíu mày nói, đi thôi, ở lại chỉ tổ càng thêm phiền phức. Đỗ Thiên Giã nghe thấy tin tức thì ngay lập tức chạy tới bệnh viện nhân dân số 1, nhưng khi gã đến nơi thì cha mình đã qua đời rồi. Đỗ Sơn Khôi là bởi vì xuất huyết não cấp tính mà chết, nguyên nhân chân chính là ông ta nhìn thấy cảnh Văn Linh và Thôi Chí Hoán thân mật với nhau, vì cảm thấy bất bình cho con trai, dưới cơn giận huyết áp tăng vọt nên xuất huyết não. Có thể nói Văn Linh và Thôi Chí Hoán là nguyên nhân dẫn tới Đỗ Sơn Khôi đột tử. Phùng Ngọc Mai đã khóc không thành tiếng. Cha của bí thư thị ủy vừa tới Giang Thành đã phát bệnh mà chết, chuyện này đã gây chấn động tới cả tầng lớp lãnh đạo Giang Thành, tất cả thường ủy thị ủy đều tới bệnh viện, đối với bệnh viện nhân dân số 1 Giang Thành mà nói toàn bộ lãnh đạo thị ủy đều tề tụ ở bệnh viện là lần đầu tiên trong lịch sử. Trương Dương nghe thấy tin tức thì cũng ngay lập tức tới bệnh viện, hắn muốn cứu sinh mạng của Đỗ Sơn Khôi, nhưng trời xanh trêu người, khi hắn tới bệnh viện thì Đỗ Sơn Khôi đã được tuyên bố qua đời. Trương đại quan nhân tuy diệu thủ vô song, nhưng cũng không có sức hồi thiên, đối diện với sự ra đi của Đỗ Sơn Khôi hắn cũng đành lực bất tòng tâm. Đỗ Thiên Giã không khó, nhưng vẻ mặt bi thương của gã khiến người ta cảm thấy còn không dễ chịu bằng khóc ra. Gã cố nén bi thương nói, mẹ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phùng Ngọc Mai vốn không muốn nói, nhưng cứ giữ trong lòng thực sự là quá khó chịu, bà ta nuốt lệ kể lại chuyện vừa rồi đã xảy ra ở bến xe lửa lại cho Đỗ Thiên Giã. Từ sau khi đảm nhiệm chức bí thư thị ủy, Đỗ Thiên Giã cũng đã có thể khống chế tâm tình của mình rất tốt, nhưng chuyện mà mẹ nói cho gã khiến gã vẫn phải phẫn nộ. Đỗ Thiên Giã mặt đỏ bừng bước ra khỏi phòng bệnh, Trương Dương nhìn ra tình tự của gã không ổn, liền bước lên kéo gã lại, Đỗ Thiên Giã gầm lên, bỏ tôi ra. Một câu này dọa cho các thường ủy thị ủy đứng ở trong hành lang đều sợ đến nỗi giật nảy mình, lúc này không có ai dám chủ động chạy tới, ai cũng nhìn ra rằng Đỗ Thiên Giã đang ở vào lúc bi phẫn đan xen. Không ai muốn lúc này lại tự chuốc lấy xui xẻo. Trương Dương khó lắm mới kéo được về cuối hành lang, nhỏ giọng nhắc nhở, đừng quên thân phận của anh. Đỗ Thiên Giã trong mắt lấp lánh ánh lệ, bởi vì phẫn nộ mà cả người gã bắt đầu run rẩy. Cha tôi bởi vì nhìn thấy cô ta và Thôi Chí Hoán thân thiết với nhau, cho nên không chịu được đả kích.
Tôi phải tìm cô ấy để hỏi cho rõ. Trương Dương lúc này mới biết nguyên nhân chân chính khiến Đỗ Sơn Khôi phát bệnh, hắn thầm than bất diệu, chuyện này tất nhiên sẽ tạo thành trở ngại cho hai nhà Đỗ, Văn. Trương Dương nói nhỏ, lão gia tử xương cốt chưa lạnh, Thiên Giã, anh trước tiên giúp lão gia an bài hậu sự đi, những chuyện khác để tôi xử lý cho. Đỗ Thiên Giã được Trương Dương nói vậy thì mới bình tĩnh lại một chút. Quả thật, gã hiện tại dù có đi tìm Văn Linh cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, gã gật đầu, nói, được. Đỗ Thiên Giã cũng ổn định lại tình tự, rồi mới đi tới gặp mặt những thường ủy khác. Trương Dương biết chuyện của Văn Linh không thể lộ ra, nếu không bất kể là Đỗ Thiên Giã hay là Phó Thủ tướng Văn đều không được đẹp mặt gì. Sự ra đi của Đỗ Sơn Khôi khiến Trương Dương cảm thấy rất đau khổ, nhưng hắn dẫu sao cũng phải tỉnh táo một chút, ý thức được chuyện này nếu như xử lý không thỏa đáng, e rằng sẽ dẫn tới phiền phức lớn hơn. Hắn đi tới chỗ không có ai rồi gọi điện cho La Tuệ Ninh, kể lại tường tận chuyện này cho bà ta. La Tuệ Ninh nghe thấy tin tức Đỗ Sơn Khôi qua đời thì cảm thấy vô cùng chấn động. Trương Dương không giấu giếm, nói ra Văn Linh chính là đầu sỏ khiến cho Đỗ Sơn Khôi phát bệnh. La Tuệ Ninh trầm mặc một chút rồi mới nói, Trương Dương, con lập tức đi tìm Văn Linh cho mẹ, không thể để nó đi đâu được, càng không cho lai vãng với thằng Hàn Quốc đó, mẹ tới Giang Thành ngay đây. Trương Dương nói, mẹ nuôi, tâm tình của Đỗ Thiên Giã đang rất kích động. Con thấy mẹ hay là từ từ hắn tới. La Tuệ Ninh kiên quyết nói, không được, mẹ phải tới gặp cậu ấy, chuyện này là Văn gia có lỗi với cậu ấy, mẹ phải xin lỗi trước mặt cậu ấy. Trương Dương thấy bà ta kiên quyết như vậy thì cũng bỏ đi ý định khuyên bảo. La Tuệ Ninh nói, Trương Dương, chiếu cố Đỗ Thiên Giã, còn nữa, phải cố gắng tránh cho Văn Linh gặp mặt cậu ấy, mẹ muộn lắm là buổi tối sẽ tới Giang Thành. Trương Dương đáp ứng. Trương Dương nghe thấy Văn Linh đang ở tại nhà khách chính phủ thành phố, trực tiếp tới đó. Chuyện này đã phát sinh, hắn không thể thay đổi được, hiện tại điều có thể làm chỉ đảm bảo để chuyện không bị lan truyền ra. Ít nhất thì đảm bảo trước khi La Tuệ Ninh tới Giang Thành, mâu thuẫn sẽ không trở nên gay gắt. Lúc Trương Dương nhìn thấy Văn Linh, Thôi Chí Hoán đang ở trong phòng cô ta. Thôi Chí Hoán và Văn Linh đang ngồi uống trà, Trương Dương nhìn thấy thằng ôn này là trong lòng lại bốc lửa, nếu như không phải để ý tới toàn cục, hắn đã ném thằng ôn này qua cửa sổ rồi. Văn Linh vẫn là bộ dạng lạnh lùng đó, Trương Dương, cậu sao biết tôi tới đây? Trương Dương nói, ở Giang Thành tôi muốn tìm một người là việc hết sức dễ dàng. Ánh mắt của hắn và Thôi Chí Hoán gặp nhau, liền lên tiếng chế giễu, Thôi tiên sinh không đi đàm phán à? Thôi Chí Hoán mỉm cười đứng dậy, nói tôi đi có chút chuyện, hai người nói chuyện đi. Trương Dương tránh sang một bên. Sau khi Thôi Chí Hoán đi, Văn Linh nói, có phải là mẹ tôi bảo cậu tới tìm tôi không? Trương Dương nói, chị Linh, tôi cũng chẳng quan tâm chị và Thôi Chí Hoán có quan hệ gì, nhưng lúc bác Đỗ phát bệnh, chị sao không giúp đỡ đưa bác ấy tới bệnh viện, chị sao có thể phất tay áo bỏ đi. Văn Linh nói, xung quanh có nhiều người như vậy, lại có cả cảnh sát đường sắt chạy tới, có sự giúp đỡ của họ tất nhiên là không thể nào chậm trễ được, cho dù tôi nhúng tay vào thì làm được gì. Có thể giúp được gì, và lại ông ta phát bệnh chẳng liên quan gì tới tôi sao phải quan tâm tới ông ta. Trương Dương bị sự bất cận nhân tình của Trương Dương chọc giận, chị Linh, thôi thì không nói tới quan hệ giữa chị và Đỗ Thiên Giã, nhưng anh ấy vì chị mà đợi cả 10 năm, chẳng lẽ chị không cảm động chút nào ư? Vẻ mặt Văn Linh biến thành lạnh lùng, nhìn Trương Dương, nói cậu đang chỉ trích tôi đấy à? Trương Dương gật đầu, nói, đúng, đừng nói là bác Đỗ, cho dù là đối diện với một lão nhân xa lạ, chị cũng không nên bỏ đi như vậy. Nếu như chị giúp ông ta... Có lẽ có thể đưa tới bệnh viện sớm một chút. Ông ấy có lẽ cũng sẽ không chết. Nghe thấy tin dữ của Đỗ Sơn Khôi, tình tự của Văn Linh cũng không có gì biến hóa, vẫn hờ hững nói, ông ta chết rồi à? Chẳng trách cậu tìm tới cửa chỉ trích tôi. Cô ta dừng lại một chút rồi nói, cái chết của ông ta chẳng liên quái gì tới tôi cả, tôi nghĩ nể tình trong quá khứ, có lẽ tôi sẽ tới bái tế ông ta. Trương Dương không nhịn được sự phẫn nộ ở trong lòng, hắn gầm lên, Văn Linh, chị cho rằng chị là ai? Đùn đầy trách nhiệm sạch sẽ như vậy à? Nếu như không phải là chuyện của chị và Thôi Chí Hoán bị bác Đỗ nhìn thấy, bác ấy làm sao lại bị đả kích mạnh như vậy? Văn Linh lạnh lùng nói, cậu đẩy trách nhiệm về cái chết của ông ấy lên người tôi ư? Được, cậu đúng là anh em tốt của Đỗ Thiên Giã, tôi có thể nói rõ cho cậu biết, tôi và Đỗ Thiên Giã không có bất kỳ quan hệ gì cả, còn cha mẹ gã nghĩ thế nào thì đó là việc của họ, họ xảy ra chuyện gì, không liên quan tới tôi. Trương Dương tức giận nói, sớm biết chị là hạng gái bạc tình bạc nghĩa như vậy,
tôi lúc trước không nên cứu chị. Đỗ Thiên Giã cũng mù mắt rồi nên mới yêu chị. Văn Linh nói, Trương Dương, tôi nể mặt mẹ tôi nên không tính toán với cậu, nếu cậu còn nói linh tinh, tôi không khách khí với cậu đâu. Trương Dương giận quá thành ra bật cười, hắn gật đầu, nói, uy phong quá nhỉ, sát khí ghê chưa kìa. Nếu tôi không nể mặt Đỗ Thiên Giã, cô sớm đã thành hồng phấn khô lâu rồi. Văn Linh nói, tôi không cầu cậu cứu tôi nằm trên giường cả 10 năm, 10 năm này khiến tôi sớm đã chán ghét sinh mệnh rồi, tôi không chỉ một lần muốn chết, nhưng tôi không khống chế được mệnh vận của mình, là Đỗ Thiên Giã cho rằng gã là cứu thế chủ của tôi thôi. Trương Dương lắc đầu, Văn Linh, cô rất ích kỷ, cô không biết Đỗ Thiên Giã đã nỗ lực bao nhiêu vì cô đâu. Văn Linh hừ hững nói xong chưa, cậu có thể đi được rồi đấy. Lúc Trương Dương đi tới bãi đỗ xe, nhìn thấy Thôi Chí Hoán vẫn chưa đi. Gã đang đứng trước xe Audi màu đen. Trương Dương lạnh lùng nhìn gã một cái, Thôi Chí Hoán do dự một chút rồi vẫn bước về phía Trương Dương. Gã nói khẽ, tôi nghe nói cha của bí thư Đỗ đã mất. Thật là đáng tiếc. Trương Dương giọng nói cứng ngắc, Trung Quốc chúng tôi có câu tục ngữ, gọi là mèo khóc chuột giả từ bi, không ngờ người Hàn Quốc các anh cũng là vậy. Thôi Chí Hoán nói, chủ nhiệm Trương, tôi nghĩ là anh đã hiểu lầm rồi, tôi và Văn Tiểu Thư là bạn bè tôi tới trạm xe lửa đón cô ấy không có gì là không đúng cả, còn Đỗ Lão Tiên Sinh đột nhiên phát bệnh, đây không phải là điều mà chúng tôi ngờ tới được, chúng tôi cũng không hy vọng xảy ra chuyện này. Trương Dương không để ý đến gã, đi tới trước xe Jeep rồi kéo cửa bước vào. Không lâu sau Văn Linh từ trên lầu bước xuống, lên xe Audi màu đen, Thôi Chí Hoán lái xe ra khỏi nhà khách. Trương Dương không đi theo, bên trong bãi xe một chiếc Santana màu lam đi theo sau xe Audi. Trương Dương ấn số gọi Trương Duệ Dung, theo chưa? Trương Duệ Dung nói, yên tâm đi, trình độ bám đuôi của tôi rất cao, sẽ không để họ phát hiện ra đâu. Giữ liên lạc với tôi, một khi có gió thổi có lay gì thì lập tức hồi báo lại cho tôi. Trương Duệ Dung nói, chủ nhiệm Trương, chuyện này có liên quan tới nhiệm vụ mà tổ chức giao cho chúng ta không? Trương Dương nói, cây gậy đáng chết này tiếp cận Văn Linh là có mục đích, cô theo dõi sát bọn họ, tôi không tin gã có thể làm chuyện này một cách lưới trời không có kẽ hở. Đỗ Thiên Giã lặng lẽ ngồi trong phòng bệnh, di thể của cha gã đã được mang đi, trong phòng trống trải, nội tâm của gã cũng cô tịch chưa từng có. Sau khi biết cha mình vì sao mà chết, tình cảm của Đỗ Thiên Giã đối với Văn Linh trong nháy mắt liền sụp đổ, gã cuối cùng cũng hiểu rõ sự thực, Văn Linh không yêu gã. Trương Dương bước vào phòng bệnh, nhìn bộ dạng của Đỗ Thiên Giã, không khỏi thở dài, nói nhỏ, đi ăn chút gì đi. Đỗ Thiên Giã lắc đầu, nói, tôi không muốn ăn, những lãnh đạo khác đâu rồi. Trương Dương nói, tản đi rồi, mấy đồng chí của cục dân chính tới nhà tang lễ rồi, giúp đỡ liên hệ việc hỏa táng, lễ truy điệu của lão gia tử sẽ phải tới núi Bát Bảo, cho nên mọi người thương lượng một chút, phía Giang Thành sẽ không làm ra động tĩnh quá lớn. Đỗ Thiên Giã gật đầu, đây cũng là ý tứ của gã. Gã nói nhỏ, ngày mai sau khi hỏa táng, tôi sẽ mang cho cốt của ông ấy về Bắc Kinh, anh cả chị cả của tôi ngày mai sẽ tới gặp mặt cha tôi lần cuối, sau đó sẽ cùng nhau tới Bắc Kinh. Trương Dương nói, chuyện này tôi không lộ ra với ai cả, để truyền ra ngoài thì không tốt. Đỗ Thiên Giã hiện tại cũng triệt để bình tĩnh lại rồi, gã có chút mệt mỏi dựa vào salon, là tôi hại cha tôi, nếu như tôi cắt đứt tình cảm với cô ta sớm hơn. Cha mẹ tôi sẽ không vì chuyện này mà cảm thấy bất bình cho tôi, cũng sẽ không xảy ra bi kịch ngày hôm nay. Trương Dương bước tới vỗ vai gã, nói anh Đỗ, trên thế giới còn có rất nhiều người quan tâm tới anh ngàn vạn lần không thể gục ngã được. Đỗ Thiên Giã gật đầu, gã nói khẽ tôi biết, hiện tại đầu óc tôi rất loạn, tôi không biết nên giải thích với anh chị tôi như thế nào. Trương Dương nói, không cần phải nói gì cả, chuyện này nếu nói ra thì không có lợi gì cho ai cả. Chuyện đã xảy ra rồi, tốt nhất là chấp nhận hiện thực thôi. Đỗ Thiên Giã nói, mẹ tôi sao rồi? Tôi viện viện đang ở cùng bà ấy, lão thái thái vừa ăn xong. Đỗ Thiên Giã nói, tôi đi xem thế nào. Trương Dương đi theo Đỗ Thiên Giã tới phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh, Phùng Ngọc Mai nửa nằm trên giường, bên cạnh là Tô Viện Viện, nhìn thấy Đỗ Thiên Giã bước vào, Tô Viện Viện vội vàng đứng dậy chào bí thư Đỗ. Đỗ Thiên Giã gật đầu, Trương Dương đánh mắt ra hiệu cho Tô Viện Viện. Tô Viện Viện hiểu ý hắn, theo Trương Dương rời khỏi phòng, rồi đóng cửa lại. Trương Dương nói, lão thái thái sao rồi? Tô Viện Viện thở dài, nói, bất kể là tôi có khuyên thế nào thì bà ấy cũng không chịu, miễn cưỡng húp nửa chén cháo, chuyện này đã đả kích bà ấy rất mạnh. Trương Dương nói, sáng ngày mai sẽ hỏa tháng tư lệnh Đỗ,
tôi vừa rồi đã thương lượng với thị lý, cô tạm thời chăm sóc Đỗ phu nhân, bà ấy đi đâu thì cô đi đó. Tô Viện Viện cắn chặt môi, nói, bà ấy ngày mai muốn về Bắc Kinh. Vậy thì cô theo về Bắc Kinh, trên đường cố gắng chiếu cố Đỗ phu nhân, ngàn vạn lần đừng để bà ấy có sơ suất gì. Tô Viện Viện gật đầu, đây là lần đầu tiên cô ta ngoan ngoãn nghe lời Trương Dương như vậy. Tô Viện Viện có chút hiếu kỳ nói, Tư lệnh Đỗ vì sao lại tự dưng phát bệnh vậy? Trương Dương nói, những chuyện khác cô không cần phải quan tâm, chỉ cần chiếu cố tốt cho lão thái thái là được. Hắn dừng lại một chút rồi nói, thuận tiện chiếu cố có bí thư Đỗ luôn. Vốn là câu này của hắn cũng không có ý gì, nhưng Tô Viện Viện nghe xong lại có như thấy có ý tứ không bình thường, mặt không khỏi đỏ lên. Trương Dương đang định dặn dò tiếp thì điện thoại đổ chuông, là đại thị trưởng Tả Viên Chiêu gọi điện thoại tới hỏi tình hình của Đỗ Thiên Dã. Trương Dương báo cáo đơn giản lại vài câu. Tả Viên Chiêu lại bảo hắn đi hỏi Đỗ Thiên Dã, ngày mai có phải làm nghi thức cáo biệt di thể không, dẫu sao thì cấp bậc của Đỗ Sơn Khôi cũng bày ra đó, ngày mai hỏa táng rồi mang cho cốt của ông ta tới Bắc Kinh. Chắc nghi thức cáo biệt di thể không làm được rằng, Trương Dương trả lời chốc nữa sẽ đi hỏi. Vừa mới gác điện thoại thì Hà Hâm Nhan lại gọi điện tới, cô ta vừa xong việc ở Lam Sơn, đã lên xe lửa tới Giang Thành rồi, buổi tối sẽ đến nơi. Trương Dương tính toán thời gian, cách lúc Hà Hâm Nhan đến Giang Thành còn 3 tiếng nữa, chuyện phía Đỗ Thiên Dã chắc cũng gần xong. Hắn đáp ứng Hà Hâm Nhan sẽ tới trạm xe lửa đón cô ta. Đỗ Thiên Dã sau khi đóng cửa sổ lại, nửa quỳ trước mặt mẹ. Phùng Ngọc Mai vội vàng nắm lấy đầu vai gã, nói Thiên Dã. Con làm gì vậy? Đỗ Thiên Dã nuốt lệ nói, mẹ, con sai rồi, nếu con sớm nói chuyện đã chia tay với Văn Linh cho hai người, cha sẽ không bị đả kích mạnh như vậy. Phùng Ngọc Mai vừa rơi lệ vừa kéo tay con trai, nói Thiên Dã, con đứng dậy đi, mẹ không trách con đâu, cha con cũng sẽ không trách con, chúng ta đều đau lòng vì con, mỗi người đều có số của mình, cha con đi rồi, đó là số mạng của ông ấy. Không liên quan tới ai cả. Đỗ Thiên Dã dùng sức cắn chặt môi. Phùng Ngọc Mai nói, chuyện này mẹ đã kỹ rồi, sẽ không nói cho bất kỳ ai biết cả. Mẹ không muốn để anh chị con thương tâm, cũng không muốn các con vì chuyện này mà phát sinh mâu thuẫn gì với Văn gia. Đỗ Thiên Dã rơi lệ, nói, mẹ, con sai rồi. Phùng Ngọc Mai nói, con trai à, con không sai, Đỗ gia chúng ta trước giờ luôn ngay thẳng, chúng ta không làm gì sai cả. Văn Linh đối với con như vậy là bản thân cô ta không có phúc phận, sau này, chúng ta sống những ngày tháng của chúng ta. Bà ta vừa nói vừa rơi nước mắt. Đỗ Thiên Dã nói, mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ khóc nhiều làm tổn thương tới sức khỏe thì làm sao? Phùng Ngọc Mai gật đầu gạt nước mặt, nói, mẹ không khóc, con trai, chúng ta không khóc. Đỗ Thiên Dã vành mắt đỏ bừng bước ra ngoài phòng, bảo Tô Viện Viện vào chăm sóc mẹ gã, gã vẫy tay với Trương Dương, nói, Trương Dương. Giúp tôi gọi điện cho bác Sở, nói chuyện của gia đình tôi cho bác ấy biết, hỏi xem lão nhân gia người có thời gian tới Bắc Kinh tham gia lễ truy điệu không. Trương Dương gật đầu, Sở Trấn Nam và Đỗ Sơn Khôi là lão chiến hữu, ông ta 89 phần 10 là sẽ tham gia tang lễ của Đỗ Sơn Khôi, hắn bất giác lại nhớ tới một người Trần Sùng Sơn, vị này cũng là chiến hữu của Đỗ Sơn Khôi, hơn nữa còn là cha ruột của Đỗ Thiên Dã. Trương Dương nói, còn Trần Đại Gia thì sao? Đỗ Thiên Dã nói, cậu không nhắc thì suýt nữa tôi cũng quên, nhớ nói với bác ấy một tiếng. Trương Dương bảo, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại tới thôn Thanh Hà, để thư ký Lưu phái người đi thông chi cho ông ấy. Trần Sùng Sơn sống ở trong núi, muốn liên lạc với ông ta cũng chỉ có thể thông qua phương pháp này. Đỗ Thiên Dã nói, phía Giang Thành đừng kinh động quá nhiều người, tôi đã nói với những thường ủy khác rồi, trừ Lý Trường Vũ đại biểu mọi người tới Bắc Kinh ra, những người khác đều ở lại Giang Thành. Đừng bởi vì chuyện của cha tôi mà làm ảnh hưởng tới công tác bình thường của Giang Thành. Gã đặc biệt nhấn mạnh, cậu cũng ở lại đi, phía Bắc Kinh đã được an bài trước rồi, cậu không cần phải đi đâu. Trương Dương nói, vừa rồi thị trưởng Tả gọi điện thoại tới, nói rằng mấy vị thường ủy đã thương lược, nhất trí vẫn nên làm nghi thức cáo biệt di thể, anh xem. Đỗ Thiên Dã nói, ý tôi vốn không muốn quá khoa trương, như thế này, mấy vị thường ủy đã nói vậy thì cáo biệt trong phạm vi nhỏ thôi. Cậu nói với Vinh Bằng Phi, nhất định phải giúp tôi bố trí cho tốt, tôi không muốn có quá nhiều người, quấy nhiễu vong linh cha tôi ở trên trời. Chương 275, ngủ say. Trương Dương do dự một lát rồi nói ra chuyện La Tuệ Ninh hôm nay sẽ tới. Đỗ Thiên Dã nhíu mày, thật tình mà nói thì gã không muốn gặp người của Văn gia vào lúc này, càng không muốn để mẹ và người của Văn gia gặp mặt, sợ người của Văn gia lại khơi dậy chuyện thương tâm của lão nhân gia.
gã nói nhỏ Trương Dương, có thể bảo bà ta tạm thời tránh đi không? Trương Dương tất nhiên hiểu tâm tình của Đỗ Thiên Dã vào lúc này, hắn thở dài, nói, bà ấy chắc buổi tối mới tới, sau khi tới Giang Thành thì chắc sẽ liên hệ với tôi trước, đợi bà ấy tới rồi, tôi sẽ truyền đạt lại ý của anh. Đỗ Thiên Dã gật đầu, nơi này không còn việc gì nữa rồi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi, sáng mai tới sân hỏa táng tham gia nghi thức cao biệt là được. Trương Dương ừ một tiếng, có chút lo lắng nhìn Đỗ Thiên Dã, anh Đỗ, chuyện đã xảy ra rồi, anh hãy cố nén bi ai, dì Phùng còn phải nhờ anh chiếu cố, người dân Giang Thành chúng ta còn phải nhờ anh lãnh đạo đó. Yên tâm đi, tôi biết nên làm gì. Hà Hâm Nhan đến Giang Thành rất đúng giờ, Trương Dương đứng ở bến xe đợi cô ta. Hôm nay Hồ Nhân Như mang theo hai vali hành lý lớn, Trương Dương chạy tới đón, tiếp lấy hai chiếc vali, nói, nặng quá. Em định chuyển nhà tới Giang Thành à? Hà Hâm Nhan cười nói, bên trong là quà mua cho bác trai bác gái, sắp năm mới rồi. Anh sao không tới sân ga đón em? Trương Dương kể lại chuyện cha của Đỗ Thiên Dã đột ngột qua đời. Hà Hâm Nhan thở dài, nói thật là bất hạnh. Xem ra anh hai ngày nay phải bận rộn rồi. Xe của Trương Dương dừng ở cửa ra của trạm, một cảnh sát giao thông đang ở đó nhìn biển xe, hiện tại biển xe của Trương Đại Quan Nhân ở Giang Thành đã rất nổi tiếng. Cảnh sát giao thông đó nhìn rõ biển số xe, lại nhìn sang Trương Dương. Trương Dương cười nói, đi giờ đây. Cảnh sát giao thông cười cười với hắn, rồi thân thiện nhắc nhở, trạm xe lửa Ngư Long hỗn tạp, đỗ xe ở đây không an toàn dâu. Trương Dương mừng thầm trong lòng. Người ta sở dĩ khách khí như vậy là bởi vì nhận ra thân phận của mình, điều này chứng tỏ hắn tại Giang Thành có sức ảnh hưởng nhất định. Trương Dương mỉm cười, nói cảm ơn đã nhắc nhở, lần sau tôi sẽ chú ý. Trương Dương lái xe rời khỏi trạm xe lửa, Hà Hâm Nhan nói, đưa em tới nhà khách chính phủ đi, hoàn cảnh ở đó rất tốt. Trương Dương nói, trước tiên đi ăn gì đó đã. Hà Hâm Nhan nói, hai ngày nay đều ngựa không dừng vó đi làm đại diện, ở Giang Thành hai ngày. Làm một hoạt động quảng bá cho nhà máy rượu, sau đó lại tới Bắc Kinh, Tết năm nay phải đón ở Bắc Kinh rồi. Trương Dương thương xót vuốt ve mặt cô ta, nói khẽ, ngày mai làm xong việc của Đỗ Thiên Dã, anh sẽ ở cùng em hai ngày. Vừa dứt lời thì điện thoại của hắn lại đổ chuông, hai người nhìn nhau, đều mỉm cười bất đắc dĩ. Điện thoại là Trương Duệ Dung gọi, cô ta án chiếu theo mệnh lệnh của Trương Dương một mực theo dõi Thôi Chí Hoán và Văn Linh. Cô ta phát hiện ra một số tình huống bất thường nên báo cáo lại cho Trương Dương, bọn họ hiện tại đang ẩm trà gần Thủy Trà Xã. Thôi Chí Hoán và người Triều Tiên Lý Bình Canh gặp mặt nhau. Trương Dương mới nghe thì cảm thấy không có gì dị thường, nhưng ngẫm kỹ lại, một người Hàn Quốc gặp mặt một người Triều Tiên tựa hồ như có chút không đúng. Trương Duệ Dung nói, Lý Bình Canh trước đây là tướng lĩnh cao cấp của Bộ Tham mưu Lục quân Triều Tiên, trong tay nắm không ít cơ mật quân sự hạch tâm. Trương Dương nói, đây hình như là chuyện của người ta, có liên quan gì tới chúng ta đâu. Trương Duệ Dung nói khẽ, người dẫn kiến bọn họ gặp mặt là Triệu Thành Nham, trước đây là nhân viên tình báo của Quốc an trú tại Hàn Quốc. Trương Dương nói, ý cô là hắn là giang điệp hai mang ư. Trương Duệ Dung nói, có thể thu lưới rồi. Trương Dương nói, thông chi cho thượng cấp đi. Trương Duệ Dung nói, không kịp nữa rồi, bọn họ tùy thời đều có thể bỏ đi, hay là nhờ phía công an phối hợp. Trương Dương nói, cô đừng khinh cử vọng động, tôi lập tức tới đây. Trương Dương vẫn luôn tràn đầy lòng tin đối với thực lực của mình, huống chi hắn lại vô cùng chán ghét Thôi Chí Hoán, muốn nhân cơ hội này để lấy việc công báo thù riêng. Tới trước Thủy Trà Lâu, Trương Dương còn chưa dừng xe thì đã nhìn thấy đám người Thôi Chí Hoán từ trong Trà Lâu bước ra, khiến Trương Dương kinh ngạc nhất là Văn Linh cũng ở trong đó. Hà Hâm Nhan không biết Trương Dương đang làm gì, liền hỏi nhỏ, thần bí thế, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trương Dương đương nhiên không muốn để cô ta biết chuyện của Quốc An, liền cười nói, có thấy Văn Linh không, đó là chị nuôi của anh, mẹ nuôi bảo anh chú ý tới chị ấy. Nữ nhân luôn rất cảm thấy hứng thú với loại chuyện này. Hai mắt Hà Hâm Nhan sáng lên, nhìn chằm chằm về phía trước, chị nuôi của anh rất xinh đẹp, đúng rồi, anh không phải là nói chị ấy và Đỗ Thiên Dã rất tốt với nhau ư. Sao hình như lại rất thân mật với nam nhân đó vậy? Trương Dương trừng mắt lườm cô ta, con mèo tò mò. Em có thể yên lặng một chút không? Trong lúc nói ánh mắt không hề rời khỏi bọn Văn Linh, phát hiện mấy người phân biệt leo lên hai chiếc xe. Thiệu Thành Nham và Lý Bình Canh lên một chiếc Santana màu trắng, Văn Linh và Thôi Chí Hoán thì lên chiếc xe còn lại. Trương Duệ Dung lại gọi điện thoại cho Trương Dương, nói khẽ anh tới chưa? Trương Dương nói, đã tới rồi.
Tôi vừa liên hệ với cấp trên rồi, họ bảo chúng ta thu lưới, tôi phụ trách Thiệu Thành Nham và Lý Bình Canh, anh phụ trách Thôi Chí Hoán. Chú ý cặp tài liệu màu đen trong tay gã, bên trong chắc là chứa tư liệu quan trọng. Trương Dương gật đầu, nói, không thành vấn đề. Trương Dương vốn muốn bảo Hà Hâm Nhan ở trong xe đợi hắn, nhưng Hà Hâm Nhan cứ đòi đi cùng, cô ta cũng có tính không chịu ngồi yên, có náo nhiệt để xem, tất nhiên là không muốn bỏ qua. Thôi Chí Hoán vừa lái xe vừa cảnh giác quan sát tình huống phía sau. Gã nhìn thấy chiếc xe Jeep theo đuôi mình, bản lĩnh truy tung của Trương Dương đúng là chẳng ra làm sao, ngay từ ban đầu đã bị Thôi Chí Hoán phát hiện ra rồi, Văn Linh từ kính chiếu hậu nhìn cũng nhìn thấy xe Jeep của hắn, chiếc xe Jeep này quả thật quá bắt mắt, cô ta không khỏi nhíu mày, nói, Trương Dương. Thôi Chí Hoán cười nói, xem ra cậu em nuôi của em có ấn tượng rất xấu đối với anh. Văn Linh lạnh lùng nói, hắn luôn rất đa sự. Trương Dương chậm rãi dừng xe vào lề đường, gã bước xuống. Trương Dương nhìn thấy gã dừng xe, biết rằng mình đã bị phát hiện, cũng chậm rãi đỗ xe ở vệ đường rồi đẩy cửa xe bước xuống. Thôi Chí Hoán chậm rãi bước về phía Trương Dương, tay phải của gã kẹp chặt cặp tài liệu, mỉm cười nói, chủ nhiệm Trương, trùng hợp thế. Cho tới hiện tại Thôi Chí Hoán vẫn cho rằng Trương Dương là vì Văn Linh nên mới theo mình, chứ không ngờ rằng Trương Dương ngoài là chủ nhiệm phòng chiêu thương Giang Thành ra thì còn có một thân phận khác là đặc công quốc an. Trương Dương mỉm cười, đột nhiên thò tay ra, giật lấy cặp tài liệu của Thôi Chí Hoán, động tác của hắn nhanh tới không ngờ, Thôi Chí Hoán không kịp phản ứng lại, khi hắn ý thức được thì cặp tài liệu đã rơi vào trong tay Trương Dương rồi. Thôi Chí Hoán tức giận nói, trả lại đây, thò tay ra muốn cướp lại thì Trương Dương vung tay, ném cặp tài liệu ra sau. Hà Hâm Nhan bắt lấy, Trương Dương lớn tiếng nói, cô nhóc, đi trước đi, chỗ này giao cho anh giải quyết. Thôi Chí Hoán triệt để bị chọc giận rồi, trong cặp tài liệu chứa những tư liệu về quân sự Bắc Hàn mà hắn vừa nhận từ tay Lý Bình Canh, Thiệu Thành Nam là cầu nối liên hệ giữa hắn và Lý Bình Canh, chuyện này nếu như bị phía Trung Quốc biết, khẳng định sẽ dẫn tới phiền phức ngoại giao, Thôi Chí Hoán ban đầu tiếp cận Văn Linh cũng là bởi vì thân phận của Văn Linh. Cô ta là con gái của Phó Thủ tướng Văn, nếu như nhiệm vụ của hắn bị bại lộ, có tầng quan vệ với Văn Linh có thể tránh được không ít phiền phức, dẫu sao thì phía Trung Quốc cũng sẽ có điều cố kỵ, nhưng sau khi tiếp xúc lâu với Văn Linh, gã bắt đầu có hào cảm đối với cô ta. Thôi Chí Hoán xông về phía chiếc xe Jeep, nhưng lại bị Trương Dương cản đường, Thôi Chí Hoán gầm lên một tiếng tức giận, đấm thẳng một quyền vào gò má Trương Dương, trong lòng gã chỉ nghĩ tới chuyện tình báo bí mật, đương nhiên không chút cố ký tới chủ nhiệm phòng chiêu thương Trương Dương. Trương Dương chính là đang chờ gã ra tay, thầm nghĩ, con mẹ nó, lão tử muốn đánh ngươi lâu rồi, hắn căn bản không thèm né tránh, cũng tung ra một quyền, tuy hắn xuất quyền muộn hơi Thôi Chí Hoán, nhưng tốc độ lại nhanh hơn gã rất nhiều, một quyền này đấm thẳng vào cằm Thôi Chí Hoán, khiến cho Thôi Chí Hoán ngã ngửa ra sau. Trương Dương chẳng coi Thôi Chí Hoán vào đâu, lúc này hắn nhìn thấy Văn Linh xuống xe, bước nhanh về phía xe Jeep. Hà Hâm Nhan nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của Văn Linh nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng hốt hoảng không thôi, vội vàng vặn chìa khóa, đạp ga đi lùi ra sau. Văn Linh càng đi càng nhanh, sau cùng cảm giác được hai chân đã rời khỏi mặt đất, đột nhiên đằng không bay lên, tung người rơi lên nắp che động cơ của xe Jeep. Hà Hâm Nhan sợ hãi đánh mạnh tay ga, muốn hất Văn Linh từ trên xe xuống. Lúc Trương Dương nhìn thấy Văn Linh xông tới xe Jeep, hắn không để ý đến Thôi Chí Hoán nữa mà đuổi theo Văn Linh. Nhưng Thôi Chí Hoán nào có chịu bỏ qua, gã từ phía sau lao vào Trương Dương, Trương Dương giật cùi chỏ, đánh trúng ngực gã, khiến cho Thôi Chí Hoán cúi gập người, đau đến nỗi ho kịch liệt. Không đợi gã đứng thẳng dậy, Trương Dương lại quay người lại tung một quyền, đập thẳng lên gò má gã, đánh cho Thôi Chí Hoán ngã gục xuống đất, thuận tay điểm huyệt gã, tràn đầy khinh miệt nói, không kham nổi một kích. Từ xa truyền tới tiếng hét của Hà Hâm Nhan. Trương Dương trong lòng sốt ruột vô cùng, hắn bỏ mặc Thôi Chí Hoán, nhanh chóng xông về phía xe Jeep. Khi Hà Hâm Nhan đánh tay lái, bởi vì quá hoảng loạn cho nên xe Jeep đâm vào cây đại thụ ở bên đường, thân thể của Văn Linh bởi vì lực quán tinh nên lao lên trước, sau đó cô ta giang tay ra, một quyền đánh thẳng vào kính chắn gió. Hà Hâm Nhan trước giờ chưa từng thấy nữ nhân cường hoành như vậy. Cô ta sợ quá đẩy cửa xe, ôm cặp tài liệu chạy về phía sau. Thân hình của Văn Linh giống như là quỷ mị từ trên xe Jeep bay lên, một chưởng đánh vào vai Hà Hâm Nhan, bàn tay của cô ta ấn lên người Hà Hâm Nhan. Hà Hâm Nhan cảm thấy một cỗ hàn ý truyền vào trong cơ thể, không nhịn được mà run lập cập, thân thể lập tức mất đi khống chế, mềm nhũn ngã xuống bên đường, Văn Linh tóm lấy cặp tài liệu trong tay cô ta. Lúc Trương Dương đi tới thì vừa hay nhìn thấy cảnh này,
gầm lên tức giận, Văn Linh, cô là gì đó? Văn Linh khinh miệt nhìn hắn một cái, điểm mũi chân, chạy vào trong rừng cây, Trương Dương ôm Hà Hâm Nhan lên, em không sao chứ? Hà Hâm Nhan mặt trắng bệch, môi run run nói, không sao, mau đuổi theo cô ta. Trương Dương gật đầu, em đợi anh ở đây, anh lập tức sẽ trở về. Hắn thuận tay phong bế mấy huyệt đạo trên người Hà Hâm Nhan để ngăn hàn khí tiến lên trên. Trương Dương theo bước chân của Văn Linh tiến vào trong rừng cây, chỉ thấy thân hình của Văn Linh phiêu hốt, thoát trái thoát phải ở trong rừng cây với tốc độ kinh người. Trương Dương thực sự là không thể nào tin được, một người ngủ say 10 năm, sau khi khôi phục không lâu lại có một thân võ công cao thâm mà chắc như vậy. Trương Dương lớn tiếng nói, cô đứng lại cho tôi, thứ ở trong túi cô không thể lấy đi được. Hắn càng hét Văn Linh chạy càng nhanh. Lòng hiếu kỳ của Trương Dương hoàn toàn bị Văn Linh khơi dậy, hắn không che giấu võ công của mình nữa, chân phát lực đuổi theo Văn Linh. Xuyên ra khỏi rừng cây, cự ly giữa hai người càng lúc càng gần, phía trước chính là Hồ Nhã Vân. Văn Linh nhìn thấy không thể nào dứt khỏi được Trương Dương nên nhíu mày, cô ta từ trên đê phi xuống, đáp lên một chiếc cano. Cách không đánh một chưởng, không ngờ lại chặt đứt được dây ni lông trên con thuyền. Chỗ bị đứt phẳng lì trơn nhẵn như bị lưỡi dao sắc bén chém qua vậy. Văn Linh mở động cơ, cano ầm ầm phi về phía lòng hồ. Nhân viên phụ trách trực nhật nghe thấy động tĩnh liền xông ra, lớn tiếng quát quay lại. Trương Dương cơ hồ là đồng thời xông tới bên bờ, đẩy nhân viên trực nhật đó một cái, người đó chân đứng không vững, phốc một tiếng rơi xuống hồ nước, tuy cạnh bờ nước nông, nhưng dẫu sao cũng là mùa đông, người đó lạnh đến nỗi run lập cập, cố gắng lắm mới bỏ được lên hồ. Tiếp theo lại hắt xì hai cái. Lại ngước lên nhìn, Trương Dương đã khởi động chiếc cano còn lại để đuổi theo Văn Linh ở đằng xa. Trăng sáng treo trên cao, ánh trăng màu bạc phủ một tầng ánh sáng thần bí lên trời đất, hai chiếc cano rất nhanh đã lái tới lòng hồ. Trương đại quan nhân đẩy tốc độ lên cao nhất, chạy song song với Văn Linh, Trương Dương gầm lên, Thôi Chí Hoán là gián điệp Hàn Quốc, trong cái túi đó đựng tin tình báo bí mật, cô bị lợi dụng rồi. Văn Linh vẫn lộ ra vẻ cực kỳ lạnh lùng. Môi cô ta mím chặt lại, cano đột nhiên chấn động kịch liệt, sau đó từ mặt hồ lao lên lớp băng, bởi vì quán tính nên cano trượt trên mặt băng phải 50 mét mới dừng lại. Cano của Trương Dương cũng lao lên tầng băng, hắn không đợi cano dừng lại đã từ trong cano nhảy ra, trong mắt Văn Linh hiện ra một luồng sáng, tay trái của cô ta giơ lên, một luồng ánh sáng màu xanh bắn về phía Trương Dương. Trương Dương phản ứng thần tốc, đầu nghiêng sang bên, né được phát bắn của Văn Linh. Lúc này Trương Dương cơ hồ có thể đoán định lúc trước người đánh lén mình ở núi Loạn không chính là Văn Linh, mà tập kích Trần Tuyết Tám Thành cũng là Văn Linh. Trương Dương xông về phía Văn Linh chân phải dậm lên mặt băng, chỉ nghe thấy tiếng băng vỡ, giữa Trương Dương và cô ta hiện ra một khe nứt rứt. Tầng băng ở dưới chân Trương Dương theo đó mà nứt ra, hắn nhảy lên một khối băng nổi lớn, dùng nội lực thôi động chân lướt băng xông về phía Văn Linh. Con người của Văn Linh đột nhiên co lại, thân hình tung lên không. Ở trong không trung đã liên tiếp thi triển ra 5 đòn sát thủ. Trương Dương né trái né phải, hữu trưởng vung ra đón thủ trưởng đang đánh tới của Văn Linh, song trưởng còn chưa tiếp xúc thì một cỗ hàn khí bức người đã cuốn tới, bàn tay trắng nõn của Văn Linh trong nháy mắt được chụp lên một luồng ánh sáng mà xanh, lấy lòng bàn tay của cô ta làm trung tâm, nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp, không khí giống như bị đóng băng lại, đây chính là âm sát tu la trưởng, lúc trước khi Trương Dương lần đầu tiên đuổi theo Thiểm Điện Điêu. Chính bởi vì trong lúc sơ sẩy trùng ám toán của cô ta. Song trưởng va chạm với nhau, thân hình của Trương Dương chấn động kịch liệt, băng trôi ở dưới chân bởi vì không chịu nổi áp lực mà cắp sâu vào trong mặt nước thêm mấy phần, hàn khí lạnh thấu xương khiến cho tay trái của Trương Dương kết thành một tầng xương trắng. Trương Dương khó có thể che giấu nổi sự chấn hám ở trong lòng, hắn thật sự nghĩ không thông vì sao Văn Linh trong khoảng thời gian ngắn lại có tu vi như vậy, chẳng lẽ là bởi vì lần trước mình cứu cô ta. Công lực rót vào trong cơ thể cô ta toàn bộ bị cô ta hấp thu sử dụng ư. Đọ sức giữa cao thủ không được phép có nửa điểm do dự, tay trái của Văn Linh giơ lên, băng vụn trong lòng bàn tay bắn vào mặt Trương Dương. Cự ly gần như vậy mà phát động dạng tập kích này, muốn tránh được là điều rất khó, thân hình Trương Dương đột nhiên trầm xuống, đạp vỡ lớp băng ở dưới chân, chìm vào trong hồ nước băng lãnh mới tránh được băng vụn mà Văn Linh bắn ra. Sau khi Văn Linh bước lui được Trương Dương, tiếp tục chạy về phía trước. Cô ta vừa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng băng vỡ ở phía sau, Trương Dương từ dưới mặt nước bay ra, hắn nắm lấy một khối băng to cỡ 1 mét ném về phía Văn Linh. Khối băng đó ở trong không trung xoáy tròn bay thẳng tới lưng Văn Linh. Văn Linh xoay người lại vỗ lên khối băng đó, đánh cho nó vỡ thành từng mảnh, mảnh băng bay khắp trời.
Hơi dừng lại một chút, Trương Dương lại xông tới bên cạnh cô ta, gầm lên một tiếng tức giận, ngưng tụ toàn lực đánh ra một quyền, đây là Long Đằng Tứ Hải trong Thăng Long Quyền, các mảnh băng dưới ảnh hưởng của quyền phong của Trương Dương lập tức biến ảo, giống như là một con rồng màu trắng xoay quanh Trương Dương, sau đó thì theo một quyền của Trương Dương cuốn về phía Văn Linh. Văn Linh hơi biến sắc, cô ta đã nhìn ra Trương Dương không bảo lưu thực lực nữa. Cô ta không dám lấy cứng trọi cứng với Trương Dương, mũi chân điểm một cái, thân hình đột nhiên lướt ra sau, tuy là vẫn không thể hoàn toàn né được quyền phong của Trương Dương, bị quyền phong đập trúng ngực, cảm giác hô hấp uất nghẹn. Văn Linh cầm cặp tài liệu tiếp tục chạy về phía trước, Trương Dương đuổi theo sau cô ta, Văn Linh tuy khinh công không tồi, nhưng nội lực của cô ta rõ ràng là kém hơn Trương Dương, rất nhanh lại bị đuổi kịp. Văn Linh bất lực nên đành lấy một số tài liệu trong túi ném ra, những tài liệu này đối với Trương Dương mà nói thì vô cùng quan trọng, lúc hắn vội vàng nhặt lên thì Văn Linh lại bắn mảnh băng về phía hắn. Trương Dương thầm mắng Văn Linh độc ác, rồi vung áo bành tô lên cản mảnh băng, rồi lại nhặt tài liệu rơi lác đác trên mặt băng lên. Văn Linh nhân cơ hội này chạy ra cách hắn 20 mét, Trương Dương bị Văn Linh chọc giận, hắn quyết tâm nhất định phải cản Văn Linh lại. Mắt thấy Văn Linh cách bờ hồ càng lúc càng gần. Một quyền của Trương Dương đánh lên mặt băng, quyền là thức thứ 12 của Thăng Long Quyền Long Đỉnh chấn nộ, lớp băng trên mặt hồ lập tức nứt ra như lưới nhện. Băng nứt nhanh chóng lan tới chỗ Văn Linh, lớp băng dưới chân bị Trương Dương chấn nứt đã ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ chạy của cô ta. Trương Dương không ngừng dùng khối băng ném về phía cô ta. Văn Linh né những khối băng mà Trương Dương ném tới, trong mắt phủ lên một tầng sát khí âm lãnh, cô ta không ngờ lại vứt bỏ ý định bỏ chạy, quay người lại nghênh đón Trương Dương. Trương Dương chân phải đáp lên trên băng di động, thân thể giống như thiên ngoại kinh long bay lên, một thước long chiến vu dã đánh về phía Văn Linh hừ một tiếng, cũng đánh tả một quyền. Ánh mắt của Trương Dương trở nên sắc bén, nhìn thấy ánh sáng xanh ẩn hiện trên quyền đầu của cô ta, lập tức hiểu rằng cô ta muốn ám toán mình, nhưng tốc độ xuất quyền của Trương Dương vẫn không chậm lại chút nào. Văn Linh cho rằng hắn trúng kế, trong lòng mừng rỡ, nhưng không ngờ khi hai quyền sắp tiếp xúc nhau thì Trương Dương đột nhiên hóa quyền thành chảo. Nắm lấy cổ tay cô ta. Văn Linh tay trái bị khống chế, trong lúc gấp gáp liền giơ tay phải lên đánh vào ngực Trương Dương. Trương Dương đọ một chưởng với cô ta, nội lực của hắn dẫu sao cũng hơn Văn Linh nhiều, lại thêm có tâm lý chuẩn bị đối với âm sát tu la của cô ta, một chưởng này đã chiếm được hết thượng phong. Âm sát tu la chưởng của Văn Linh không tạo thành thương tổn cho đối phương, lại bị nội lực hùng hậu của Trương Dương làm chấn thương kinh mạch, cô ta nhấc chân lên đá Trương Dương. Bức Trương Dương phải bỏ cổ tay cô ta ra, sau đó ném cặp tài liệu ra xa. Trương Dương sợ cặp tài liệu sẽ chìm xuống nước, chỉ đành buông Văn Linh, phi thân ra, tóm lấy cặp tài liệu trước khi nó rơi xuống nước. Văn Linh ôm lấy ngực, lảo đảo chạy lên bờ, quay đầu lại nhìn thì thấy Trương Dương đã lấy được cặp tài liệu, vẫn kiên nhẫn đuổi theo cô ta. Văn Linh cắn răng, biết rằng hôm nay muốn thoát khỏi Trương Dương là điều không dễ dàng. Cô ta lảo đảo chạy về phía đường Tân Hồ. Trương Dương gầm lên, chạy đi đâu, sau đó lại đuổi theo. Hai người đối nhau một chưởng trên đường tàu chậm, Văn Linh bởi vì không chịu nổi trọng kích của hắn, phun ra một ngụm máu, cô ta lao ra đường cao tốc, lúc này một cảnh không ngờ đã xảy ra, một chiếc xe buýt cao tốc vừa hay đang chạy từ hướng đông tới, đâm phải Văn Linh. Trương Dương nghe thấy tiếng hét của Văn Linh, nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Văn Linh bị đâm xe buýt đâm trúng, bay xe 20 mét mới rơi xuống mặt đất. Trương Dương ngây ra. Hắn cũng không ngờ tới sau cùng lại là kết cục này. Rất nhiều người trên xe buýt đều nhìn thấy tai nạn, đều thấy Văn Linh vì bị Trương Dương truy đuổi lao lên đường cao tốc cho nên mới phát sinh tai nạn. Dưới đèn xe, Văn Linh lặng lẽ nằm bên đường nhựa, máu màu đỏ từ trán cô ta chảy ra, làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch, trông càng kinh hãi. Trương Dương nhanh chóng chạy tới, bắt mạch môn của cô ta, phát hiện Văn Linh vẫn còn sống, hắn gào lên, mau gọi xe cứu thương đi, cô ta còn sống đó. Trương Dương sau khi điểm huyệt cầm máu cho Văn Linh liền đưa cô ta lên 120, từ mạch tượng của Văn Linh, tính mạng của cô ta không có gì đáng ngại. Trương Duệ Dung ở phía bên kia cũng truyền tới tin tức tốt, Lý Bình Canh và Thiệu Thành Nham đều đã xa lưới, Trương Duệ Dung quan tâm tới tư liệu bị Thôi Chí Hoán lấy đi, Trương Dương nói nhỏ yên tâm đi, tư liệu không có vấn đề gì. Trương Dương không theo Văn Linh tới bệnh viện mà ngay lập tức quay về bên cạnh Hà Hâm Nhan, hiện trường đã bị phía cảnh sát khống chế. Hà Hâm Nhan mặc một chiếc áo bành tô, đang ngồi chóc xe, nhưng lạnh đến nỗi cả người run cầm cập. Nhìn thấy bóng dáng của Trương Dương, Hà Hâm Nhan khóc lóc chạy tới, mặc kệ ánh mắt của nhiều người, lao vào trong lòng Trương Dương.
Người phụ trách xử lý hiện trường là Điền Bân và Đỗ Vũ Phong, hai người họ bước tới, Điền Bân nói, sao thế? Tên người Hàn Quốc đó không biết có phải chúng ta không, không nói nổi câu nào, đến người cũng bất động. Trương Dương trong lòng sực nhớ, biết rằng Thôi Chí Hoán là bị mình điểm huyệt đạo nên mới vậy, xe jeep của hắn đã bị hỏng do Hà Hâm Nhan đâm phải cây, đã được xưởng sửa chữa kéo đi. Trương Dương đặt đồ vào trong xe cảnh sát của Điền Bân và Đỗ Vũ Phong, lúc thu thập đồ, Trương Dương nhận được điện thoại của Trương Duệ Dung, nói rằng phía quốc an bảo hắn đừng hỏi tới chuyện này, chuyện còn lại cấp trên sẽ tự xử lý. Đồng thời vào lúc Trương Dương nhận điện thoại, Điền Bân cũng nhận được điện thoại, cấp trên bảo gã áp tải Thôi Chí Hoán, bởi vì người Hàn Quốc này khả nghi là gián điệp. Trương Dương bước vào trong xe, Hà Hâm Nhan lạnh quá nên càng run nhiều hơn, bởi vì cô chúng phải âm sát tu la của Văn Linh, Trương Dương nắm lấy lòng bàn tay của cô ta, truyền một cỗ nội lực tới, lặng lẽ giúp Hà Hâm Nhan xua đuổi hàn khí trong cơ thể. Lúc hắn vừa rồi giao thủ với Văn Linh cũng hao tổn không ít công lực, lúc xua đuổi hàn khí cho Hà Hâm Nhan đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Hà Hâm Nhan nhìn thấy trán hắn dày mồ hôi, không khỏi có chút đau lòng, lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn. Đỗ Vũ Phong kéo cửa, nhìn thấy cảnh thân mật của hai người, lại vội vàng lui ra. Trương Dương cười nói, Vũ Phong, cậu vào đi, phiền cậu đưa tôi tới bệnh viện một chuyến. Đỗ Vũ Phong ném chìa khóa vào, cậu tự lái xe đi, chỗ tôi còn có việc phải xử lý. Trương Dương vừa ngồi xuống ghế lái thì mẹ nuôi La Tuệ Ninh gọi tới, từ trong giọng nói của La Tuệ Ninh nghe ra bà ta đang rất khẩn trương, Tiểu Linh làm sao vậy? Trương Dương nói, bị tai nạn, đã đưa tới bệnh viện rồi, mẹ nuôi, mẹ yên tâm đi, chị ấy không bị nguy hiểm tới tính mạng đâu. La Tuệ Ninh nói, mẹ tới Giang Thành rồi. Con đi đón mẹ. Không cần, mẹ trực tiếp tới bệnh viện. Gác điện thoại, Trương Dương khởi động xe lái tới bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Giang Thành. Sau khi Văn Linh bị xe buýt dâm, trừ mấy vết thương bên ngoài ra thì không có bất kỳ vết thương rõ ràng nào, cũng không có hiện tượng xuất huyết. Kết quả kiểm tra toàn diện đã ra, không phát hiện bất kỳ điều dị thường nào, nhưng cô ta vẫn bị hôn mê. Sau khi biết thân phận của Văn Linh, Viện trưởng Tạ Ủng Quân triệu tập tổ chuyên gia tiến hành hội chẩn khẩn cấp, còn đặc biệt mời cả tiến sĩ y học Vu Tử Lương tới. Lúc Trương Dương tới phòng bệnh, La Tuệ Ninh đã tới nơi, bà ta lặng lẽ ngồi trong phòng bệnh, nhìn con gái lại rơi vào hôn mê, cho tới khi Trương Dương gõ cửa phòng mới làm La Tuệ Ninh tỉnh lại, bà ta nói khẽ, vào đi. Trương Dương chậm rãi tiến vào, hắn gọi một tiếng mẹ nuôi, sau đó ánh mắt rơi lên mặt Văn Linh, chỗ bị rách trên trán Văn Linh đã được băng lại. Sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, Văn Linh ngủ sau không khỏi khiến Trương Dương nhớ lại cô ta ngày trước. Trương Dương đi tới bên cạnh Văn Linh, cầm tay cô ta lên, bắt mạch môn, mạch tượng của Văn Linh yếu ớt vô lực, vô cùng hỗn loạn, không khác gì lúc xưa cô ta thành người thực vật, thậm chí so với tình huống trước kia còn nghiêm trọng hơn. La Tuệ Ninh nhìn Trương Dương, tựa hồ như muốn nhìn thấy hy vọng từ trong vẻ mặt của hắn, nhưng Trương Dương chậm rãi lắc đầu, nói, so với quá khứ còn nghiêm trọng hơn. La Tuệ Ninh hiểu được câu nói này của Trương Dương có nghĩa là gì, bà ta cũng không bi thương như trong dự đoán, chậm rãi gật đầu, sau đó chỉ vào cái ghế dựa ở bên cạnh, nói, ngồi đi. Trương Dương ngồi xuống đối diện La Tuệ Ninh, nói khẽ con xin lỗi. La Tuệ Ninh nói, mẹ đã gặp tài xế xe buýt rồi. Trương Dương hiểu ý bà ta, hắn rất thẳng thắn gật đầu, nói, là lúc con đuổi theo chị Linh, chị ấy lao vào trong đường cao tốc, cho nên mới gặp tai nạn. Kẻ gây ra chuyện này là con, mẹ nuôi, con xin lỗi. Ưu điểm lớn nhất của Trương Đại Quan Nhân là dám làm dám nhận, tai nạn của Văn Linh quả thật là do hắn tạo thành, hắn cũng không muốn đùn đẩy trách nhiệm. La Tuệ Ninh nói, mẹ là một đảng viên, không nên mê tín, nhưng mẹ hiện tại càng lúc càng tin rằng trên đời này có cái gọi là báo ứng, có thể nói cái chết của Tư lệnh Đỗ có liên quan trực tiếp tới Tiểu Linh. Hiện tại Tiểu Linh lại bị tai nạn, có lẽ là thiên lý tuần hoàn. Bà ta nhìn Trương Dương, nói, là con cho nó sinh mệnh lần thứ hai, con là người có tư cách lấy lại nhất. Trương Dương cắn môi, nói, mẹ nuôi, mẹ không trách con. La Tuệ Ninh nói, không phải là con hại nó, mẹ sao phải trách con. Bà ta có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, nói, con về đi, mẹ muốn ở lại với nó. Trương Dương lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, hắn biết La Tuệ Ninh ngoài miệng thì nói không trách mình, nhưng chuyện của Văn Linh tất nhiên sẽ khiến quan hệ của họ có trở ngại. Rời khỏi tòa nhà phòng bệnh, đi tới trước cửa thì gặp Trương Duệ Dung, cô ta tới lấy tài liệu từ chỗ Trương Dương đưa cặp tài liệu cho cô ta, nói nhỏ, bắt được hết chưa? Trương Duệ Dung gật đầu, toàn bộ xa lưới rồi,
cấp trên cũng phái người tới, tối nay Thôi Chí Hoán sẽ được chuyển cho chúng ta. Trương Dương bị chuyện của Văn Linh khiến cho chán nản, hắn và Trương Duệ Dung nói hai câu rồi chia tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền.